Chương 810, tiểu nữ nhân Lâm Thanh Hạm. Bãi đỗ xe đỗ Lâm Thanh Hạm kia chiếc màu đỏ chạy băng băng, nhìn đến này chiếc xe, Trương Huyền có một loại đã lâu thân thiết cảm. Thuần thục mở cửa xe, ngồi xuống, phát động. Đương sử ra bãi đỗ xe khi, cao tới gần 3.000 khối dừng xe phí làm bãi đỗ xe thu phí người đều có điểm phát ngốc. Lâm Thanh Hạm rời đi Ngân Châu gần 2 tháng thời gian, này 2 tháng tới xe đều ở sân bay phóng, sân bay dừng xe phí, kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Trương Huyền nhìn ghế phụ nữ nhân kia che miệng cười khẽ bộ dáng, liền biết Lâm Thanh Hạm là cố ý làm chính mình lái xe đào cái này dừng xe phí. Này 3.000 khối đối với hai người tới nói cũng không tính cái gì, liền giống như tình lữ chi gian cho nhau trêu cợt giống nhau. Trước dừng xe phí, Trương Huyền gấp không chờ nổi dẫm hạ chân ga, sự hướng kia đã thật lâu không trở về ra. Ở tiến thành phố trên đường, Trương Huyền trong lúc vô ý lại nhìn đến viện phúc lợi địa chỉ cũ. Cái này làm cho Trương Huyền thần sắc phát sinh ngắn ngủi động lại, bất quá thực mau lại khôi phục bình thường. Trương Huyền lắc lắc đầu, sự tình qua đi thời gian dài như vậy, hắn đã sớm không có lại quái Lâm Thanh Hạm dỡ bỏ viện phúc lợi, dỡ bỏ cái kia đỉnh hóng gió sự. Lão công, ngươi làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền thần sắc có chút khác thường, hỏi. Không có việc gì, Trương Huyền lắc lắc đầu, thôi viện trưởng các nàng hiện tại thế nào? Tân viện phúc lợi đã cái hảo. Ta buổi tối mang ngươi đi xem. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, thu hồi đặt ở viện phúc lợi địa chỉ cũ ánh mắt, lái xe về nhà. Xe sử tiến tắc tiếp nước hương, đường Trương Huyền đem xe chậm rãi chạy đến nhà mình biệt thự viện trước khi, trong viện một tòa mộc chế đỉnh hóng gió, ấn nhập Trương Huyền đồng tử. Ở nhìn đến này mộc chế đỉnh hóng gió nháy mắt, tuy là Trương Huyền, cũng là sửng sốt, theo bản năng tàn nhẫn dẫm một chân phanh lại, màu đỏ chạy băng băng đột nhiên định ở tại chỗ. Lão bà, này, Trương Huyền nhìn bầy biện ở trong viện, trà lau sạch sẽ đỉnh hóng gió, há miệng thở dốc. Lâm Thanh Hạm che miệng cười, này không phải ngươi cùng ta mẹ cùng nhau dựng sao, viện phúc lợi muốn hủy đi, ta liền đem cái này đỉnh hóng gió dọn về đến nhà tới. Một cổ dòng nước ấm, tự Trương Huyền trong lòng chảy xuôi mà qua, Lâm Thanh Hạm trong miệng câu kia ta mẹ, càng là xúc động Trương Huyền đáy lòng kia chỗ mềm mại địa phương. Trương Huyền chưa từng có cùng Lâm Thanh Hạm đề qua nhà mình sự. Ở Trương Huyền mẫu thân di chúc chung, cuối cùng di nguyện, chính là muốn Trương Huyền báo đáp Lâm gia ân tình. Hiện giờ, Lâm Thanh Hạm chủ động kêu ra này một tiếng mẹ, nếu Trương Huyền mẫu thân dưới suối vàng có biết, cũng muốn mỉm cười. Trương Huyền bắt lấy Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm, lão bà, cảm ơn ngươi, ngày đó ta còn tưởng rằng ngươi. Được rồi, Lâm Thanh Hạm vươn một cái tay khác, che lại Trương Huyền miệng, ngươi đều kêu ta một tiếng lão bà. Còn cùng ta nói cái gì tạ, so với ngươi vì ta làm này đó, bé nhỏ không đáng kể, bất luận cái gì một cái tiểu nữ nhân, đều có thể vì nàng nam nhân làm được này đó. Trương Huyền gật gật đầu, không có nói nữa, nếu đều đã là người một nhà, lại nói cảm tạ cái gì, liền có vẻ quá khách khí. Về đến nhà, trong nhà phi thường sạch sẽ, trong phòng khách nhiều vài cái đại hình mao nhung món đồ chơi, có một con còn đặt ở bàn ăn bên ghế dựa thượng. Này đó đều là mỗi ngày muốn. Lâm Thanh Hạm chỉ phòng khách này đó món đồ chơi, người thời gian dài như vậy không trở lại, nàng mỗi ngày đều kêu muốn ba ba, ta cùng Tần Tổng liền mua này đó món đồ chơi cho nàng nói đây là ngươi trở nên, mỗi ngày cô nàng này, ăn cơm thời điểm liền phải ngồi vào ngươi bên cạnh. Lâm Thanh Hạm vừa nói, Trương Huyền một bên là có thể nghĩ đến mỗi ngày kia đáng yêu bộ dáng, hiểu ý cười. Ngươi lâu như vậy không trở về, tắm rửa một cái, đi đi Trần. Sau đó ta mang ngươi đi tìm Tần Tổng nàng hai, mỗi ngày phải biết rằng ngươi đã trở lại, nhất định vui vẻ hỏng rồi. Lâm Thanh Hạm đi đến phòng ngủ nội, xách một thân hưu nhàn giả bộ tới, ngươi bốn mùa quần áo, ta toàn cho ngươi lấy lòng, ngươi thử xem, hẳn là vừa ngươi. Trương Huyền không có duỗi tay đi tiếp Lâm Thanh Hạm truyền đạt quần áo, mà là trên dưới không ngừng đánh giá Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm bị Trương Huyền này đánh giá ánh mắt xem mặt đẹp đỏ lên, ngươi xem ta làm gì, mau đi tắm rửa. Trương Huyền một cái bước xa, vượt đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, theo sau đối với Lâm Thanh Hạm sườn mặt bẹp một ngụm hôn đi lên, theo sau lấy quá Lâm Thanh Hạm trong tay quần áo, duỗi tay quát hạ Lâm Thanh Hạm kiều mũi, lão bà, ta phát hiện ngươi, càng ngày càng giống một cái thê tử. Càng ngày càng giống một cái thê tử. Lâm Thanh Hạm lại xem Trương Huyền đã xoay người chiều phòng vệ sinh chạy tới. Lâm Thanh Hạm kia một khuôn mặt xấu hổ hồng hồng, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình có chút nóng lên sườn mặt. Lẩm bẩm nói, ta thật sự càng ngày càng giống một cái thê tử sao? Lẩm bẩm qua đi,
Lâm Thanh Hạm đột nhiên một dậm chân nhỏ, kiều hừ nói, hảo ngươi cái Trương Huyền, ý của ngươi là nói ta trước kia căn bản là không giống một cái thê tử đúng không? Nửa giờ sau, Trương Huyền rửa mặt xong, thay Lâm Thanh Hạm vì hắn chuẩn bị kia thân hưu nhàn trang, quần áo toàn bộ đều là nội miên, mặc ở trên người có vẻ thực tinh thần, một chút đều không mập mạp. Đi thôi, Lâm Thanh Hạm cũng một lần nữa thay quần áo, ngồi ở trên sofa chờ Trương Huyền, đương Trương Huyền đổi hảo quần áo ra tới sau, Lâm Thanh Hạm giơ lên trong tay di động, ta cùng Tần Tổng liên hệ, nàng chính mang theo mỗi ngày ở bên ngoài chơi đâu, ta không nói cho các nàng ngươi đã trở lại, đi cho các nàng một kinh hỉ. Lão bà, người này thân quần áo, Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm trang phẫn. Lâm Thanh Hạm trên người xuyên này thân quần áo, quả thực chính là Trương Huyền hiện tại xuyên này thân thu nhỏ lại bản, chỉ là Trương Huyền trên quần áo có chút màu xanh biển đường cong, đến Lâm Thanh Hạm kia, liền biến thành màu hồng nhạt, Lâm Thanh Hạm cấp Trương Huyền tuyển này thân, cùng nàng chính mình trên người xuyên này thân, rõ ràng chính là một thân tình lữ trang. Hỏi như vậy nhiều làm gì, không muốn xuyên liền cởi. Lâm Thanh Hạm mắt trợn trắng, mặc vào một đôi tiểu bạch giày, đem cửa phòng lôi kéo, đi ra ngoài. Trương Huyền theo ở phía sau, cười hắc hắc, mặc vào Lâm Thanh Hạm trước tiên cho hắn chuẩn bị tốt giày, theo đi ra ngoài. Hai người lái xe, một đường đi vào CBD thương khu, đem xe ở một đống thương trường dưới lầu đình hảo. Đi thôi, mặt trên có cái nhì đồng giải trí khu, Tần Tổng liền mang theo mỗi ngày ở kia. Lâm Thanh Hạm thực tự nhiên vãn trụ Trương Huyền cánh tay, duỗi tay chỉ một chút. Trương Huyền có thể rõ ràng ngửi được bên cạnh nữ nhân trên người truyền đến thanh hương. Hơi hơi mỉm cười, hắn thừa nhận, hắn thực hưởng thụ như vậy cảm giác. Hai người đi rồi vài bước, vừa muốn tiến thương trường, liền nghe được bên cạnh dừng xe vị thượng truyền đến mắng to thanh. Ta nói cho ngươi, lão tử hôm nay liền tính tại đây đem ngươi chôn, lại có ai dám nói cái gì? Tiện nha đầu, dám đánh ta nhi tử, thật hắn sao không muốn sống nữa? Bên cạnh truyền đến tiếng mắng, làm Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm theo bản năng chiều bên kia nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, làm Trương Huyền trên mặt tức khắc tràn ngập tức giận. Vừa mới phát ra tiếng mắng, là một cái trung niên nam nhân, mà bị trung niên nam nhân mắng, đúng là Tần Nhu cùng mỗi ngày. Lúc này mỗi ngày chính bắt lấy Tần Nhu tay, vẻ mặt sợ hãi đứng ở một bên, Tần Nhu còn lại là sắc mặt đỏ lên, cả người không ngừng run rẩy. Chương 811, xung đột. Tiên sinh, ta lặp lại một lần, là ngươi nhi tử, động thủ trước đánh ta nữ nhi. Ngươi nhi tử đoạt nữ nhi của ta đồ vật, còn đem nữ nhi của ta đẩy ngã, nữ nhi của ta bất quá là lấy về chính mình đồ vật mà thôi. Tần Nhu thanh âm phi thường vang dội mở miệng. Trung niên nam nhân liếc mắt bị Tần Nhu nắm mỗi ngày, cười lạnh nói, ta nhi tử là cái gì thân phận, người nữ nhi lại là thứ gì? Dám chạm vào ta nhi tử, đồ đê tiện. Trung niên nam nhân nói, giơ lên bàn tay, một cái tát hướng lên trời thiên trên mặt phiến đi. Tần Nhu như thế nào cũng không nghĩ tới này trung niên nam nhân sẽ đột nhiên động thủ, nàng một nữ nhân, lại như thế nào phản ứng lại đây. Mắt thấy trung niên nam nhân tay liền phải chịu đến mỗi ngày trên mặt, Lâm Thanh Hạm từ bên cạnh một bước vọt lại đây, bắt lấy trung niên nam nhân thủ đoạn, đem này tay ném ra, người một đại nam nhân, phải đối tiểu hài tử động thủ. Lâm Thanh Hạm trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều đãi ở thị tộc, hoặc nhiều hoặc ít cũng tiếp xúc một ít về cổ võ đồ vật, tuy rằng không nói có bao nhiêu cường. Nhưng cũng so giống nhau nữ nhân muốn lợi hại rất nhiều. Thanh Hạm, Tần Nhu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Thanh Hạm, phát ra kinh hỉ thanh âm. Thanh Hạm mụ mụ, mỗi ngày trực tiếp bổ nhào vào Lâm Thanh Hạm trong lòng ngực, mắt to sương mù mênh mông, nước mắt ở vành mắt đảo quanh. Lâm Thanh Hạm mắt lạnh nhìn trung niên nam nhân, hỏi, này sao lại thế này? Kia tiểu hài tử đoạt mỗi ngày đồ vật, mỗi ngày cầm trở về. Tần Nhu cấp Lâm Thanh Hạm đại khái nói một chút sự tình nhân quả. Tần Nhu nguyên bản mang theo mỗi ngày ở trên lầu chơi, kết quả trung niên nam nhân nhi tử lại đây đoạt mỗi ngày trong tay món đồ chơi, còn đem mỗi ngày đẩy ngã, mỗi ngày bất quá là đứng lên đem chính mình đồ vật lấy về đi, kết quả đối phương kia tiểu hài tử liền không vui, hô to mỗi ngày đánh hắn. Lâm Thanh Hạm liếc mắt trung niên nam nhân nhi tử, theo sau lấy ra di động, gọi điện thoại đi ra ngoài, Ngô giám đốc, đem vừa mới nhi đồng khu ghi hình bắt lấy lâu cho ta, dùng ngươi nhanh nhất tốc độ. Trung niên nam nhân nhìn nhiều Lâm Thanh Hạm hai mắt, theo sau nói, u, tiểu nương môn, nhìn không ra, người còn nhận thức này lâu Ngô giám đốc. Lâm Thanh Hạm trừng mắt nhìn mắt đối phương, không nói gì. Trung niên nam nhân nhi tử, nhìn qua có 6 tuổi tả hữu, trên người ăn mặc tiểu học giáo phục, đối diện mỗi ngày không ngừng dương nắm tay. Tiểu nương môn,
ta nói cho ngươi, hôm nay các ngươi nếu không cấp lão tử một cái giao đãi, ai cũng đi không được. Trung niên nam nhân dùng tay chỉ Lâm Thanh Hạm tam nữ. Lâm Thanh Hạm ra tiếng nói, ta đã làm người đưa ghi hình xuống dưới, nếu là nữ nhi của ta có sai, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái giao đãi, nhưng nếu là nữ nhi của ta cái gì sai đều không có, hôm nay đi không được, chính là ngươi. Lâm Thanh Hạm ở thương nghiệp thượng, bản thân chính là một cái phi thường cường thế tính cách, trong khoảng thời gian này, lại đã trải qua thị tộc sự, làm nàng loại này cường thế tính cách, lại phóng đại rất nhiều. Nếu là mấy tháng trước, Lâm Thanh Hạm sẽ trước tiên báo nguy, làm tuần bộ tới giải quyết những việc này, nhưng hôm nay, nàng nói thẳng ra đối phương đi không được nói như vậy. Thảo, trung niên nam nhân mắng to một tiếng, làm lão tử đi không được. Tiểu nương môn, người có biết hay không lão tử là ai? Người hắn sao dám cùng lão tử nói như vậy? Trung niên nam nhân bên này mắng, con của hắn đột nhiên tận trời thiên phun ra một ngụm nước bọt, may mắn Tần Nhu tay mắt lanh lẹ, vội vàng kéo mỗi ngày một phen, bằng không này nước miếng phải bị phun đến mỗi ngày trên mặt. Trung niên nam nhân nhi tử phun xong nước miếng sau, diễu võ dương oai nhìn mỗi ngày, theo sau lại nâng lên chân một chân hướng lên trời thiên trên người đá vào. Trung niên nam nhân nhìn con của hắn động tác, không những không có ngăn cản, ngược lại còn có một loại cổ vũ hương vị. Cút đi, một con chân to, đột nhiên từ một bên đá tới. Trung niên nam nhân nhi tử chân vừa mới nâng lên, đã bị đột nhiên xuất hiện này chỉ chân to trực tiếp đá nhảy ra đi. Trương Huyền, Tần Nhu liếc mắt một cái liền thấy được này chỉ chân to chủ nhân, ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ba ba, mỗi ngày hưng phấn la lên một tiếng, hướng Trương Huyền mở ra ôm ấp. Trương Huyền một tay đem mỗi ngày ôm lên, xoa xoa mỗi ngày đầu nhỏ, cười nói, thế nào, tưởng ba ba sao? Ân, suy nghĩ, mỗi ngày dùng sức gật đầu, ôm Trương Huyền cổ, dùng sức ở Trương Huyền trên mặt hôn một cái. Trung niên nam nhân nhi tử bị Trương Huyền một chân đá phiên, nằm trên mặt đất hoa một tiếng liền khóc giống lên. Thảo, tiểu tử, người hắn sao dám đụng đến ta nhi tử, lão tử muốn mạng ngươi. Trung niên nam nhân hét lớn một tiếng, múa may nắm tay liền chiều Trương Huyền vọt tới. Lăn con bê, Trương Huyền lại lần nữa nâng lên một chân, trực tiếp cấp trung niên nam nhân đá phiên, không nhìn xem ngươi là cái gì ngoạn ý, muốn ta mệnh. Trung niên nam nhân bị Trương Huyền này một chân đá phiên trên mặt đất, lập tức liền minh bạch chính mình không phải trước mắt thanh niên này đối thủ. Hảo, tiểu tử, ta làm ngươi nhiều bức, lão tử xem ngươi như thế nào nhiều bức. Lão tử áp chết các ngươi. Trung niên nam nhân từ trong túi móc ra chìa khóa xe, mở ra bên cạnh một chiếc giá trị 300 vạn chạy băng băng đại G, ngồi trên điều khiển vị, oanh đủ mã lực, thẳng tắp chiều Trương Huyền mấy người sở trạm địa phương đánh tới. Mấy người khoảng cách không xa, trung niên nam nhân như vậy lái xe đánh tới, Tần Nhu muốn tránh đều không kịp, mắt thấy này chiếc chạy băng băng đại G liền phải đụng phải tới, đột nhiên một trận mãnh liệt tiếng đánh từ trước mắt vang lên. Một chiếc hậu trang hãn mã, từ chạy băng băng đại G một bên vào tới. Đột nhiên đánh vào này chiếc chạy băng băng đại G cửa hông, này chiếc phục cổ khí phách chạy băng băng đại G, ở hậu trang hãn mã trước mặt, giống như là một con gà con giống nhau, trực tiếp bị đâm cho bình di đi ra ngoài. Lại là phanh một thanh âm vang lên khởi, mất khống chế chạy băng băng đại G đánh vào bãi đỗ xe bên cạnh thương trường trên vách tường, thùng xe nội an toàn túi hơi một chút toàn bắn ra tới. Cửa xe mở ra, trung niên nam nhân lảo đảo lắc lư từ trên xe xuống dưới, hiển nhiên lần này, hắn cũng bị đâm cho không nhẹ, chỉ là chạy băng băng cường đại an toàn tính làm hắn không có chịu cái gì quá nặng thương. Thảo, có thể hay không lái xe? Hậu trang hãn mã cửa xe mở ra, bốn gã thân cao ở 2 mét tả hữu tráng hán từ trên xe đi xuống, chỉ vào trung niên nam nhân liền mắng. Trung niên nam nhân nhìn nhìn này bốn gã tráng hán, lại nhìn nhìn đối phương kia chiếc hậu trang hãn mã, đầu một thấp, xin lỗi, ta thật sự không có nhìn đến. Về sau hắn sao chú ý điểm? Bốn gã tráng hán mắng một câu, theo sau mịt mờ hướng Trương Huyền đầu đi dò hỏi thần sắc. Đãi Trương Huyền làm ra ánh mắt ý bảo bọn họ rời đi sau, này bốn gã tráng hán mới trở lại trên xe, lái xe xử lý, những người này, là Trương Huyền an bài ở Ngân Châu, bảo hộ Tần Nhu các nàng an toàn. Trung niên nam nhân lòng còn sợ hãi nhìn mắt đã khai xa hãn mã, con của hắn khóc nháo thanh, còn ở một bên không ngừng vang lên. Tiểu tử, người hắn sao dám đụng đến ta nhi tử? Có biết hay không lão tử là ai? Nhà này thương trường nhưng có lão tử cổ phần. Trung niên nam nhân chỉ vào phía sau đại lâu. Trương Huyền nghe được lời này, mày nhăn lại, nhìn về phía Lâm Thanh Hạm. Trương Huyền này nhíu mày động tác nhìn đến trung niên nam nhân trong mắt,
làm trung niên nam nhân đắc ý không thôi, cho rằng Trương Huyền là sợ hãi, nói cho tiểu tử ngươi, lão tử muốn lộng chết ngươi loại này tiện dân, có 100 loại phương pháp. Trung niên nam nhân không nghĩ tới, Trương Huyền nhíu mày nguyên nhân, là bởi vì nhà này thương trường, chính là Lâm thị sản nghiệp. Chương 812, tùy ngươi đi khiếu nại. Trương Huyền đã thật lâu không hồi quá Ngân Châu, đối với Lâm thị hiện trạng, là một loại rất mơ hồ trạng thái. Như thế nào, tiểu tử, sợ, sớm hắn sao làm gì đi? Trung niên nam nhân chửi ầm lên một tiếng, hôm nay người hắn sao liền tính quỷ xuống tới kêu lão tử kêu ra ra, cũng chưa dùng. Trương Huyền nhìn mắt Lâm Thanh Hạm, Lâm Thanh Hạm cũng là mày liễu nhăn lại, lắc lắc đầu. Trung niên nam nhân lấy ra di động, gọi cái điện thoại, hướng trong điện thoại quát, đem người đều cho ta gọi tới mặt trên bãi đỗ xe, có người đem ta nhi tử đánh. Trung niên nam nhân nói xong, cả người hướng Tần Nhu mở ra chiếc xe kia trước một chắn, căn bản không cho Trương Huyền mấy người rời đi. Cũng liền không đến một phút thời gian, một đám thân xuyên hắc y đại hán từ thương trường bên trong chui ra tới, mỗi người trước người, đều treo một cái công tác bài, mặt trên viết an bảo chữ. Nhưng xem này đó tráng hán bộ dáng, các đầy mặt dữ tợn, đi đường lắc lư vặn vẹo, này nói là hội sở xem bãi có người tin, cần phải nói an bảo, kia thật sự là không dính dáng, bọn họ ngay cả an bảo thống nhất chế phục cũng chưa xuyên. Ở này đó tráng hán trước người viết có an bảo công tác bài thượng, còn có trước mặt nhà này thương trường chữ. Này đó tráng hán trong miệng đều ngậm thuốc lá, hiển nhiên là từ thương trường nội cũng đã bậc lửa, ở phòng cháy an toàn thủ tục có văn bản rõ ràng quy định, thương trường nội nơi công cộng là nghiêm cấm pháo hoa, trừ phi chuyên môn gian hút thuốc. Lâm Thanh Hạm cũng ở phòng cháy an toàn vấn đề thượng nói qua vô số hồi, thương trường nội không cho phép hút thuốc, vô luận là khách hàng vẫn là công nhân. Tổng cộng 8 gã tráng hán, nghênh ngang đi tới, đi vào Trương Huyền mấy người trước mặt, đem Trương Huyền bọn họ bao quanh vây quanh. 8 gã tráng hán, tất cả đều sắc mặt bất thiện đánh giá Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu, này hai cái khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng toàn thuộc tuyệt sắc nữ nhân, tổng có thể lớn nhất trình độ hấp dẫn nam nhân lực chú ý. Lâm Thanh Hạm nhìn này 8 gã tráng hán, mày nhăn thực khẩn, nàng đương nhiên không phải lo lắng này 8 gã tráng hán sẽ làm cái gì, có Trương Huyền tại đây, đừng nói này 8 người, chính là lại đến 80 người, 800 người, bọn họ cũng đừng nghĩ làm ra cái gì chuyện khác người. Làm Lâm Thanh Hạm nhíu mày, là này thương trường an bảo, khi nào biến thành người như vậy? Đi làm không mặc chế phục, một bộ du côn lưu manh chi tượng, càng là ở thương trường nội nơi công cộng hút thuốc, này nơi nào là cái gì an bảo? Tiểu tử, lão tử hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn, quỳ xuống tới, cấp lão tử dập đầu 3 cái vang dội, lại bồi lão tử 2000 vạn tiền thuốc men, lão tử liền không cùng ngươi truy cứu này đó. Trung niên nam nhân thấy chính mình người tới, tự tin đủ không ít. Lâm Thanh Hạm nhìn chằm chằm 8 gã tráng hán trước người công tác bài, mở miệng nói, các ngươi là này gian thương trường an bảo. Vô nghĩa, người con mẹ nó mắt mù, lão tử công tác bài tại đây phóng đâu? Các người bị nghi ngờ có liên quan nháo sự, chúng ta có quyền lợi giam các ngươi, mau cùng chúng ta đi một chuyến. Một người tráng hán vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, vươn tay một phen chiều Lâm Thanh Hạm trên người kéo đi. Trương Huyền một bước che ở Lâm Thanh Hạm trước người, nhìn chằm chằm tên này hướng Lâm Thanh Hạm duỗi tay tráng hán, ai đem các ngươi chiêu tiến vào. Thảo, tráng hán thấy tiểu tử này đột nhiên đứng ra đem mỹ nữ ngăn trở, phá lệ khó chịu, ai đem lão tử chiêu tiến vào, quan ngươi gì sự. Là ta chiêu, làm sao vậy? Một đạo ngạo nghễ thanh âm, từ bên cạnh vang lên, liền thấy một người hơn 20 tuổi thanh niên, bước nhanh đi tới, ta là nhà này thương trường trưởng phòng nhân sự, có vấn đề có thể tìm ta khiếu nại. Lâm Thanh Hạm nghe lời này, mày nhăn càng khẩn, trưởng phòng nhân sự. Nếu nàng nhớ không lầm nói, này gian thương trường trưởng phòng nhân sự, hẳn là họ Ngụy, đã hơn 40 tuổi. Như thế nào, xem các người bộ dáng. Là đối chúng ta thương trường an bảo có ý kiến không thành. Thanh niên vẻ mặt ngạo nghễ, hắn ánh mắt không ngừng ở Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu trên người qua lại nhìn quét, nếu là đối chúng ta an bảo có ý kiến, có thể khiếu nại sao, khiếu nại nếu ta không nghe nói, người có thể đi tìm này thương trường lão tổng, đi hắn kia khiếu nại ta, đương nhiên, này thương trường lão tổng là ta anh em, cũng không biết ngươi khiếu nại có hay không dùng. Thanh niên nói vừa xong, vài tên tráng hán tất cả đều phát ra tiếng cười to. Kia tiếng cười giữa tràn ngập trào phúng. Thương trường lão tổng là ngươi anh em, Lâm Thanh Hạ mày nhăn lại. Đương nhiên, thế nào mỹ nữ, muốn hay không buổi tối cùng ta anh em uống một chén a? Thanh niên không ngừng đánh giá Lâm Thanh Hạ, trong mắt tràn ngập mãnh liệt chiếm hữu dục. Trung niên nam nhân mắng to một tiếng,
hắn sao, này hai nữ nhân ngươi có thể mang đi, nhưng tiểu tử này, hắn đi không được. Yên tâm, thanh niên phất phất tay, chúng ta đối nam nhân không có hứng thú, ngươi là tưởng đem hắn trầm hà, vẫn là tưởng đem hắn chôn sống, tùy tiện ngươi. Lâm Thanh Hạm cười lạnh một tiếng, ta tưởng ta hẳn là nhận thức cái này thương trường lão bản, hắn đối ta phỏng chừng không có gì hứng thú, không bằng ngươi hỏi một chút hắn, muốn hay không làm ta bồi hắn uống rượu. À, cô bé, nhìn không ra tới, còn có chút vòng sao. Thanh niên nhìn nhiều Lâm Thanh Hạm hai mắt, như thế nào, đây là các ngươi dám ở này dương oai tư bản. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi liền tính nhận thức thương trường lão bản đều không có, đánh ta bằng hữu, ngươi hắn sao đi không được, tới, đem này hai cái mỹ nữ mang đi an bảo thất, đến nỗi tiểu tử này, các ngươi tùy tiện xử lý như thế nào đều được. Thanh niên vung tay lên, đương trường ra lệnh. Vài tên tráng hán thần sắc bất thiện nhéo nhéo nắm tay. Ba ba, mỗi ngày sợ, mỗi ngày ôm lấy Trương Huyền cổ, đem đầu vùi ở Trương Huyền bả vai. Không sợ, có ba ba ở đâu. Trương Huyền vỗ vỗ mỗi ngày phía sau lưng, theo sau hỏi hướng Lâm Thanh Hạm, lão bà, việc này là ta giải quyết vẫn là ngươi giải quyết. Ta giải quyết đi, Lâm Thanh Hạm thở dài, duỗi tay sờ soạng cái trán, nếu làm ngươi giải quyết, sự tình liền làm quá lớn. Trung niên nam nhân là không lý giải Lâm Thanh Hạm ý tứ, nghe Lâm Thanh Hạm nói, hắn mở miệng nói, không nghĩ nháo quá lớn. Tưởng một sự nhịn chín sự lành, ta nói cho ngươi, chậm, đem tiểu tử này kéo trên núi đi. Lão tử hôm nay muốn cho hắn minh bạch, người nào, là hắn vĩnh viễn đều không thể trêu vào. Bắt ta lên núi, tuần bộ mặc kệ các ngươi sao? Trương Huyền bĩu môi rác. Các ngươi ở chúng ta thương trường nháo sự, chúng ta bắt các ngươi, tuần bộ lại có thể nói cái gì, tiểu tử, đi thôi. Một người tráng hán duỗi tay bắt lấy Trương Huyền bả vai. Đừng nóng vội, Lâm Thanh Hạm lấy ra di động, vài phút sau, các ngươi liền cùng này thương trường không có gì quan hệ. Lâm Thanh Hạm nói xong, mặt hướng tên kia thanh niên, ngươi nói, ta có thể tìm này thương trường lão bản khiếu nại ngươi đúng không? À, thanh niên khinh thường cười, tùy tiện ngươi, bất quá ngươi thật cho rằng, ta anh em có thể vì ngươi một nữ nhân, đối ta thế nào? Đừng quá để mắt chính mình. Lâm Thanh Hạm không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp bắt thông điện thoại, hướng trong điện thoại nói, ta ở các ngươi thương trường dưới lầu, 3 phút nội, ta muốn gặp đến ngươi. Được rồi. Đừng nhiều lời, đem người mang đi. Thanh niên không kiên nhẫn vung tay lên. Chương 813, các ngươi đi không được. Vài tên tráng hán vừa muốn động thủ, liền nghe thương trường cửa truyền đến một trận tiếng hô, Lâm Tổng. Lâm Tổng. Thanh âm này vang lên, khoảng cách Lâm Thanh Hạm cắt đứt điện thoại, không đến 30 giây, hiển nhiên tiếp điện thoại người, ở trước tiên, liền đuổi ra tới. Lão Phùng, Lâm Thanh Hạm trước người thanh niên nhìn thấy thương trường cửa chạy ra người, lập tức kêu một tiếng. Bị gọi lão Phùng người, bất quá hơn 30 tuổi, thân cao 1m75 tả hữu, nhìn qua liền cho người ta một loại thành thục thành công cảm giác, trên cổ tay Rolex, càng là có thể nhìn ra này lão Phùng tiêu phí trình độ. Lão Phùng nhìn mắt thanh niên, không có mở miệng, mà là lập tức chạy đến Lâm Thanh Hạm bên cạnh, vẻ mặt nịnh nọt hướng Lâm Thanh Hạm cười nói, Lâm Tổng, ngài khi nào trở về? Lâm Tổng, thanh niên nghe được lão Phùng đối Lâm Thanh Hạm xưng hô, sửng sốt một chút. Theo sau sắc mặt cả kinh, người chính là Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm, kia trung niên nam nhân sắc mặt cũng là biến đổi. Duy độc kia 8 gã mang theo an bảo công tác bài tráng hán, nghe được thanh âm này, không có gì cảm giác. Phùng Tổng, người cho ta giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Lâm Thanh Hạm mặt như băng xương nhìn Phùng Tổng, những người này, là chúng ta thương trường an bảo. Từ thương trường bên trong Triều Yên, liền chế phục đều không mặc an bảo. Còn có... Trưởng phòng nhân sự thay đổi người sự, ta vì cái gì không biết. Này, Phùng Tổng nhìn mắt hiện tại chung quanh tình huống, lấy hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt, một chút liền xem minh bạch hiện tại hình thức, hắn mở miệng nói, Lâm Tổng, người đi trong khoảng thời gian này, công ty đã xảy ra một ít việc, ngụy giám đốc từ chức, chúng ta là. Ta mặc kệ công ty phát sinh chuyện gì, người cũng không cần hiện tại cho ta nói rõ. Lâm Thanh Hạm chỉ vào trước mặt thanh niên này, hiện tại lập tức làm hắn cút xéo cho ta. Còn có này mấy cái, chúng ta Lâm thị, khi nào dùng loại người này đương an bảo. Liền tự thân đều không tuân thủ quy củ. Lâm Tổng, này không hảo. Phùng Tổng mặt lộ vẻ khó xử. Xử lý không tốt chuyện này, ngươi liền một khối cút đi. Lâm Thanh Hạm không kiên nhẫn phất phất tay. Nghe được lời này, Phùng Tổng dù cho có lại nhiều khó xử, cũng đến thành thật nghe lời. Hắn xoay người, hướng thanh niên cùng kia 8 gã tráng hán nói,
các ngươi đã bị khai trừ rồi, hiện tại liền rời đi đi. Nói xong, Phùng Tổng hướng Lâm Thanh Hạm lấy lòng cười. Thanh niên nghe được Phùng Tổng nói, sắc mặt phá lệ khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mặt nữ nhân này, thế nhưng là Lâm Thanh Hạm, Lâm Thị Tổng Tài. Thanh niên nhéo nắm tay, Lâm Tổng, ta biết ngươi, bất quá, ngươi hiện tại cách làm, chỉ sợ có điểm quá mức, ta tuy rằng chỉ là một người sự giám đốc, nhưng ngươi muốn rõ ràng, này thương trường, hiện tại không phải các ngươi Lâm Thị một nhà nói tính, chúng ta. Thanh niên lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lâm Thanh Hạm không kiên nhẫn phất tay đánh gãy, được rồi, ta không có hứng thú nghe ngươi nói cái gì, hiện tại các ngươi đã bị khai trừ, phiền toái các ngươi gỡ xuống cùng này gian thương trường có quan hệ hết thảy thân phận thuyết minh. Thanh niên duỗi tay chỉ vào Lâm Thanh Hạm, hành, họ Lâm, ta xem ngươi là thời gian dài như vậy không hồi Ngân Châu, không biết hiện tại này Ngân Châu thương giới, là ai làm chủ, làm ta cút đi. Hảo, các ngươi Lâm thì có loại, khiến cho ta nhìn xem, ngươi Lâm Thanh Hạm còn có thể cuồng bao lâu. Chúng ta đi. Thanh niên vung tay lên, mang theo người của hắn liền phải rời đi. Kia trung niên nam nhân tuy rằng còn trong lòng tức giận, nhưng biết được trước mắt nữ nhân này là Lâm Thanh Hạm sau, cũng không dám lại hướng phía trước như vậy làm càn. Đi, ta nói cho các ngươi đi rồi sao? Lâm Thanh Hạm mắt lạnh nhìn mấy người, phất phất tay. Một người thương trường nữ tính công nhân, cầm một cái máy tính bảng, vội vàng chạy chậm lại đây, Lâm Tổng, đây là ngươi muốn theo dõi. Lâm Thanh Hạm cầm máy tính bảng nhìn thoáng qua, trên video, có thể rõ ràng nhìn đến, trung niên nam nhân nhi tử mạnh mẽ đoạt mỗi ngày trong tay Mao Nhung món đồ chơi, sau đó còn đem mỗi ngày đẩy ngã, mỗi ngày bò dậy sau đem chính mình Mao Nhung món đồ chơi đoạt trở về, từ đầu tới đuôi, đều không có chạm vào trung niên nam nhân con của hắn một chút. Video theo dõi rõ ràng bãi tại nơi này, nữ nhi của ta từ đầu tới đuôi cũng chưa chạm vào ngươi nhi tử một chút, nhưng thật ra ngươi nhi tử, đem nữ nhi của ta thương tới rồi, nói đi, việc này ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Lâm Thanh Hạ mắt mang tức giận. Lâm Tổng, cần thiết làm như vậy tuyệt. Thanh niên nhíu mày nhìn Lâm Thanh Hạ. Ta hỏi các ngươi, tính toán như thế nào giải quyết? Lâm Thanh Hạ lại lần nữa lặp lại một lần. Thanh niên hướng trung niên nam nhân đưa mắt ra hiệu. Trung niên nam nhân cắn chặt răng, ra tiếng nói, Lâm Tổng, chuyện này là chúng ta làm không đúng, người nói đi, nghĩ muốn cái gì bồi thường. Bồi thường không cần, các người điểm này đồ vật, ta còn chướng mắt. Lâm Thanh Hạm không chút khách khí nói, giao cho nữ nhi của ta xin lỗi. Làm một cái đại nhân cấp cái hài tử xin lỗi, này đối trung niên nam nhân mà nói, so làm hắn cấp ra bồi thường còn phải vì khó. Mấy chiếc không có treo biển hành nghề xe thương vụ đột nhiên ở bãi đỗ xe khẩu ngừng lại, xe thương vụ môn mở ra, lần lượt từng hắc y đại hán, từ xe thương vụ nội chui ra tới, cầm đầu một đám người, vừa thấy liền không phải cái gì thiện tra, tất cả đều chiều Trương Huyền bọn họ nơi cái này địa phương đi tới, theo sau, đem trung niên nam nhân bọn họ một đám, bao quanh vây quanh lên, những người này trên người, đều mang theo Thanh Diệp tiêu chí. Thanh Diệp cầm đầu người, nhìn Trương Huyền, cúi đầu vấn an, Trương tiên sinh. Người đều tới rồi, có 400 cái, muốn cho mọi người đều lại đây sao? Không cần, Trương Huyền vẫy vẫy tay, lão bà của ta nói, không nghĩ đem sự tình nháo đại. Minh Bạch, ta đây làm người trước chờ. Thanh Diệp dẫn đầu người lên tiếng. Trung niên nam nhân nhìn chính mình chung quanh này đó vây đi lên Thanh Diệp xã viên, nuốt khẩu nước bọt, nhìn về phía Trương Huyền trong lòng ngực mỗi ngày, ra tiếng nói, tiểu bằng hữu, vừa mới là thúc thúc không đúng, tha thứ thúc thúc được không? Ngươi khi dễ ta cùng ta mụ mụ, ta mới không tha thứ ngươi. Các ngươi còn đem ta con thỏ cấp ném. Mỗi ngày vành mắt hồng hồng, nãi thanh nãi khí nói, nàng nói con thỏ, chính là bị trung niên nam nhân nhi tử cướp đi cái kia Mao Nhung món đồ chơi. Ở mỗi ngày cướp về sau, trung niên nam nhân lại từ mỗi ngày trong tay đoạt qua đi, trực tiếp ném vào thùng rác. Nhìn dáng vẻ các ngươi xin lỗi không đủ thành khẩn a, nữ nhi của ta không muốn tha thứ các ngươi, nếu nói như vậy. Trương Huyền nhìn về phía Thanh Diệp người, thông chi một chút, làm người đều lại đây đi, hôm nay ai đều không thể đi ra ngoài. Minh Bạch, Thanh Diệp người gật đầu, theo sau lấy ra di động. Trung niên nam nhân vừa thấy này tư thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái kia 3 tuổi tiểu nữ hải biết cái gì a? Nàng muốn nói không tha thứ, chính mình hôm nay khả năng thật liền đi không được. Trung niên nam nhân một chút đều không nghi ngờ Trương Huyền là ở nói giỡn, bởi vì trung niên nam nhân chính mình cũng trải qua chuyện như vậy. Trung niên nam nhân mắt thấy chung quanh tụ tập tới người càng ngày càng nhiều, bắt lấy chính mình đang đứng ở một bên khóc nhi tử, một cái tát chiều đến con của hắn trên mặt, mắng, khóc khóc khóc.
liền biết khóc, ai làm ngươi đoạt nhân gia tiểu muội muội đồ vật, lão tử đánh chết ngươi. Trung niên nam nhân mắng xong, lại một chân to đá vào chính mình nhi tử trên người. Chương 814, tin tưởng tập đoàn. Trương Huyền nhìn đang ở bị chính mình lão tử cuồng ẩu tiểu hài tử, trong lòng không có một chút đồng tình, loại này hùng hài tử, sớm muộn gì đến có người giáo huấn hắn, xem theo dõi thượng này tiểu hài tử đem mỗi ngày một phen đẩy ngã trên mặt đất bộ dáng, nếu là cái người trưởng thành, Trương Huyền tuyệt đối sẽ đem hắn tay chân đều chặt bỏ tới. Trung niên nam nhân đối với chính mình nhi tử mặt chính là mấy bàn tay chiều đi lên, con của hắn mặt nháy mắt liền sưng đỏ lên, oa oa khóc tê tâm liệt phế. Mỗi ngày nghe một bên truyền đến khóc tiếng la, gắt gao ôm Trương Huyền cổ, ba ba, ngươi làm hắn không cần đánh được không, ta không trách bọn họ. Được rồi, nữ nhi của ta đã hé răng, các ngươi cũng đừng lại làm bộ làm tịch. Trương Huyền ra tiếng ngăn cản trung niên nam nhân động tác, hắn đảo không phải sợ trung niên nam nhân đem người đánh hư, chỉ là không nghĩ một màn này kích thích đến mỗi ngày. Trung niên nam nhân vừa nghe, lập tức ngừng tay trung động tác, liên tục tận trời thiên đạo tạ, cảm ơn. Cảm ơn tiểu công chúa. Lão bà, Tần Nhu, chúng ta đi thôi, đều cơm chiều điểm, chúng ta đi trước ăn cơm. Trương Huyền ôm mỗi ngày, chiều cách đó không xa thương trường đi đến. Lâm Thanh Hạm lại lần nữa trừng mắt nhìn trong mắt năm nam nhân, vãn trụ Tần Nhu, hai nàng đi theo Trương Huyền phía sau. Phùng Tổng nhìn nhìn Lâm Thanh Hạm bóng dáng, lại nhìn nhìn trước người thanh niên, thở dài một hơi, vội vàng chạy chậm chiều Lâm Thanh Hạm đuổi theo. Lão bà, Lâm Thị rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những người đó cái gì địa vị? Tiến thương trường, Trương Huyền mở miệng hỏi. Không rõ ràng lắm, Lâm Thanh Hạm lắc đầu. Vừa mới cái kia nam, hiển nhiên là nghe cái kia người nào sự giám đốc nói, một cái thương trường trưởng phòng nhân sự, có thể làm một cái khai chạy băng băng đại gờ nhân ngôn nghe kế từ, nhìn dáng vẻ, Lâm Thị, đã bị người thẩm thấu a. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, Ngân Châu thương giới, là một khối đại bánh kem, có rất nhiều người muốn ăn. Người lúc này mới rời đi 2 tháng, liền có người gấp không chờ nổi. Đích xác, Tần Nhu mở miệng nói, gần nhất, Ngân Châu hứng khởi một cái tin tưởng tập đoàn, vừa mới cái kia thanh niên, chính là tin tưởng tập đoàn người. Tin tưởng tập đoàn, Lâm Thanh Hạm trên mặt lộ ra một mặt nghi hoặc, ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua, Tần Tổng, đối phương cái gì địa vị. Tần Nhu lắc lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ khoảng thời gian trước đi tìm ta nói vun vào làm. Bất quá ta cũng không có theo chân bọn họ nhiều tiếp xúc, từ từ Phùng Tổng hẳn là sẽ qua tới cùng ngươi nói chuyện này. Tần Nhu giọng nói vừa mới lạc, Phùng Tổng thanh âm, liền ở ba người phía sau vang lên. Lâm Tổng, Lâm Tổng, Phùng Tổng một đường chạy chậm lại đây, thở hổn hển đứng ở Lâm Thanh Hạm trước mặt. Làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm lộ ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Lâm Tổng, ta tới cấp ngươi giải thích một chút hôm nay sự. Phùng Tổng bồi một bộ gương mặt tươi cười. Lâm Thanh Hạm vẫy vẫy tay, ta muốn mang nữ nhi đi ăn cơm, ngươi đi trước ngươi văn phòng chuẩn bị tài liệu đi, 1 giờ sau, tổ chức hảo ngươi ngôn ngữ. Minh bạch, minh bạch, Phùng Tổng liên tục gật đầu, từng cái cùng Trương Huyền cùng Tần Nhu chào hỏi sau, lúc này mới rời đi, hướng tầng cao nhất văn phòng đi đến. Đi thôi, ăn cơm trước, ta đảo muốn nhìn, này Ngân Châu, lại tới nữa nào tôn đại thần. Lâm Thanh Hạm không để bụng tháo xuống đỉnh đầu mũ bông. Lão bà. Ta phát hiện ngươi hiện tại biến khí phách thật nhiều a. Trương Huyền nhe răng cười. Đúng không, Lâm Thanh Hạm không hề ý thức sờ sờ khóe mắt, khả năng nàng chính mình cũng chưa phát hiện, ở tiếp xúc thì tộc cùng cổ võ thế gia loại này khổng lồ ngầm thế lực lúc sau, dĩ vãng một ít cũng đủ làm nàng đau đầu nan đề, hiện tại bãi ở nàng trước mắt, đã là một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Tần Nhu ánh mắt như ngừng lại Lâm Thanh Hạm trên đầu, Thanh Hạm, ngươi đầu tóc. Lâm Thanh Hạm theo bản năng sửng sốt. Nàng thật đem đầu tóc việc này cấp đã quên, nàng hào phóng lắc lắc chính mình xén tóc đẹp, mùa đông gội đầu làm quá chậm, liền cắt, cảm giác thế nào? Tần Nhu há miệng thở dốc, không có ra tiếng. Tóc dài đối với một nữ nhân tới nói, có không giống bình thường tầm quan trọng, bởi vì ngại tóc dài làm được chậm mà cắt tóc ngắn, lấy cớ này, có chút quá mệt mỏi. Tần Nhu không cần tưởng đều biết, này khẳng định cùng Trương Huyền có quan hệ, này 2 tháng tới ở 2 người chi gian. Tuyệt đối đã xảy ra cái gì đại sự. Trương Huyền mang theo trong nhà 3 nữ nhân, ở thương trường tùy tiện ăn vài thứ. Tần Nhu biết Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm còn có việc phải làm, liền mang theo mỗi ngày trước về nhà. Ban đầu mỗi ngày ôm Trương Huyền, chết sống không muốn buông tay, thẳng đến Trương Huyền hứa hẹn buổi tối cho nàng giảng một thiên chuyện xưa, mỗi ngày mới cảm thấy mỹ mãn cùng Tần Nhu đi về trước,
Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm nhìn theo Tần Nhu ôm mỗi ngày vào xuống lầu thang máy sau, mới chiều thương trường tầng cao nhất đi đến. Phùng Tổng văn phòng, liền ở thương trường tầng cao nhất quản lý chỗ tận cùng bên trong. Chờ Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người đến thời điểm, Phùng Tổng đã đứng ở cửa, cung kính chờ đợi. Lâm Tổng, Trương Tiên Sinh, Phùng Tổng nhìn thấy hai người, cung kính vấn an. Trương Huyền đi tuốt đàng trước mặt, đẩy ra cửa văn phòng, đầu tiên là nhìn quét chỉnh gian văn phòng một vòng, theo sau chờ ở cửa, đường Lâm Thanh Hạm vào cửa sau, Trương Huyền mới theo đi vào. Phùng Sơ Lược tiểu sử là đi theo cuối cùng phương. Ba người mới vừa vào cửa, Phùng Tổng bí thư, liền vào cửa vì Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm phao hảo trà. Lâm Thanh Hạm ngồi ở Phùng Tổng văn phòng nội kia trương sofa bọc da thượng, nói đi. Phùng Tổng trước phân biệt hướng Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm bồi cái gương mặt tươi cười, theo sau ra tiếng nói, Lâm Tổng, vừa mới kia hai người, đều là tin tưởng tập đoàn, hiện tại tin tưởng tập đoàn, chiếm nhà này thương trường 8% cổ phần, nói đúng ra, tin tưởng tập đoàn, đã chiếm Lâm Thị 10% cổ phần. Nói rõ một chút, Lâm Thanh Hạm sắc mặt nghi hoặc, nhưng trong mắt lại là tràn ngập tức giận, Lâm Thị cổ phần, tuyệt đại bộ phận đều bị Lâm Thanh Hạm cầm ở trong tay. Lúc này lại có 10% dừng ở một cái tập đoàn trong tay, cái kia tập đoàn, rõ ràng là muốn thẩm thấu Lâm Thị. Phùng Tổng khó xử nói, Lâm Tổng, về tin tưởng tập đoàn sự, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, này đó đều là Điền Phó Tổng cho ta an bài. Điền Phi Phỉ, Lâm Thanh Hạm buột miệng thốt ra tên này. Phùng Tổng gật đầu, ngài rời đi trước, đem công ty hết thảy quyền lợi đều giao cho Điền Phó Tổng, nàng lời nói chính là ngài nói, chúng ta cũng không thể không nghe a, ta chỉ biết. Tin tưởng tập đoàn Hòa Điền Phó Tổng ký kết rất nhiều hiệp nghị, hiện tại chúng ta Lâm Thị thật lớn bộ phận sản nghiệp, đều có tin tưởng tập đoàn bóng dáng, Ngân Châu một ít tiểu nhân xí nghiệp, đều bị tin tưởng tập đoàn thu mua, hiện tại, tin tưởng tập đoàn có thể nói xếp hạng toàn Ngân Châu đệ tứ, chỉ có chúng ta Lâm Thị. Hằng Viễn, còn có Chu Thị tập đoàn có thể ngăn chặn bọn họ, bất quá căn cứ hiện tại thế cục tới xem, tin tưởng tập đoàn lập tức là có thể siêu việt Tần Tổng Hằng Viễn, đứng hàng Ngân Châu đệ tam. Lão bà. Yêu cầu ta an bài người đi cha cha cái kia Điền Phi Phỉ sao? Trương Huyền ngồi ở một bên ra tiếng. Không cần, Lâm Thanh Hạm lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, Điền Phi Phỉ sẽ không có vấn đề, chuyện này, làm ta tự mình đi hỏi nàng hảo. Chương 815, Điền Phi Phỉ. Phùng Tổng ở chính mình bàn làm việc thượng cầm một chương giấy A4, cung kính đưa cho Lâm Thanh Hạm. Lâm Tổng, đây là tin tưởng tập đoàn tư liệu. Trương Huyền chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn lướt qua. Liền đại khái minh bạch tin tưởng tập đoàn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Thanh Hạm nhìn, mày liễu nhăn lại, lão công, ta tổng cảm thấy này tin tưởng tập đoàn có vấn đề, nhưng lại không thể nói tới. Là có vấn đề, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, mở miệng nói, đây là già cỗi mánh khóe bịp người a, bất quá đối với rất nhiều người tới nói, như cũng có rất mạnh mê hoặc tính, người hẳn là không có tiếp xúc quá phương diện này đồ vật, trong lúc nhất thời phân biệt không ra cũng bình thường, hắn đây là. Trương Huyền vừa muốn mở miệng cấp Lâm Thanh Hạm giải thích, đã bị Lâm Thanh Hạm chủ động đánh gãy. Đình, ngươi đừng cho ta nói, làm ta chính mình tới tưởng, tổng không thể chuyện gì đều dựa vào ngươi đi. Trương Huyền nhún vai, hành, ngươi có không nghĩ ra, hỏi lại ta hảo, kia chúng ta đi trước đi. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, đứng dậy, cùng Trương Huyền rời đi Phùng Tổng văn phòng. Đương Phùng Tổng nhìn đến Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền đi ra văn phòng nháy mắt, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Theo sau vội vàng chạy đi lên, Lâm Tổng, Trương Tiên Sinh, ta đưa các ngươi. Phùng Tổng một đường đem hai người đưa đến bãi đỗ xe, nhìn theo hai người đi xa. Trên xe, Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm hỏi, lão bà, cái kia Điền Phi Phỉ là người nào, người giống như thực tín nhiệm nàng. Là tín nhiệm nàng, bằng không ta cũng sẽ không ở đi Tô Thị phía trước, đem toàn bộ Lâm Thị đều giao cho nàng quản. Lâm Thanh Hạm đáp, Điền Phi Phỉ một nhà, đều là Lâm Thị lão công nhân. Từ hắn ra ra kia bối bắt đầu, liền ở Lâm Thị, Điền gia tuyệt đối có thể nói được thượng là Lâm Thị nguyên lão, Điền Phi Phỉ cha mẹ, đều ở Lâm Thị nhậm có chức vị quan trọng, Điền Phi Phỉ năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp một năm, có được kinh tế học cùng thương nghiệp quản lý học xong tiến sĩ học vị, xưng được với là thiên tài, từ tốt nghiệp liền ở Lâm Thị, này đã hơn một năm tới, công tác biểu hiện xuất sắc, đối Lâm Thị trung thành, hơn nữa nàng tổ tông nguyên nhân. Phá cách thăng vì phó tổng. Nàng tư liệu ta phát ngươi di động thượng. Trương Huyền gật gật đầu, ở một cái giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ khi, Trương Huyền cũng đã nhanh chóng đem Điền Phi Phỉ toàn bộ tư liệu xem xong. Ân, học kỳ một gian, đạt được qua vài lần học bổng,
còn phát biểu quá mấy thiên luận văn, thượng quá một lần đều Hải Kinh tế tạp chí bìa mặt, là một nhân tài. Trương Huyền bình luận. Ở người khác trong mắt, đối Điền Phi Phỉ đánh giá, tuyệt đối là thiên tài khởi bước, nhưng ở Trương Huyền này, nói Điền Phi Phỉ là thiên tài, còn chưa đủ tư cách, rốt cuộc, Trương Huyền gặp qua có quá nhiều so Điền Phi Phỉ hiếu thắng người, mà những người đó, còn đều ở Trương Huyền thủ hạ bán mạng. Lâm Thanh Hạm nói tiếp nói, ta làm người điều tra quá, Điền Phi Phỉ ở đi học thời kỳ đạt được học bổng, tất cả đều bí mật quyên tặng cho vùng núi, cũng phân biệt hỏi qua nàng đồng học, đối Điền Phi Phỉ nhân phẩm, là thống nhất độ cao đánh giá, duy độc một chút, chính là quá ngạo, không phải gia cảnh làm nàng ngạo, mà là tài hoa làm nàng ngạo. Có tài hoa người đều dễ ngạo, đây là tư bản, như vậy tới nói, cái này Điền Phi Phỉ, cũng coi như là phẩm học kiêm ưu. Trương Huyền bát hạ chuyển hướng đèn, phát ra tháp 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 thanh âm. Đúng vậy, Lâm Thanh Hạm gật đầu, cho nên, Điền Phi Phỉ trung thành độ là không có vấn đề, ta tưởng, nàng cũng là bị cái này tin tưởng tập đoàn mê hoặc, rốt cuộc cái này tin tưởng tập đoàn tư liệu, là có 300 triệu vốn lưu động, này nói ra đi quá dọa người, nếu không phải ta đối phương diện này sự có chút kinh nghiệm, chỉ sợ cũng không cảm giác được tin tưởng tập đoàn có không thích hợp, dù cho như thế, ta cũng phát hiện không được cái gì nghê đoan, Điền Phi Phỉ mới nhập thương trường không đến một năm, mắc mưu cũng thuộc về bình thường. Vậy còn ngươi, Trương Huyền dò hỏi nhìn Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái, tính toán như thế nào làm? Là trực tiếp tìm tới Điền Phi Phỉ, vẫn là mượn chuyện này, cho nàng một cái giáo huấn. Lâm Thanh Hạm thở dài, vừa mới ta là tính toán trực tiếp tìm tới nàng, bất quá, nhân tài thứ này, khả ngộ bất khả cầu, nàng đối chính mình tài hoa thực tự tin, ấn tuổi tới nói, ta lại so nàng tiểu, trực tiếp tìm tới nàng, chỉ sợ nàng sẽ không phục, mượn lần này sự, cho nàng cái giáo huấn đi. Ta vừa mới nghe Tần Tổng nói, ngày mai có cái Ngân Châu Thương Hiệp hội tụ hội, cái kia tin tưởng tập đoàn cũng sẽ tham gia, ngươi cùng ta cùng đi. Đương nhiên a, Trương Huyền không chút do dự đáp, ta là hộ hoa sứ giả sao, người đi đâu ta liền đi đâu. Hy vọng đi, Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt, theo ta cá nhân suy đoán, người cái này hộ hoa sứ giả, chỉ sợ qua không bao lâu lại phải có sự rời đi, rốt cuộc toàn bộ hè oi bức thế giới ngầm đều chờ ngươi đâu, ai. Đáng thương ta cái này tiểu nữ nhân, tưởng nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, đều đến xem chúng ta địa ngục quân vương đại nhân tâm tình lạc. Lão bà, người này đã có thể oan uổng ta à? Trương Huyền bày ra một bộ khổ qua mặt, chỉ cần ngươi nói ngươi không nghĩ làm ta đi, chẳng sợ thiên vương lão tử tới cầu ta, ta cũng sẽ không làm ngươi đi. Thôi bỏ đi, Lâm Thanh Hạm bĩu môi, đến lúc đó ngươi lười đến động, toàn lại ta trên người, ta lại không có ngươi quân vương đại nhân kia thân thực lực. Nhưng gánh không dậy nổi toàn bộ hè oi bức thế giới ngầm lửa giận, quay đầu đi, không đi công ty, trực tiếp về nhà, mỗi ngày phỏng chừng còn nằm trên giường chờ ngươi cho nàng kể chuyện xưa đâu. Hảo, Trương Huyền gật đầu, đánh cái quẹo trái đèn, ở giao lộ quay đầu. Lâm Thị cao ốc, ban đêm 9 giờ. Hiện tại là tháng 1, thời gian này điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen, toàn bộ Lâm Thị cao ốc, trừ bỏ an bảo thất còn có ánh đèn ngoài ý muốn. Lại chính là Lâm Thị lầu 17 phó tổng văn phòng, còn có ánh đèn. Điền Phi Phỉ là cái phi thường có khí chất nữ nhân, nàng diện mạo đảo không thể nói có bao nhiêu xuất chúng, chỉ là hướng kia vừa đứng, liền sẽ cho người ta một loại nữ cường nhân khí chàng. Ở Điền Phi Phỉ trước mặt, bãi thật dày một tháp tư liệu, nàng công tác lên cường độ, chút nào không thể so Lâm Thanh Hạ muốn kém. Điền Phi Phỉ bàn làm việc trước, còn đứng ba người, hai nam một nữ, đều là hơn 30 tuổi. Tất cả đều là Lâm Thị hạng mục giám đốc. Điền Phó Tổng, ta cảm thấy cái này văn kiện có chút vấn đề. Một người nam hạng mục giám đốc mở miệng, chúng ta tân lâu bàn, không nên đem mở miệng đặt chính nguyên trên đường. Hiện tại chính nguyên phố là xỏ xuyên qua Ngân Châu Nam Bắc tuyến đường chính chi nhất, dòng xe cộ lượng cực đại, nếu đem đại môn đặt chính nguyên trên đường, sẽ cho hộ gia đình xuất nhập tạo thành cực đại khó khăn. Chúng ta Lâm Thị lâu bàn, vẫn luôn đem hộ gia đình thể nghiệm đặt ở đệ nhất vị. Liền khai ở chính nguyên phố, Điền Phi Phỉ nhìn chằm chằm trong tay văn kiện, người cũng biết, chính nguyên phố hiện tại là Ngân Châu thân cây đường phố, chúng ta tân khu nhà phố, chủ đánh chính là khí phái, cũng là chúng ta Lâm Thị tương lai mấy năm bề mặt chi nhất, dòng xe cộ lượng, chính là tự mang hiệu ứng. Chính là cái gì, Điền Phi Phỉ đem hạng mục giám đốc nói đánh gãy, nếu Lâm Tổng ra lệnh, người còn sẽ đưa ra loại này phê bình sao? Chiếu ta nói đi làm. Minh Bạch, hạng mục giám đốc thở dài một hơi, đi ra văn phòng. Chương 816, Thương Hiệp Tụ Hội. Chờ còn thừa hai gã hạng mục giám đốc cùng Điền Phi Phỉ hội báo xong công tác sau, đã là đêm khuya 10 giờ.
Điền Phi Phỉ nửa nằm ở chính mình làm công ghế, gỡ xuống mang ở trước mắt phòng phóng xạ mắt kính, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi phun ra một hơi. Một trận hoa uy di động cam chịu tiếng chuông vang lên. Điền Phi Phỉ tiếp khởi điện thoại. Uy, ba. Phi Phỉ, nghe vương giám đốc nói, người đem kia khối khu nhà phố khẩu khai ở chính nguyên phố. Trong điện thoại vang lên một cái trung niên nam nhân thanh âm. Đúng vậy, làm sao vậy? Phi Phỉ, người này kế hoạch đến sửa một chút a. Chính nguyên phố là nam bắc tuyến đường chính, dòng xe cộ lượng thật lớn, cửa chính khai ở chính nguyên phố, sẽ tạo thành hộ gia đình xuất nhập khó khăn, nếu chỉ là vì tiếp cận CBD phương tiện, khai cái cửa hông là được, nếu Lâm Tổng ở, tuyệt đối sẽ không lựa chọn đem cửa chính khai ở nơi đó. Lâm Tổng, Lâm Tổng, Điền Phi Phỉ trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, ba, ngươi vì cái gì lão để Lâm Tổng, ngươi liền thật cảm thấy ta không bằng nàng sao? Ta nhìn Lâm Thị tương lai mấy năm phát triển đồ. Địa ốc đem chiếm cứ Lâm Thị 30% phát triển phương hướng, hiện tại này phiến khu nhà phố, ở về sau, sẽ trở thành một cái thiên nhiên, ít nhất có thể vì Lâm Thị tiết kiệm được ngàn vạn phí dụng. Ai, Điền Phi Phỉ phụ thân thở dài, ánh mắt của ngươi vẫn là quá ngắn thiển a. Cái gì kêu thiển cận, Điền Phi Phỉ bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên, thanh âm cũng đề cao mấy độ, ba, ngươi có phải hay không đánh đáy lòng liền cho rằng chúng ta Điền gia người không bằng Lâm gia. Ta thừa nhận. Lâm Tổng là có bản lĩnh, nàng có thể đem toàn bộ Lâm Thị xử lý gọn gàng ngăn nắp, nàng quản lý kinh nghiệm là ta sợ không thể với tới, nhưng ở thương nghiệp đầu tư cùng phát triển phương diện này, ta Điền Phi Phỉ tuyệt đối không kém nàng, ta lần này chính là phải hướng các ngươi chứng minh, ta Điền Phi Phỉ, tuyệt đối có năng lực này, ta không riêng có thể làm này tân khu nhà phố hình thành một cái thiên nhiên hiệu ứng, bao gồm Lâm Thị tương lai mấy năm phát triển phương hướng, ta cũng có thể làm ra càng tốt lựa chọn. Phi Phỉ thương trường như chiến trường, người bà ta ở Lâm Thị làm thời gian dài như vậy, ta cũng từng có ngươi như vậy tuổi trẻ thời điểm, khi đó, ta so ngươi còn muốn tâm cao khí ngạo, nhưng kết quả là ngươi sẽ phát. Được rồi ba, ngươi đừng nói nữa, ta có ta ý nghĩ của chính mình, ngươi yên tâm, ta sẽ không cấp chúng ta lão Điền ra mất mặt, Lâm Thị ở ta quản lý hạ, chỉ biết càng ngày càng tốt, ta nên tan tầm, quải điện thoại. Điền Phi Phỉ nói xong, không đợi chính mình phụ thân trả lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đi nhanh rời đi văn phòng. Hôm sau sáng sớm, Trương Huyền buổi sáng 6 giờ từ trong ổ chăn bò dậy, thiên còn thực hắc. Trương Huyền đi vào trong viện, nhìn trong viện kia tòa mộc đình, trên mặt không tự giác xuất hiện một mạt mỉm cười, hắn có thể cảm giác được, chính mình giờ khắc này, trong lòng là vô cùng thỏa mãn, chính mình sinh mệnh quan trọng nhất người cùng vật, đều ở chính mình bên người, cái này làm cho hắn vô cùng tâm an. Loại này tâm an cảm giác, cho dù là Trương Huyền bước lên địa ngục quân vương chi vị kia một ngày, đều không có quá. Trương Huyền đứng ở trong viện đánh một bộ quyền, hiện tại loại này rèn luyện, đối Trương Huyền tới nói, đã không có bất luận cái gì hiệu quả, bất quá hắn vẫn là thói quen tính mỗi ngày tới thượng như vậy một bộ. Buổi sáng 7 giờ, Trương Huyền trở lại phòng trong, tắm rửa, chuẩn bị bữa sáng. 7 giờ rưỡi thời điểm, phòng trong lớn nhỏ ba nữ nhân toàn bộ rời giường. Ngồi ở bàn ăn trước hưởng thụ suất từ Trương Huyền tay mỹ vị bữa sáng. Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu trò chuyện một ít về Ngân Châu thương giới gần nhất phát sinh vấn đề. Trương Huyền tác đùa với mỗi ngày, một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, giống như thiếu ai, đều cảm giác có chút không thích hợp giống nhau. Tần Tổng, hôm nay thương hiệp tụ hội ngươi tham gia sao? Lâm Thanh Hạm cầm một khối phun tư bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Ta liền không đi đi, Tần Nhu cười cười. Gần nhất công ty sự có chút nhiều, muốn xử lý. Mỗi ngày, người đâu? Trương Huyền xoa xoa mỗi ngày đầu nhỏ, người là cùng Tần Nhu mụ mụ đi chơi, vẫn là cùng Thanh Hạm mụ mụ đi tham gia tụ hội. Mỗi ngày ngồi ở ghế trên, phùng một cái plastic chế nhì đồng chuyên dụng chén, mồm to uống cháo, nghe được Trương Huyền hỏi chuyện thời điểm, mỗi ngày đêm kia đều mau bị nàng khấu ở trên mặt chén cầm xuống dưới, vươn tay nhỏ lau lau chính mình trên mặt gạo, ba ba, mỗi ngày hôm nay muốn đi tìm tiểu bằng hữu chơi. Trương Huyền nghe được lời này, bật cười. Mỗi ngày nhà đầu này, ở viện phúc lợi thuộc về tuổi tiểu nhân, nhưng nàng tổng ái kêu những cái đó so nàng đại hài tử kêu tiểu bằng hữu. Hành, kia ba ba cùng Thanh Hạm mụ mụ trước đưa người đi viện phúc lợi tìm tiểu bằng hữu. Ân, mỗi ngày dùng sức điểm điểm đầu nhỏ. Cơm nước xong, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm lái xe, đưa mỗi ngày đi viện phúc lợi. Tân kiến viện phúc lợi, cũng không có phía trước như vậy thiên. Ngược lại là ở Ngân Châu trung tâm thành phố địa phương. Lâm Thanh Hạm cũng biết viện phúc lợi đối với Trương Huyền ý nghĩa,
đem Lâm Thị Hiện có tốt nhất một miếng đất phê cấp viện phúc lợi. Thành lập viện phúc lợi khi, Lâm Thanh Hạm tuyển dụng chính là một loại cao cường độ bảo vệ môi trường tài liệu, toàn bộ viện phúc lợi đều là cương kiến, tài liệu là từ Lâm Thị nhà xưởng trực tiếp chế ra kết cấu, cuối cùng hoàn thành ghép nối. Hè Oi Bức đã từng có một đống đại lâu, cũng là từ loại này phương pháp chế thành, chỉ dùng 19 thiên liền che lại 57 tầng, thả có thể chống đỡ được cửu cấp động đất. Loại này kiến pháp tuy rằng mau, nhưng giá trị chế tạo sang quý, cơ hồ không có địa ốc sẽ áp dụng loại này phương pháp. Lâm Thanh Hạm cũng là vì viện phúc lợi bọn nhỏ sớm hơn trụ đi vào, mới tiêu phí vốn to. Toàn bộ viện phúc lợi diện tích so trước kia lớn hơn nữa, ở viện phúc lợi bên trong, càng là kiến tạo một cái loại nhỏ nhi đồng nhạc viên, thậm chí ở viện phúc lợi bên cách đó không xa, Lâm Thanh Hạm còn đầu tư một cái nhà trẻ, làm thôi viện trưởng không cần lại vì bọn nhỏ sớm giáo lo lắng. Từ xa nhìn lại, viện phúc lợi vẻ ngoài, liền cùng phim hoạt hình chung đồng thoại trấn nhỏ giống nhau. Thả viện phúc lợi khoảng cách đường cái có khoảng cách nhất định, cũng là lớn nhất trình độ bảo đảm bọn nhỏ an toàn. Nói tóm lại, tân viện phúc lợi, so trước kia viện phúc lợi, các phương diện đều phải hoàn thiện. Này hết thảy Trương Huyền đều xem ở trong mắt, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gắt gao nắm Lâm Thanh Hạm tay nhỏ. Đem mỗi ngày đưa đến viện phúc lợi sau, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm lại ở viện phúc lợi bồi bọn nhỏ chơi trong chốc lát, liền chạy tới Thương Hiệp Hội tổ chức tụ hội địa điểm. Ngân Châu Thương Hiệp Hội, một năm một lần tụ hội, là Lâm Chính Nam trước kia định ra, mãi cho đến hiện tại, mỗi năm đều ở cử hành, cái này tụ hội, có thể nói là toàn bộ Tây Hạ tỉnh lớn nhất thương nghiệp tụ hội, không riêng gì Ngân Châu xí nghiệp, toàn bộ Tây Hạ tỉnh lớn nhỏ xí nghiệp, đều sẽ tới tham gia. Lâm Thanh Hạm từ nàng trong bao móc ra hai trương giấy chứng nhận, đi thôi, chúng ta đi vào trước, nhìn xem Điền Phi Phỉ từ từ biểu hiện thế nào. Trương Huyền nhìn mắt Lâm Thanh Hạm trong tay kia viết có Lâm Thị hạng mục giám đốc tham dự chứng, lão bà, người chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, về cái kia tin tưởng tập đoàn sự, người nghĩ thông suốt sao? Không sai biệt lắm đi, hôm nay liền nhìn xem, bọn họ Hồ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Thanh Hạm tự tin cười. Chương 817, Điền Phó Tổng quyết sách. Thương hiệp tụ hội lựa chọn địa điểm là ở Ngân Châu Thần Mặt Trời khách sạn. Làm Ngân Châu nhãn hiệu lâu đời nhất khách sạn 5 sao. Cho dù là ở tại chung quanh huyện thành người cũng đều nghe nói qua Thần Mặt Trời khách sạn tên. Chỉ là hiện tại thời đại thay đổi, các loại xa hoa khách sạn ùn ùn không dứt, đã từng nhãn hiệu lâu đời khách sạn 5 sao, bởi vì phương tiện dần dần theo không kịp, mà không rơi xuống tới. Hiện tại Thương Hiệp Tụ Hội sở dĩ tại đây tổ chức, chỉ là bởi vì lúc trước Lâm Chính Nam lưu lại truyền thống, vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Thần Mặt Trời khách sạn, cũng bị một nhà công ty thu mua xuống dưới, không vì lợi nhuận. Chỉ vì ở Thương Hiệp Tụ Hội ngày đó, đại gia sở tụ địa phương, vẫn là nguyên lai nơi đó. Thần Mặt Trời khách sạn trước cửa bãi đỗ xe, đã đình đầy siêu xe. Ở khách sạn trước cửa, Ngân Châu mấy nhà xí nghiệp đại biểu, chờ ở cửa, phụ trách khách đăng ký. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người cầm trong tay Lâm Thị hạng mục giám đốc công tác bài, thực nhẹ nhàng liền đi vào khách sạn nội. Thương Hiệp Tụ Hội tổ chức địa điểm ở khách sạn Lầu 3 Yến Hội Thính. Dĩ vãng. Thương hiệp tụ hội, phần lớn này đây hội nghị hình thức, một người ở trên đài nói chuyện, còn lại người ở dưới đài nghe, bất quá theo sản nghiệp người nối nghiệp dần dần tuổi trẻ hóa, loại này hội nghị hình thức, cũng dần dần diễn biến thành yến hội hình thức, không có như vậy nhiều buồn tẻ, đại gia cũng có thể càng tốt ở tụ hội khi kết giao tân hợp tác đồng bọn. Lầu 3 yến hội trong đại sảnh phóng nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, treo ở điếu trên đỉnh đèn treo thủy tinh, tuy rằng nhìn xa hoa, nhưng cũng có thể cảm thụ ra cái loại này dày nặng niên đại cảm. Cùng hiện đại nhẹ xa chủ nghĩa hoàn toàn không hợp. Yến hội trong đại sảnh bày tinh mỹ tiệc đứng, từ đồ ngọt điểm tâm, mãi cho đến đồ ăn Trung Quốc món chính, một cái không ít. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người ngồi ở một cái không chớp mắt góc, bưng hai ly nhiệt cà phê, trò chuyện một ít sinh hoạt hàng ngày chung đề tài. Lão công, ngươi không phát hiện nơi này trang hoàng phong cách cùng ngươi ở trên đảo cái kia lâu đài cổ rất giống sao? Lâm Thanh Hạm nhẹ nhàng che miệng, cái gì đều dùng đại hòa hảo. Người thích loại này Âu thức phong cách a? Trương Huyền sờ sờ mũi, trang hoàng phong cách gì ta không hiểu, người muốn nói phong thủy ta còn hiểu điểm. Người còn hiểu phong thủy? Lâm Thanh Hạm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Huyền. Trương Huyền phiên trợn trắng mắt, này có gì kỳ quái a? Ta kia sư phụ, ta ban đầu nhận thức hắn thời điểm, hắn liền cho người ta xem phong thủy hạ táng, mỗi ngày liền cho ta nói những cái đó thần lải nhải đồ vật, ta mỗi ngày nghe thấy, cũng nghe hiểu không ít. Lâm Thanh Hạm chớp mắt to, lão công,
ta lão nghe người ta nhắc tới Lục Diễn Lục tiên sinh, sư phụ ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người a? Ngươi như thế nào nhận thức hắn? Nhận thức hắn, Trương Huyền trong đầu không khỏi nhớ lại năm đó một màn, Lục Diễn xuất hiện, tuyệt đối có thể nói, là thay đổi hắn cả đời, lão nhân kia cho ta cái đùi gà, hắn nói ta ăn xong rồi hắn liền cho ta gấp đôi, nếu ta còn có thể ăn xong, hắn lại cho ta gấp đôi. Có ý tứ gì a? Lâm Thanh Hạm nghe được như lọt vào trong sương mù. Trương Huyền ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói như thế nào đâu, lúc ấy ta gia cảnh tương đối khó khăn, có thượng đốn không hạ đốn, có người cho ta đùi gà, ta khẳng định liền ăn a, lúc ấy tuổi cũng tiểu, tưởng cũng đơn giản, cảm thấy một đốn ăn no có thể đỉnh đã lâu, sau đó ta liền điên cuồng ăn, cuối cùng sinh sôi đem chính mình ăn vào bệnh viện, từ bệnh viện ra tới sau, Lục lão nhân liền thu ta đương đồ đệ. Lâm Thanh Hạm nghe được biểu tình sửng sốt, mắt đẹp trung mang theo đau lòng thần sắc, chủ động đem chính mình tay nhỏ đặt ở Trương Huyền lòng bàn tay, theo sau phản bắt lấy Trương Huyền bàn tay to, lão công, ngươi khi còn nhỏ, rốt cuộc có bao nhiêu khổ a? Ta hỏi qua Thôi viện trưởng ngươi khi còn nhỏ sự, nhưng Thôi viện trưởng đều không thế nào nói cho ta, để cho ta tới hỏi ngươi. Trương Huyền nhún vai, kỳ thật hiện tại ngẫm lại, cũng không nhiều khổ, kia đều đã là chuyện quá khứ, chỉ là có chút tiếc nuối, không có làm ta mẹ cùng ta hưởng phúc, bằng không ta mẹ phải biết rằng ta thảo cái như vậy xinh đẹp lão bà, tuyệt đối miệng đều nhạc khép không được. Lâm Thanh Hạm hờn dỗi trắng Trương Huyền liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện, liền nghe bên cạnh vang lên một đạo thanh âm. Ta cho ngươi nói, Điền Phó Tổng cái kia phương pháp, tuyệt đối so với Lâm Tổng trước kia nói phương pháp muốn khá hơn nhiều đâu, ngươi không biết, trước kia những cái đó công ty biết tân khu nhà phố Đại Môn khai ở chính nguyên phố sau, một đám đều trái lại cầu chúng ta hợp tác, một buổi sáng ta liền tiếp 6-7 cái công ty điện thoại đâu. Chính là, trước kia a, luôn là chúng ta tìm bọn họ đi đánh, bọn họ cùng chúng ta nói điều kiện, lúc này đây, nháy mắt liền biến thành bọn họ tới cầu chúng ta. Hơn nữa Điền Phó Tổng còn đem trước Đại Môn chuyên môn phân chia một khối khu vực, làm biển đấu thầu, đem một cái nguyên bản mọi người đều chú ý không đến vị trí, lập tức biến thành một cái hoàng kim đoạn, nhưng đem những cái đó công ty lo lắng. Còn không phải sao, ta vừa tới thời điểm còn nghe Đông Phòng Kiến Trang tập đoàn Trịnh Tổng nói, muốn tới cùng chúng ta nói chuyện hợp tác đâu, bọn họ phía trước, chính là vẫn luôn cùng kia ra công ty liên hệ. Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn thoáng qua. Liền thấy hai gã treo Lâm thị thị trường bộ công tác bài nữ công nhân, từ ngồi ở cách đó không xa, ra tiếng thảo luận chuyện này. Trương Huyền mở miệng nói, lão bà, nàng hai nói không phải là ngươi khoảng thời gian trước phê chính nguyên phố bên cái kia khu nhà phố đi. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, hẳn là chính là cái kia. Kia khu nhà phố mở miệng như thế nào có thể mặt hướng chính nguyên phố đâu, kia dòng xe cộ lượng ta biết, thật muốn đến đi làm tan tầm Cao Phong Kỳ, Thuận Môn kia một bên còn hảo. Trái ngược từ trước đến nay xe, căn bản không cần tưởng vào cửa, thực dễ dàng liền sẽ tạo thành giao thông tắc nghẽn. Hơn nữa tiểu khu Đại Môn khai ở ven đường, đối hài tử tới nói cũng không an toàn, ta muốn làm một cái mua phòng giả, khẳng định sẽ suy xét đến này đó nhân tố. Trương Huyền bĩu môi, hơn nữa, đến lúc đó muốn bởi vì tiến vào tiểu khu khó khăn vấn đề tạo thành nghiêm trọng giao thông tắc, phía chính phủ khẳng định sẽ yêu cầu lại lần nữa thi công, một khi lại lần nữa thi công. Phí tổn không nói, đối Lâm thị danh dự khẳng định cũng không thế nào hảo. Đúng vậy, Lâm Thanh Hạm nói tiếp, hơn nữa này đó đều chỉ là bãi ở mặt ngoài vấn đề, mặt sau sự liên lụy lớn hơn nữa, Điền Phi Phỉ như thế nào sẽ nghĩ sáng lập một cái đấu thầu khu vực. Trương Huyền lắc lắc đầu, lão bà, cái này Điền Phi Phỉ, thật là kinh nghiệm nghiêm trọng khuyết thiếu a, nàng chỉ có thể nhìn đến trước mắt ích lợi, lại sẽ không tưởng, này đó có thể bãi ở trước mắt đồ vật, trước kia vì cái gì không ai đi làm. Các ngươi nói cái gì đâu? Nói chúng ta Điền Phó Tổng. Khoảng cách Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm không xa một người nữ tính nghe được hai người thanh âm. Này nữ tính, đúng là vừa mới còn ở bên cạnh mở miệng Lâm thị thị trường bộ công nhân. Lâm thị tập đoàn, chia làm vài đại khối, chỉ là kỳ hạ điền sản công ty liền hiểu rõ ra. Này trong đó một nhà thị trường bộ công nhân không quen biết Lâm Thanh Hạm cũng thuộc bình thường. Đừng nói nàng, có chút ở Lâm thị cao ốc đi làm người, cũng chưa gặp qua Lâm Thanh Hạm. Như thế nào? Người cảm thấy các ngươi Điền Phó Tổng làm rất đúng sao? Lâm Thanh Hạm hỏi lại đối phương một tiếng. Đương nhiên, Điền Phó Tổng lần này quyết sách, có thể so Lâm Tổng trước kia quyết sách muốn cao minh nhiều. Chương 818, Lâm Thanh Hạm tức giận. Trương Huyền nhìn lướt qua đối phương trước ngực công tác bài, tên là Triệu Tư. Trương Huyền đem Lâm Thanh Hạm vì hắn chuẩn bị vào bàn công tác bài phiên cái mặt, theo sau mở miệng nói,
ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy các ngươi Điền phó tổng quyết sách, so Lâm tổng quyết sách muốn cao minh đâu? Triệu Tư cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng nói, kia khẳng định a, lúc này đây, Điền phó tổng chỉ là thay đổi cái khu nhà phố mở cửa vị trí, liền cho chúng ta dư lại một bút cách xù phí dụng, càng là một hòn đá ném hai chim, chính mình quy hoạch ra một mảnh có thể dùng để hoàng kim khu vực. Ta như thế nào cảm thấy làm như vậy không hảo đâu. Trương Huyền sờ sờ mũi, nếu nhà ngươi muốn mua cái kia khu nhà phố, ngươi suy xét quá lớn cửa mở ở tuyến đường chính mà vào ra không có phương tiện sự sao. Này khẳng định không phải cái gì vấn đề lạp, Triệu Tư không thèm để ý vẫy vẫy tay, cái này phòng ở đoạn đường như vậy hỏa, khẳng định không lo bán, xuất nhập vấn đề chậm rãi cũng sẽ được đến giải quyết. Chậm rãi được đến giải quyết là có ý tứ gì? Lâm Thanh Hạm đương trường bất mãn mở miệng, chẳng lẽ hộ gia đình dò hỏi các ngươi loại này vấn đề thời điểm, các ngươi cũng muốn dùng chậm rãi sẽ được đến giải quyết đến trả lời sao? Không phải, ta nói ngươi ai a? Triệu Tư bất mãn nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, chúng ta Lâm thị vấn đề, dùng ngươi tới hỏi sao? Ha ha, Trương Huyền cười hai tiếng, các ngươi cái này phòng ở xa bàn ta cùng lão bà của ta xem qua, cũng đi bán lâu bộ hỏi qua, lúc ấy không phải nói khẩu khai hướng Nam Bắc hai con phố đâu. Như thế nào liền chạy đến phía tây chính nguyên phố đi? Cái này các ngươi liền phải đi hỏi bán lâu bộ tiêu thụ, cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Triệu Tư đầu uốn éo, liền bước đi xa. Lâm Thanh Hạm sắc mặt xanh mét ngồi ở chỗ kia. Lão bà, làm sao vậy, sinh khí. Trương Huyền đi đến Lâm Thanh Hạm bên người, một lần nữa cấp Lâm Thanh Hạm ly cà phê trung tục thượng nước ấm. Nếu không phải hôm nay nghe được, ta thật đúng là không biết. Phía dưới này đó điền sản công ty làm như vậy sự, loại này mơ hồ không rõ trả lời, hoàn toàn chính là trốn tránh trách nhiệm, bọn họ chính là như vậy cấp người tiêu thụ giải thích. Lâm Thanh Hạm mắt đẹp trung tràn ngập lửa giận. Lão bà, xin bớt giận sao? Trương Huyền vỗ vỗ Lâm Thanh Hạm phía sau lưng, người đều là có loại này tính cho tư duy, hơn nữa mỗi một cái công ty đều sẽ phát sinh như vậy sự, cũng thuộc về bình thường. Không bình thường, Lâm Thanh Hạm dùng sức chụp thượng thân trước tiểu bàn tròn. Ta mở họp thời điểm cường điệu quá rất nhiều lần, Lâm thị sản nghiệp, hết thảy muốn đem khách hàng thể nghiệm đặt ở đệ nhất vị, ích lợi đặt ở đệ nhị. Hảo hảo lão bà, Trương Huyền an ủi nói, hiện tại không phải chỉ làm ra quyết định này, còn không có thực thi sao, vừa vặn ngươi cũng mượn chuyện này đả kích Điền Phi Phỉ, ngươi cũng đừng trách nàng chỉ là quá khuyết thiếu kinh nghiệm, không rõ này thương trường thượng tiềm quy tắc, một lòng quang xem trước mắt ích lợi, ai đều có lúc này. Ai, Lâm Thanh Hạm thở dài. Ta đảo không phải quái nàng, ta là sợ, chúng ta Lâm thị phía dưới công nhân xử lý vấn đề phương thức, đều giống vừa mới cái kia Triệu Tư giống nhau, lấy trốn tránh trách nhiệm phương thức, thật muốn mọi người đều nói như vậy, một cái xí nghiệp đi không được quá xa. Lâm Thanh Hạm nói những lời này, Trương Huyền không có phản bác. Hiện tại, người đều thu vào trình độ đề cao, hiện tại thương giới, là một cái đua phục vụ thời đại, là một cái đua khách hàng vừa lòng độ thời đại, khách hàng vừa lòng trình độ. Quyết định một nhà công ty có thể đi bao xa, nếu không, mặc kệ này công ty bao lớn, một khi làm khách hàng cảm thấy không khỏe, vậy đi không xa. Hai người ngồi ở yến hội thính góc, trong đại sảnh thư hoãn âm nhạc nhưng thật ra khởi tới rồi giảm bớt cảm xúc tác dụng. Theo thời gian trôi qua, yến hội trong phòng người càng ngày càng nhiều, Lâm Thanh Hạm ngồi ở chỗ kia, cũng có thể nghe được mọi người đều đang nói chuyện một ít về toàn bộ Tây Hạ tỉnh tương lai thương nghiệp phát triển sự. Mỗi cái khu vực thương hiệp hội ở mỗi năm đều sẽ tổ chức như vậy tụ hội, trong đó quan trọng nhất mục đích, chính là cộng đồng minh xác tương lai một năm phát triển phương hướng. Sinh ý muốn làm hảo, kia địa phương chính sách duy trì khẳng định là không thiếu được. Mà địa phương chính sách duy trì, cũng đều là có thể tăng lên đám người GDP, tăng lên nhân dân sinh hoạt trình độ thương nghiệp hạng mục. Xem, tin tưởng tập đoàn người tới. Ở đâu đâu? Kia không, cùng Lâm Thị Điền Phó Tổng cùng nhau tới. Nhìn dáng vẻ bên ngoài truyền đến không tồi, Lâm thị cùng tin tưởng tập đoàn đã đạt thành bước đầu ý nghĩa thượng chiến lược hợp tác rồi, nghe nói tin tưởng đã ở Lâm thị nhập cổ. Lâm thị ở Ngân Châu, có được nhiều nhất tài nguyên, mà tin tưởng tập đoàn lại có được khổng lồ tài chính, bọn họ hai nhà hợp tác, về sau tại đây Ngân Châu thương giới địa vị, căn bản vô pháp lay động. Tin tưởng tập đoàn 300 triệu vốn lưu động A, quá khủng bố. Từng đạo hô nhỏ thanh ở Lâm Thanh Hạm bên tai vang lên. Lâm Thanh Hạm nghe được rành mạch. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cộng đồng đem ánh mắt nhìn về phía yến hội thính lối vào. Liền thấy, một thân tiệc rượu lễ phục Điền Phi Phỉ, đang cùng một người mặc màu đen Âu phục trung niên nam nhân cộng đồng đi đến,
hai người vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện. Điền Phi Phỉ tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng khí chất là thật sự xuất chúng, rõ ràng chỉ có 26 tuổi, nhưng hướng kia vừa đứng, chính là hơn 30 tuổi thương nghiệp nữ cường nhân, cũng đừng nghĩ ở khí chàng thượng thắng qua hắn. Điền Phi Phỉ bên cạnh cái kia trung niên nam nhân, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm ngày hôm qua cũng đều xem qua tư liệu, là tin tưởng tập đoàn chủ tịch, Uông Hàng Một, tư liệu thượng ghi lại, là ở hải ngoại gây dựng sự nghiệp, mới trở về không lâu, sau lưng có thần bí tập đoàn tài chính chống đỡ. Này hai người tiến yến hội, lập tức đã bị người giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh ở trung tâm, vài tên trà trộn vào tới phóng viên xông vào trước nhất mặt, hỏi ra đủ loại vấn đề. Điền Phó Tổng, xin hỏi Lâm Thị đã cùng tin tưởng đạt thành hợp tác quan hệ sao? Chúng ta Tây Hạ tỉnh thương giới năm nay chỉ tiêu là cái gì? Chúng ta thu được tin tức, Điền Phó Tổng ngươi đem Lâm Thị mới nhất kia phiến khu nhà phố Đại Môn khai ở chính nguyên trên đường, này tất nhiên sẽ tạo thành Ngân Châu Nam Bắc chiếc xe chen chúc tắc, loại này cách làm, cùng Lâm Thị nhất quán khởi xướng đem khách hàng thể nghiệm đặt ở đệ nhất vị cách nói nghiêm trọng không hợp, xin hỏi chuyện này là Điền Phó Tổng quyết định của ngươi, vẫn là Lâm Tổng quyết định. Điền Phó Tổng, các ngươi tân khu nhà phố chung quanh phân chia ra một khối khu vực, xin hỏi Lâm Thị là muốn vào quân ngành sản xuất sao? Kia phiến khu vực, ở vào khu nhà phố trong phạm vi, xin hỏi chuyện này, đạt được mua phòng hộ gia đình cho phép sao? Đủ loại vấn đề, ùn ùn không dứt. Điền Phi Phỉ ở này đó phóng viên ép hỏi hạ, có vẻ có chút hoảng loạn, nàng hiển nhiên không có dự đoán được, này đó phóng viên, sẽ đưa ra nhiều như vậy xảo quyệt vấn đề, nói thật, có chút vấn đề, ngay cả Điền Phi Phỉ chính mình cũng chưa suy xét đến. Xin lỗi, hôm nay là thương hiệp tụ hội, chúng ta Điền Phó Tổng không tiếp thu phỏng vấn. Các vị phóng viên bằng hữu thỉnh một lần nữa hẹn trước thời gian. Điền Phi Phỉ bí thư đứng dậy, che ở Điền Phi Phỉ trước người. Ai, nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm a. Trương Huyền thở dài, lão bà, người đến ra mặt, bằng không ngày mai, Lâm Thị khả năng sẽ lên đầu đề. Không vội, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, đều đã đến này phân thượng, liền trước nhìn xem đi, Điền Phi Phỉ nàng quá cao, rơi tàn nhẫn điểm, đối nàng cũng hảo. Chương 819 hoảng loạn Điền Phi Phỉ. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm như cũ ngồi ở góc chung, nhìn tình thế phát triển. Những cái đó đưa ra vấn đề phóng viên đều bị Điền Phi Phỉ bí thư chặn lại, đương nhiên, còn có rất nhiều xen lẫn trong đám người, tiến hành một ít ẩn nấp quay chụp, loại này là vô pháp tránh cho. Điền Phi Phỉ cùng với Chu Thị một người phụ trách, bắt đầu đi theo chàng người thảo luận nổi lên Ngân Châu thương giới năm đầu phát triển phương hướng. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm ngồi ở một bên nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Lão bà, Điền Phi Phỉ đối với cái nhìn đại cục nắm chắc vẫn là không tồi, loại này chính quy tốt nghiệp người, so chúng ta dã chiêu số mạnh hơn nhiều, ta ban đầu tiếp xúc thương nghiệp thời điểm, căn bản không hiểu cái gì kêu hướng gió. Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt, ngươi là dã chiêu số, ta không phải. Hắc hắc, Trương Huyền trà sát tay, hắn mới ý thức được, Lâm Thanh Hạm cũng là song học vị tốt nghiệp. Lâm Thanh Hạm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Trương Huyền. Lão bà, người làm gì như vậy xem ta a? Tuy là Trương Huyền ra mặt dày, đều bị Lâm Thanh Hạm xem có chút không được tự nhiên. Ta là suy nghĩ, người này trong óc, rốt cuộc trang cái gì? Lâm Thanh Hạm mắt đẹp trung tia sáng kỳ dị liên tục, ta khoảng thời gian trước, cùng người hỏi thăm quá quan với chuyện của ngươi, ngươi mười mấy tuổi thời điểm, đã bị gọi Wall Street chi thần, hoàn thành cái loại này làm người tưởng cũng không dám tưởng hướng thương. Dã chiêu số có thể làm thành ngươi như vậy, cũng là thế giới đệ nhất nhân đi. Trương Huyền này 10 năm tới nghe đến quá vô số ca ngợi từ, cũng chỉ có Lâm Thanh Hạm ca ngợi, sẽ làm hắn cảm thấy ngượng ngùng. Trương Huyền gãi gãi đầu, lão bà, ngươi nói thêm gì nữa ta liền thẹn thùng. Ngươi thẹn thùng, thôi đi ngươi, Lâm Thanh Hạm căn bản không tin Trương Huyền lời nói, ngươi hiện tại này ra mặt, dao nhỏ đều chém không vào đi thôi. Trương Huyền một phách trán, không lời gì để nói. Bởi vì Lâm Thanh Hạm nói, thật đúng là sự thật. Trải qua khí đối thân thể cường hóa, cùng với tu luyện diệt thế đổ lục đối thân thể tạo thành ảnh hưởng, Trương Huyền cơ bắp cường độ viễn siêu thường nhân, ngày thường còn hào thuyết, một khi Trương Huyền thân thể phát lực, kia dao nhỏ thật đúng là không nhất định có thể đối hắn tạo thành cái gì thương tổn. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm liền giống như hai cái tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ giống nhau, ngồi ở một bên ve vãn đánh yêu, không quen biết Lâm Thanh Hạm người tuyệt đối vô pháp nghĩ đến. Cái này giống như tiểu nữ nhân giống nhau, thế nhưng chính là toàn bộ Tây Hạ tỉnh thương nghiệp nữ vương, Lâm Thị người cầm lái. Yến hội trong sảnh, rất nhiều các doanh nhân chính vây quanh Điền Phi Phỉ cùng với Chu Thị người phụ trách lưu một ít về năm nay thương nghiệp hướng gió phát triển đồ vật,
cũng có người đi theo tin tưởng tập đoàn người cầm lái Uông Hàng một bắt chuyện. Cái gì vốn lưu động 300 triệu linh tinh nói, không ngừng truyền tiến Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm trong tai. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm nghe xong cũng đều là cười, chưa nói cái gì. Chư vị, hôm nay, chúng ta Lâm Thị, còn có một việc muốn tuyên bố. Trước mặt mọi người người lưu đến không sai biệt lắm khi, Điền Phi Phỉ đột nhiên đi đến yến hội thính trung tâm, nơi đó có một cái microphone, phụ trách nói chuyện dùng. Thông qua microphone, Điền Phi Phỉ thanh âm rõ ràng truyền tiến ở đây mọi người trong tai, yến hội trong phòng vang lên âm nhạc thanh, giờ phút này cũng giảm nhỏ không ít. Yến hội trong phòng người, cơ hồ đều đem ánh mắt phóng tới Điền Phi Phỉ trên người, chờ nàng bên dưới. Điền Phi Phỉ đại biểu chính là Lâm Thị. Lâm Thị mỗi một cái trọng đại quyết định, đối với toàn bộ Tây Hạ tỉnh thương giới tới nói, đều là quan trọng nhất. Điền Phi Phỉ ánh mắt nhìn quét một vòng, thở sâu, chợt mở miệng nói, các vị, ta muốn nói vậy đại gia đã nghĩ tới, từ hôm nay trở đi, Lâm Thị đem cùng tin tưởng tập đoàn, đạt thành song hướng hợp tác quan hệ, tin tưởng tập đoàn là từ ta tỉ mỉ khảo sát quá hợp tác đồng bọn, có được khổng lồ tiền mặt lưu, năm nay, sẽ là toàn bộ Tây Hạ tỉnh thương giới biến cách một năm. Chúng ta đem đánh vỡ truyền thống marketing hình thức, thậm chí đánh vỡ truyền thống sinh hoạt hình thức, cụ thể quy hoạch kế hoạch lớn. Đại gia thỉnh xem. Điền Phi Phỉ nói xong, hướng yến hội thính tây sườn vách tường làm cái thỉnh thủ thế. Tây sườn trên vách tường, bị thả xuống một tầng hình chiếu, toàn bộ Ngân Châu thị quan sát đồ, đều bị thả xuống ở trên vách tường. Chư vị, Điền Phi Phỉ đối với microphone mở miệng, mọi người đều biết, ở Hằng Viễn Thương Mậu Tần Tổng lãnh đạo hạ. Vì toàn bộ Ngân Châu sáng lập một cái tân thương mậu thông đạo, này đối với Ngân Châu thương mậu nghiệp tới nói, là chất bay vọt, tương lai, chúng ta sắp sửa từ này. Điền Phi Phỉ mới nói được lúc này, yến hội thính trước cửa, đột nhiên vang lên một trận rối loạn thanh. Tiên sinh, ngài không thể đi vào. Nữ sĩ, thỉnh ngài phối hợp. Các vị phóng viên bằng hữu, thỉnh không cần xúc động. Ngoài cửa nôn nóng thanh âm mới vang lên, liền thấy yến hội thính đại môn bị người một phen đẩy ra. Ngay sau đó, có hơn 30 người, từ yến hội thính đại môn chen chúc mà nhập, trong đó một nửa người, đều cầm camera, nhắm ngay đứng ở yến hội trong sảnh ương Điền Phi Phỉ mãnh chụp. Các vị, hôm nay là tư nhân tụ hội, không cho phép ghi hình. Điền Phi Phỉ bí thư đứng ra quát. Lâm Thị, các ngươi này vô lương gian thương, hôm nay cần thiết cho chúng ta một cái cách nói. Đúng vậy, cho chúng ta một cái cách nói. Hai gã trung niên nam nhân từ trong đám người đứng ra. Chỉ vào Điền Phi Phỉ liền chửi ầm lên, kế này hai gã trung niên nam nhân lúc sau, lại có mấy người đứng dậy, phát ra lên án công khai. Chúng ta mua các ngươi mới nhất khu nhà phố, mua phòng thời điểm, các ngươi nói cho chúng ta biết nói, tiểu khu đại môn mở ra địa điểm, là ở chính nguyên phố Nam Bắc Hai Sườn, vì cái gì hiện tại sẽ thay đổi đại môn phương hướng. Các ngươi đây là lừa gạt. Các ngươi Lâm thì có phải hay không rớt tiền trong mắt. Lui phòng. Điền Phi Phỉ bí thư vừa thấy tình huống này, cũng biết không thể đuổi đi người, hiện tại là Lâm Thị mua phòng nghiệp chủ tìm tới môn tới, nàng lập tức ra tiếng, các vị tạm thời đừng nóng nảy, về chuyện này, chúng ta Lâm Thị sẽ cho các ngươi tương ứng phương pháp giải quyết, thỉnh đại gia trở về chờ tin tức. Phương pháp giải quyết, Lâm Thị cấp ra phương pháp giải quyết, chính là chờ sao? Một người phóng viên hỏi. Chúng ta hiện tại yêu cầu một cái lập tức hữu hiệu hồi đáp. Chẳng lẽ là các ngươi Lâm Thị trước nay liền không có vì nghiệp chủ suy xét quá? Đứng ở yến hội trong sảnh tâm Điền Phi Phỉ, nghe thế một loạt vấn đề, trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, vội vàng mở miệng, chúng ta Lâm Thị, tự nhiên sẽ đem hộ gia đình thể nghiệm đặt ở đệ nhất vị, sự tình phương pháp giải quyết đã có, các vị không nên gấp gáp. Ai, Trương Huyền nghe được Điền Phi Phỉ lời này, thở dài, lão bà, Điền Phi Phỉ là đào cái hố đem chính mình chôn a, ngươi đến ra mặt. Tuy nói những người này là chịu người sai xử, người tới không có ý tốt, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng là chúng ta Lâm Thị khách hàng, không thể chậm trễ. Nga, phương pháp giải quyết, nếu Lâm Thị đã có giải quyết phương pháp, kia không ngại nói ra, làm chúng ta mọi người đều nghe một chút. Nhìn xem chúng ta có thể hay không tiếp thu, chẳng lẽ Lâm Thị quyết sách giả cũng chỉ sẽ hứa hẹn một ít ngân phiếu không sao? Đúng vậy, nói ra. Trước hết mở miệng hai gã trung niên nam nhân hô to. Điền Phi Phỉ ánh mắt theo bản năng nhìn về phía chung quanh, nàng ở vừa mới câu nói kia mở miệng sau, liền ý thức được tự mình nói sai. Đang lúc Điền Phi Phỉ hoảng loạn vô thố khi, một đạo tự tin mười phần giọng nữ từ bên cạnh vang lên. Các vị, không cần lại khó xử một tân nhân. Chương 820,
ngươi sai tam điểm. Tại đây nói giọng nữ vang lên nháy mắt, ở đây rất nhiều người, liền nhận ra thanh âm này chủ nhân. Đứng ở yến hội trong sảnh Tâm Điền Phi Phỉ thân thể không khỏi chấn động, chiều thanh âm vang lên địa phương nhìn lại. Khoảng cách Điền Phi Phỉ cách đó không xa Tin Tưởng Tập Đoàn cầm lái giả Uông Hằng một, còn lại là hơi hơi mỉm cười, hắn ngày hôm qua cũng đã thu được Lâm Thanh Hạm trở về tin tức, đoán được Lâm Thanh Hạm hôm nay sẽ xuất hiện. Là Lâm Thanh Hạm, Lâm Thị Tổng Tài. Nàng biến mất hơn 2 tháng, khi nào trở về? Đương nhìn đến kia nói giọng nữ chủ nhân khi, yến hội trong phòng vang lên một trận khe khẽ nói nhỏ thanh. Vừa mới vọt vào tới vài tên phóng viên, cùng với kêu đến nhất hung vài tên nghiệp chủ, trong mắt đều hiện lên ngoài ý muốn chi sắc. Lâm Tổng, nàng là Lâm Tổng, phía trước cùng Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền nhăn mặt Triệu Tư, giờ phút này mở to hai mắt nhìn. Lâm Thanh Hạm từ góc chung đi tới, hôm nay nàng, ăn mặc một thân bình thường hưu nhàn trang, cũng không có Điền Phi Phỉ cái loại này cao quý lễ phục, nhưng ở đi tới trong quá trình, Lâm Thanh Hạm khí chàng, ở nháy mắt liền đem Điền Phi Phỉ đè ép đi xuống. Nguyên bản tập trung ở Điền Phi Phỉ trên người ánh mắt, không tự giác liền chuyển rời đến Lâm Thanh Hạm trên người. Phi Phỉ, người năng lực không tồi, nhưng có chút phương diện, vẫn là quá khiếm khuyết, hy vọng hôm nay sự, có thể cho ngươi để cái tỉnh, về sau làm việc, muốn lo lắng nhiều vài bước. Lâm Thanh Hạm đi đến Điền Phi Phỉ trước người, mở miệng nói. Dù cho Lâm Thanh Hạm tuổi muốn so Điền Phi Phỉ tiểu thượng 2 tuổi, nhưng lúc này, Lâm Thanh Hạm thật giống như là Điền Phi Phỉ trưởng bối giống nhau, đối nàng thuyết giáo, là như vậy tự nhiên. Điền Phi Phỉ cúi đầu, không có hé răng. Lão bà của ta biết ngươi khẳng định có chút không phục, ta cho ngươi giải thích một chút đi. Trương Huyền cũng đã đi tới, vỗ vỗ Điền Phi Phỉ bả vai, đúng rồi, ngươi khả năng không quen biết ta, ta kêu Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm lão công. Trương tiên sinh, Điền Phi Phỉ nhìn Trương Huyền, nàng tự nhiên nghe nói qua Trương Huyền danh hào, lúc trước Lâm Thị tập đoàn cháy một chuyện, Trương Huyền cũng coi như là ở Lâm Thị được hưởng đại danh, hơn nữa Trương Huyền phía trước một ít hành động, làm hắn ở Lâm Thị địa vị, ẩn ẩn có vượt qua Lâm Thanh Hạm chi thế, chỉ là khoảng thời gian trước, Điền Phi Phỉ người ở nơi khác đi công tác, cho nên, tuy rằng tên nghe qua không ít hồi, nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trương Huyền. Điền Phi Phỉ đi theo Trương Huyền phía sau, đi đến một bên. Nhìn Trương Huyền bóng dáng, Điền Phi Phỉ vừa muốn nói chuyện, liền nghe Trương Huyền thanh âm vang lên. Người biết người sai ở đâu sao? Sai, Điền Phi Phỉ sửng sốt, không có xử lý tốt nghiệp chủ. Người quả nhiên không biết, Điền Phi Phỉ lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trương Huyền mở miệng đánh gãy, về cái này khu nhà phố sự, người có tam điểm làm sai, đệ nhất, phá hư quy củ. Quy củ, Điền Phi Phỉ vẻ mặt khó hiểu. Mỗi một cái ngành sản xuất, đều có mỗi một cái ngành sản xuất tiềm quy tắc, chúng ta làm buôn bán, cũng là như thế, Điền Phi Phỉ, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy, Lâm Thị là toàn bộ Ngân Châu thương nghiệp long đầu, liền có thể nghiền áp toàn bộ Ngân Châu sở hữu công ty sao? Đương nhiên, ai còn có thể cùng chúng ta Lâm Thị? Ngây thơ, Trương Huyền quát chói tai một tiếng, Điền Phi Phỉ, ngươi là thượng như vậy nhiều năm học, đem đầu óc học hư sao? Một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, tưởng đều so ngươi muốn lâu dài. Ngân Châu lớn nhỏ công ty vô số, vì sao Lâm Thị có thể ngồi ở long đầu? Ngươi thật đương này Ngân Châu không ai. Hiện giờ Lâm Thị có thể chiếm cứ long đầu vị trí, bất quá là dựa vào Lâm lão gia tử năm đó uy danh, cũng là đại gia cấp Lâm lão gia tử một cái mặt mũi. Ngươi hiện giờ, ở tân khu nhà phố bên quy hoạch khu. Trước không nói nghiệp chủ có đồng ý hay không, chỉ là này thương giới tiềm quy tắc, đã bị ngươi làm hỏng. Ngươi cho rằng, hiện tại những người này đều là nghiệp chủ tự phát tổ chức lên sao? Ngươi quyết sách tối hôm qua vừa mới ra tới, sao có thể có nhiều như vậy nghiệp chủ liên hợp tìm tới? Âm thầm nhìn chằm chằm Lâm Thị người, không ở số ít. A, Điền Phi Phỉ trên mặt lộ ra kinh hoàng, nàng thật đúng là không nghĩ tới điểm này, ở nàng xem ra, Lâm Thị chính là này Ngân Châu thương giới lão đại, sẽ không có người muốn cùng Lâm Thị đối nghịch. Đệ nhị, Trương Huyền vươn hai ngón tay, người quá ngạo, người có phải hay không cảm thấy, người hiện tại ý tưởng thực tinh diệu, người khác cũng chưa nghĩ đến. Có thể làm Lâm Thị chính mình nơi ở vì chính mình tiến hành một cái thiên nhiên. Ai kiến nghị, người đều nghe không vào. Ta, Điền Phi Phỉ há miệng thở dốc, phát hiện chính mình thế nhưng không lời gì để nói, đích xác liền như Trương Huyền nói như vậy. Nàng suy nghĩ đến này đó phương pháp thời điểm, thật sự cho rằng người khác cũng chưa nghĩ đến, cũng có người khuyên nói qua nàng, nhưng nàng cũng chưa nghe. Trên thế giới này, không thiếu thiên tài, cũng không thiếu tự cho là đúng ngu xuẩn. Trương Huyền lắc lắc đầu,
hắn nói chuyện thực không khách khí, đệ tam điểm, người đố kỵ tâm, một cái muốn chứng minh chính mình so người khác cường đố kỵ tâm, này tam điểm, là người phạm phải lần này sai lầm quan trọng nhất tam điểm, mà cấp ngô phòng nghiệp chủ tạo thành không tốt thể nghiệm, còn lại là người phạm phải này sai lầm sợ tạo thành phiền toái. Trương tiên sinh, ta không có đố kỵ tâm. Điền Phi Phỉ vội vàng mở miệng. Có đôi khi đố kỵ biểu hiện, là gấp không chờ nổi tưởng vượt qua một người. Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía yến hội trong sảnh tâm, nhiều học học đi, nhìn xem các ngươi Lâm tổng, là xử lý như thế nào chuyện này, ngươi bằng cấp, ngươi chuyên nghiệp, có thể quyết định ngươi ở chính mình nhân sinh trên đường có thể đi bao xa, mà kinh nghiệm, tác quyết định, ngươi có không đi xuống đi, nếu không mục tiêu lại xa lại đại, ngươi lại chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Yến hội trong sảnh tâm. Lâm Thanh Hạm ánh mắt nhìn quét chung quanh, ra tiếng nói, chư vị, về các ngươi vừa mới vấn đề, ta hiện tại minh xác trả lời các ngươi, chúng ta Lâm thị, cũng không có tuyên bố minh xác tương quan văn kiện, tới xác định kia phiến khu nhà phố đại môn khai tới đâu, các ngươi hiện tại xông vào chúng ta tư nhân tụ hội, hỏi ra như vậy vấn đề, ta có lý do hoài nghi, các ngươi bị nghi ngờ có liên quan ăn trộm thương nghiệp cơ mật một chuyện, đang ngồi các vị đều đã bị theo dõi ký lục xuống dưới, chúng ta Lâm thị pháp phụ bộ sẽ ở sau đó cùng các ngươi liên hệ, đối với đánh cắp thương nghiệp cơ mật một chuyện, chúng ta Lâm thị tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Lâm Thanh Hạm lời này vừa ra, những cái đó vừa mới xông tới phóng viên cùng nghiệp chủ, đều là sắc mặt biến đổi, đánh cắp thương nghiệp cơ mật việc này, khả đại khả tiểu, nếu Lâm thị thật muốn truy cứu, bọn họ hôm nay tới những người này, một cái đều chiếm không được hảo. Lâm Thanh Hạm nói cho hết lời, trầm mặc vài giây, tiếp tục nói, chúng ta Lâm thị, cho tới nay, đều căn cứ quảng giao bạn tốt nguyên tắc, tân niên bắt đầu, chúng ta Lâm thị không nghĩ cùng bất luận cái gì một người sinh ra xung đột, cái gọi là hòa khí sinh tài, nếu đại gia nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí, cũng không cần đi tin tưởng, chúng ta Lâm thị, cho tới nay đều là đem khách hàng thể nghiệm đặt ở đệ nhất vị, thỉnh đại gia yên tâm, cũng thỉnh hôm nay đã đến phóng viên các bằng hữu yên tâm, ta sẽ vào ngày mai tổ chức một hồi cuộc họp báo. Nếu các vị phóng viên các bằng hữu có vấn đề, hoan nghênh ngày mai vấn đề, cứ như vậy. Chương 821, Kinh tế tài chính tệ. Lâm Thanh Hạm này đệ nhị đoạn lời nói vừa ra, vừa mới xông tới phóng viên cùng nghiệp chủ, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy Lâm Thanh Hạm nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết trước mắt vấn đề, ở đây rất nhiều doanh nhân, đều không thể không vươn một cái ngón tay cái. Lâm Thanh Hạm bất quá hơn 20 tuổi, cái này tuổi, so ở đây rất nhiều doanh nhân hài tử đều phải tiểu. Nhưng nhìn xem Lâm Thanh Hạm như vậy trấn định tự nhiên, nghĩ lại chính mình ra kia chỉ biết đòi tiền đi ăn chơi đàng điếm hài tử, tức khắc dâng lên một cổ chua xót. Này hẳn là ngươi muốn học đệ nhất khóa, Trương Huyền hướng Điền Phi Phỉ nói, đối mặt đối thủ vấn đề, ngươi không thể một mặt mà lựa chọn trả lời càng nhiều, bị người bắt lấy nhược điểm cũng sẽ càng nhiều. Điền Phi Phỉ cắn cắn môi, không có hé răng. Ha ha ha, Lâm Thanh Hạm bên cạnh cách đó không xa, vang lên một trận tiếng cười, cùng với một trận vỗ tay thanh âm, tin tưởng tập đoàn người cầm lái Uông Hàng vừa đi tới. Lâm Tổng, thật là cửu ngưỡng, vẫn luôn đều nghe nói Lâm Tổng đại danh, hôm nay vừa thấy, quả thật là cân quắc không nhường tu mi, làm Uông mỗ người mở rộng tầm mắt a. Uông Hàng một chủ động cùng Lâm Thanh Hạm chào hỏi một màn, bị mọi người xem ở trong mắt. Đại gia cũng đều đem lực chú ý phóng tới nơi này. Một cái được xưng có được 300 triệu vốn lưu động tập đoàn, cùng Ngân Châu Long đầu xí nghiệp lần đầu gặp gỡ, rất có thể sẽ trở thành toàn bộ Tây Hạ tỉnh thương giới lịch sử tính một màn. Đang lúc mọi người đều nghĩ đến Lâm Thanh Hạm sẽ cùng Uông Hàng nóng lên tình nói chuyện với nhau thời điểm, lại phát hiện, Lâm Thanh Hạm xem Uông Hàng một ánh mắt giữa, cũng không có cái gì coi trọng. Ngươi là vị nào, chúng ta nhận thức sao? Lâm Thanh Hạm vẻ mặt kỳ quái đánh giá Uông Hàng một. Uông Hàng một biết ngày hôm qua ở thương trường phát sinh sự, đã nghĩ đến hôm nay tiếp xúc khẳng định sẽ tràn ngập mùi thuốc súng. Còn thật không nghĩ tới Lâm Thanh Hạm thế nhưng biểu hiện như vậy trực tiếp. Yến hội trong phòng người, cũng bởi vì Lâm Thanh Hạm biểu hiện ra thái độ mà cảm thấy kinh ngạc. Có một ít tin tức linh thông người thấp giọng nói. Ta nghe nói ngày hôm qua Lâm Tổng cùng tin tưởng tập đoàn người sinh ra xung đột. Ta cũng nghe nói, ngày hôm qua thương trường trưởng phòng nhân sự bị khai, Lâm Tổng đây là tưởng đá tin tưởng bị loại trừ A. Đây là có ý tứ gì? Tin tưởng 300 triệu vốn lưu động. Kia cũng không phải là nói mà thôi, này có thể so Lâm thị muốn lớn hơn a. Có thể hay không là Lâm thị có chút sợ hãi tin tưởng, không nghĩ làm tin tưởng cắm một chân. Có cái này khả năng,
rốt cuộc thổ hoàng đế ngồi dậy vẫn là thực thoải mái. Một đạo lại một đạo khe khẽ nói nhỏ thanh từ trong đám người vang lên. Uông Hàng một biểu tình nao nao, theo sau cười nói, Lâm Tổng, tự giới thiệu một chút, ta là tin tưởng tập đoàn chủ tịch, Uông Hàng một. Nga, Lâm Thanh Hạ mặt vô biểu tình lên tiếng, tin tưởng tập đoàn. Không nghe nói qua, lần này là Tây Hạ tỉnh thương hiệp tụ hội, các người có thu được thư mời sao? Uông Hàng vừa nghe đến lời này, sắc mặt tức khắc khó coi không ít. Hiện tại, ở đây mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, Lâm Thanh Hạm đây là muốn tìm tin tưởng tập đoàn phiền toái. Lâm Tổng, ta không rõ người ý tứ. Uông Hàng chau mày. Ta cũng không rõ các ngươi là có ý tứ gì. Này xem như tư sấm chúng ta tụ hội. Lâm Thanh Hạm đôi tay ôm ở trước ngực, nàng tuy rằng tuổi so Uông Hàng một muốn tiểu nhị 10 tuổi, nhưng ở khí tràng thượng, chút nào không thua Uông Hàng một. Đứng ở Lâm Thanh Hạm phía sau Điền Phi Phỉ mày nhăn lại, vội vàng chạy đi lên, kéo hạ Lâm Thanh Hạm ống tay áo, thấp giọng nói, Lâm Tổng, Uông luôn là ta mời đến. Điền Phi Phỉ, Trương Huyền hét lớn một tiếng, đi lên trước tới, bắt lấy Điền Phi Phỉ thủ đoạn, các ngươi Lâm Tổng làm việc, muốn ngươi đi lên giáo sao? Ân, Điền Phi Phỉ ở Trương Huyền này hét lớn một tiếng hạ có chút chấn kinh, còn không có phản ứng lại đây đã bị Trương Huyền bắt lấy thủ đoạn kéo đến một bên. Điền Phi Phỉ. Nhìn dáng vẻ, ta vừa mới lời nói ngươi cũng chưa nghe đi vào a. Trương Huyền hướng Điền Phi Phỉ cười lạnh, ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái phó tổng, các ngươi Lâm Tổng ở kia nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi tới xen miệng. Ngươi đố kỵ tâm, thu liễm một chút. Ta, Điền Phi Phỉ há mồm, vừa muốn lên tiếng, Lâm Thanh Hạm thanh âm vang lên. Hảo, ngươi cũng đừng trách Phi Phỉ, nàng tốt nghiệp thời gian không dài, tâm tư đơn thuần, bị người lừa cũng thuộc bình thường. Lừa. Ở đây người, bao gồm Điền Phi Phỉ, đều chú ý tới Lâm Thanh Hạm trong giọng nói cái này từ ngữ mấu chốt. Lâm Tổng, ta không rõ người ý tứ. Uông Hàng một mở miệng, chúng ta tin tưởng tập đoàn, căn cứ một viên thành tâm, muốn cùng Tây Hạ tỉnh các vị hợp tác, nhưng lại bị người khấu thượng như vậy một cái mũ. Hợp tác, có ý tứ, Lâm Thanh Hạm khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, tin tưởng tập đoàn, dựa vào cái gì cùng chúng ta hợp tác. Chỉ bằng các ngươi hư cấu ra tới kia 300 triệu vốn lưu động. Lâm Thanh Hạm này một phen lời nói, ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Uông Hàng duỗi ra tay một lóng tay Lâm Thanh Hạm, đường trường quát, Lâm Thanh Hạm. Ta cho ngươi mặt mũi, kêu ngươi một tiếng Lâm Tổng, nhưng luận tư lịch, ngươi bất quá là cái tiểu nha đầu, ta tung hoành thương giới thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu. Ta cảnh cáo ngươi, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Ta nói lung tung, Lâm Thanh Hạm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, nhìn về phía Trương Huyền, ôn nhu hỏi nói, lão công, ta có nói lung tung sao? Trương Huyền nhún vai, ta cho rằng không có. Họ Lâm, người có ý tứ gì? Một người thanh niên lớn tiếng nói, này thanh niên, đúng là ngày hôm qua ở thương trường, cùng Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm sinh ra xung đột người kia sự bộ giám đốc. Ta không có gì ý tứ a. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, như hoa tươi nở rộ mỹ diễm. Nếu các hạ có 300 triệu vốn lưu động, không bằng biểu hiện ra ngoài làm chúng ta nhìn xem. Điền Phi Phỉ nhìn Uông Hàng một sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng trực tiếp ném ra Trương Huyền tay, bước đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, mở miệng nói, Lâm Tổng, tin tưởng tập đoàn Uông Tổng, là rất có uy vọng doanh nhân, tin tưởng tập đoàn tài sản, chúng ta Lâm thì cũng là điều tra quá, hoàn toàn không có vấn đề. Đúng không, ta đây vì cái gì không điều tra ra đâu? Lâm Thanh Hạm vẻ mặt tò mò. Họ Lâm, người biết cái gì kêu hư hóa sao? Chúng ta tin tưởng tập đoàn, có được 3.126 vạn cái kinh tế tài chính tệ, người có thể cho người đi tìm hiểu một chút, một cái kinh tế tài chính tệ, giá trị bao nhiêu tiền? Tin tưởng tập đoàn tên kia thanh niên mở miệng. Lâm Tổng, ta điều tra qua, hiện tại kinh tế tài chính tệ giá cả, giá trung bình ở 983 khối. Điền Phi Phỉ nói khẽ với Lâm Thanh Hạm nói, tin tưởng tập đoàn thực lực, tuyệt đối không có vấn đề. Nga, Lâm Thanh Hạm rất có hứng thú nhìn về phía Uông Hàng một, kinh tế tài chính tệ, tên cũng không tệ lắm. Uông Hàng lạnh lùng hừ một tiếng, hàng của bọn ta tệ, trải qua toàn cầu 13 quốc gia cộng đồng thừa nhận, có thể tùy thời đổi thành tiền mặt. Uông Hàng một lời này vừa ra, khiến cho một trận tiếng kinh hô, làm toàn cầu 13 quốc gia thừa nhận giả thuyết tiền, kia này tin tưởng tập đoàn thực lực, đến có bao nhiêu cường a? Điền Phi Phỉ nôn nóng mở miệng, đúng vậy, Lâm Tổng. Này đó ta đều điều tra, những cái đó quốc gia. Làm ta đoán xem, người nói những cái đó quốc gia, có phải hay không này mấy cái.
Trương Huyền lấy ra di động, ở Điền Phi Phỉ trước mặt quơ quơ. Chương 822, cơ bản mánh khóe bịp người. Điền Phi Phỉ nhìn Trương Huyền di động thượng nội dung, trên mặt biểu tình nháy mắt đọng lại. Nhìn dáng vẻ, ta nói đúng à? Trương Huyền mỉm cười một chút, này 13 quốc gia, là không có khai thông tiền đoái thông, chẳng sợ bọn họ thừa nhận này kinh tế tài chính tệ 1:10, đối chúng ta tới nói, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Cái gì? Điền Phi Phỉ đột nhiên cả kinh. Bao gồm ở đây các xí nghiệp lớn người phụ trách, cũng đều lộ ra giật mình biểu tình. Về tin tưởng tập đoàn cái này kinh tế tài chính tệ sự, bọn họ cũng đều điều tra quá, 13 quốc gia cộng đồng tán thành loại này tiền tồn tại, làm cho bọn họ tin tưởng tập đoàn thực lực, nhưng hiện tại lại nghe nói, kia 13 quốc gia, là không có khai thông tiền đoái thông. Này ý nghĩa cái gì? Chẳng sợ đổi ra lại nhiều tiền, cũng vô pháp đưa tới hẻ oi bước tới, lại hướng thâm nói, không có khai thông tiền đoái thông quốc gia, bọn họ tưởng ấn bao nhiêu tiền, liền ấn bao nhiêu tiền. Nếu bọn họ nguyện ý, đem tiền trở thành chùi đít giấy đều được. Về tiền đoái thông loại chuyện này, người bình thường hiểu biết cũng không thâm, bởi vì ở đại đa số người trong mắt, trên thế giới sở hữu tiền, đều là có thể tiến hành đổi. Trương Huyền nhún vai, loại này lợi dụng giả thuyết tệ mánh khóe bịp người, ở hè oi bức đã phát sinh quá không ít nổi lên, bất quá, hôm nay vị này làm tương đối cao minh, đáng tiếc, mánh khóe bịp người trước sau là mánh khóe bịp người, nhập không được quỹ đạo, Điền Phi Phỉ. Ta nếu là ngươi nói, liền hiện tại lập tức tra hạ chướng, nhìn xem ngươi ở cùng tin tưởng tập đoàn hợp tác trong khoảng thời gian này, toàn bộ Lâm thị hao tổn nhiều ít. Điền Phi Phỉ nghe được lời này, không có chần chờ, lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài, chỉ là không đến một phút thời gian, liền có thể nhìn đến Điền Phi Phỉ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Có 3.000 vạn sao? Trương Huyền mỉm cười hỏi. 3.700 vạn. Điền Phi Phỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói ra cái này con số. Lâm thị trong khoảng thời gian này, tổng cộng bị cột chặt 3.700 vạn tài chính. Ai, thật là cấp thấp a. Trương Huyền lắc lắc đầu, nhìn về phía Uông Hàng một, ta nếu là ngươi, có thể tại đây đoạn thời gian làm ác hơn một ít, ít nhất có thể bộ đi 5.000 vạn. Uông Hàng vẻ mặt sắc mãnh biến, nhìn mắt chính mình bên cạnh thanh niên, đột nhiên chiều yến hội thính ngoại phóng đi, kia thanh niên thấy thế cục không ổn, cũng đi theo Uông Hàng một sớm ngoại phóng đi. Chỉ là, có Trương Huyền ở địa phương. Sao có thể làm hai người bọn họ nói chạy liền chạy? Sớm đã có người ở bên ngoài chờ hai người bọn họ, Uông Hàng một cùng thanh niên vừa mới ra yến hội thính, đã bị người ấn ngã xuống đất. Một cái rất đơn giản mánh khóe bịp người đã sớm nên phát hiện dấu vết, đáng tiếc, người này đầu óc, so các người Lâm Tổng trong tưởng tượng còn muốn xuẩn. Trương Huyền một bộ châm chọc bộ dáng nhìn Điền Phi Phỉ, đối phương rõ ràng muốn đem Lâm Thị trở thành bàn đạp, bắt tay duỗi đến Hằng Viễn mới nhất sáng lập mậu dịch thông đạo thượng. Ngươi lại bị người nói mấy câu liền lừa gạt, bị người đương thương xử cũng không biết, thật là ngu muội về đến nhà. Hảo, lão công, Phi Phỉ chỉ là không có kinh nghiệm, loại chuyện này, ai đều trải qua quá. Lâm Thanh Hạm đã đi tới, hướng Điền Phi Phỉ nói, Phi Phỉ, ta cùng Trương Huyền còn có chuyện, hôm nay những việc này, ngươi không cần để ở trong lòng, nơi này còn từ ngươi tới phụ trách, ngươi trong khoảng thời gian này quyết sách phương án ta đều nhìn, làm thực không tồi, so với ta trong dự đoán muốn hảo. Chỉ là về sau ở lâu mấy cái tâm nhãn, đừng lại như vậy đơn thuần, hiểu sao? Lâm Tổng, ta, Điền Phi Phỉ đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Thanh Hạm, hiện tại nàng, không hề có tối hôm qua cùng với phụ thân gọi điện thoại khi kia cổ ngạo khí, trong lòng có chỉ là thua thiệt. Hảo, dư thừa không cần phải nói, ngươi năng lực ta đều biết, kinh nghiệm là chậm rãi tích lũy, nơi này liền giao cho ngươi. Lâm Thanh Hạm vỗ vỗ Điền Phi Phỉ bả vai. Theo sau vãn trụ Trương Huyền cánh tay, lão công, chúng ta đi trước đi. Hành, Trương Huyền gật gật đầu, cùng Lâm Thanh Hạm cùng nhau, đi nhanh chiều yến hội thính ngoại đi đến. Chờ ra yến hội thính, Lâm Thanh Hạm đột nhiên thở phào một hơi, mặt đẹp có chút lo lắng nhìn về phía Trương Huyền, lão công, người nói như vậy có thể hay không kích thích đến Phi Phỉ a? Sẽ không, Trương Huyền lắc đầu, ta này mặt đen sướng không cũng quá khoa trương, nếu nàng liền loại này kích thích đều chịu không nổi. Ngươi cũng không cần thiết lại dùng nàng, ta có thể nhìn ra tới, nàng bất quá là sốt ruột muốn chứng minh chính mình. Ai, Lâm Thanh Hạm thở dài một hơi, hy vọng nàng có thể minh bạch đi. Đúng rồi lão bà, Trương Huyền đột nhiên một lóng tay bên cạnh, những người này xử lý như thế nào? Liền thấy, Uông Hàng một cùng ngày hôm qua tên kia thanh niên, đang bị người ấn ở góc chung. Kia thanh niên ngày hôm qua còn hướng Lâm Thanh Hạm giống to. Chất vấn Lâm Thanh Hạm có phải hay không rõ này Ngân Châu thương giới là ai thiên hạ,
Kết quả hiện tại, giống như là một con tràn ngập sợ hãi lão thụ, ở góc trung run bần bật. Giao cho tuần bộ cục đi. Lâm Thanh Hạm không sao cả phất phất tay, công ty có rất nhiều sự chờ ta đi giải quyết, không có thời gian lãng phí ở bọn họ trên người. Hành, ta cùng Vi tuần bộ trưởng liên hệ một chút, làm hắn lại đây để người. Trương Huyền lấy ra di động, bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Về tin tưởng tập đoàn mánh khóe bịp người, ở người khác trong mắt, có thể là rất lớn một sự kiện, nhưng đối với Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm tới nói, chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi, thậm chí đều không có cơm chiều ăn cái gì vấn đề này quan trọng, hai người sở dĩ từ ngày hôm qua chờ cho tới hôm nay mới xử lý, chỉ là vì cấp Điền Phi Phỉ một cái giáo huấn. Tin tưởng tập đoàn hư cấu ra 300 triệu, liền tính là chân thật, đặt ở Trương Huyền trong mắt, cũng cái gì đều không tính. Mà Lâm Thanh Hạm trong khoảng thời gian này, trà trộn với thị tộc cùng cổ võ thế gia, đối với những việc này, cũng xem đạm rất nhiều. Hai người đi vào thần mặt trời khách sạn trước cửa. Lão công, ta đây liền đi trước công ty. Lâm Thanh Hạm đi đến một chiếc Maserati trước mặt. Hành, người mau đi đi, ta cũng có một số việc muốn làm. Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm vẫy vẫy tay. Lâm Thanh Hạm lên xe, mang theo một trận motor tiếng gầm rú rời đi. Chờ Lâm Thanh Hạm hoàn toàn ly xa sau, Trương Huyền nhìn nhìn bốn phía, mở miệng nói, ta nói áo tang, người muốn hay không vẫn luôn đi theo ta à, không phải nói tốt cho ta 2 tháng thời gian sao, người cho ta cùng người giống nhau độc thân à. Một đạo cả người khóa lại quân màu xanh lục áo khoác trung thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền phía sau, đối phương trên đầu mang đỉnh đầu mũ bông, đem cả khuôn mặt bọc đến kín mít, thân ảnh phát ra khàn khàn thanh âm, hiện tại không biết có bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn chằm chằm ngươi ở tác tổ tư phất lôi kia tòa thành, đại nhân ra lệnh, ta tự nhiên phải bảo vệ hảo an toàn của ngươi. Trương Huyền nhìn về phía Lâm Thanh Hạm rời đi phương hướng, lắc đầu nói, không cần, ngươi an bài người bảo vệ tốt lão bà của ta là được, đem lời nói thả ra đi thôi, nếu lão bà của ta có cái chuyện gì, ai cũng đừng trách ta mở ra địa ngục đại môn. Ngươi đây là ở uy hiếp sở hữu thế giới ngầm người. Áo tang ra tiếng. Tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào đi. Trương Huyền không sao cả lấy thắt tay, dù sao, này 2 tháng thời gian, ta không nghĩ có người tới phiền ta. Trương Huyền nói xong, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Chương 823, cũng không bình tĩnh. Ngân Châu mùa đông, luôn là có vẻ đặc biệt ngao người. Đại gia thói quen phòng trong máy sưởi, ra cửa, tổng cảm giác thân thể đều bị đông lạnh đến cứng đờ. Trên đường phố người đi đường, cảnh tượng vội vàng, đều không nghĩ ở như vậy thời tiết hạ chịu đông lạnh. Trương Huyền phủng di động, đi bộ ở lối đi bộ thượng, một cái lại một cái mệnh lệnh từ hắn di động giữa phát ra. Dù cho, hè oi bức thế giới ngầm đã toàn bộ thần phục, nhưng đối với toàn bộ thế giới tới nói, như cũ không bình tĩnh. Thần ẩn hội bên kia, còn có rất nhiều sự chờ Trương Huyền đi xử lý, là tốt là xấu, liền Trương Huyền chính mình, đều không có nắm chắc. Lúc ấy ở Trúc Thị, Trương Huyền thét ra lệnh hè oi bức bát phương tới bái, đơn giản là phải cho Lâm Thanh Hạm ăn xong một viên thuốc an thần. 2 tháng thời gian, là Trương Huyền cùng áo tang ước định. Áo tang giúp hắn kéo dài 2 tháng thời gian, 2 tháng sau, Trương Huyền sẽ rời đi hè oi bức, tiến đến thần ẩn hội tổng bộ. Này 2 tháng thời gian, Trương Huyền không vì cái gì khác, chính là vì hảo hảo bồi một bồi Lâm Thanh Hạm. Trương Huyền rất rõ ràng, chính mình yên lặng lâu như vậy, hiện giờ lại lấy loại này cao tư thái trở về, tự nhiên chạm vào rất nhiều người ích lợi. Giấu ở âm thầm thị tộc, ngo ngoe dục dịch thần ẩn hội. Còn có kia lai lịch thần bí thần thánh thiên quốc, mỗi một cái đều là vấn đề. Bất quá, Trương Huyền hiện tại tưởng thực khai, mấy vấn đề này, tất cả đều đặt ở 2 tháng sau lại đi tự hỏi, này 2 tháng thời gian, liền quá chính mình muốn sinh hoạt, làm bạn ở Lâm Thanh Hạm bên người sinh hoạt. Trương Huyền đi bộ đi vào Lâm Thị cùng tắc tiếp nước hương chi gian một cái trên đường phố, ở chỗ này, Trương Huyền khai một cái hằng thành an bảo chi nhánh công ty, lúc trước khai cái này công ty. Đơn giản là vì tìm cái lấy cớ điều người nhập cảnh tới Ngân Châu bảo hộ Lâm Thanh Hạm, chỉ là công ty mới khai, liền ra đủ loại sự, Trương Huyền chiêu cái trước đài sau, liền rốt cuộc chưa đến đây. Đương Trương Huyền đến công ty cửa thời điểm, phát hiện có 2 trung niên chính hùng hùng hổ hổ từ buôn bán phòng đại môn đi ra, là 1 nam 1 nữ, xem 2 người bộ dáng, hẳn là 2 vợ chồng. Trương Huyền không có cố tình đi nghe, bất quá hắn nhạy bén nhĩ lực vẫn là bắt giữ tới rồi 2 người trong miệng một ít thanh âm. Thật là rác rưởi công ty, còn làm an bảo đâu, đơn giản như vậy nhiệm vụ cũng không dám tiếp. Chính là nói, phát cái bằng hữu vòng phun tàu hạ, thật sự vô ngữ.
một nam một nữ hai người mở ra một chiếc giá trị trăm vạn chạy băng băng rời đi. Trương Huyền đi vào buôn bán cửa phòng, thông qua cửa kính, có thể rõ ràng nhìn đến chính mình lúc trước chiêu cái kia người trẻ tuổi đang ngồi ở một trương bàn gỗ phía sau, đối diện một notebook không ngừng gõ. Trương Huyền đẩy cửa ra, đi vào. Trương tiên sinh, Tổ Huyền vừa thấy Trương Huyền, lập tức buông trong tay sự tình, đứng lên, trên mặt toàn là kích động. Từ Trương Huyền lần trước đem hắn đưa tới sau, liền mấy tháng không có xuất hiện, Tổ Huyền nếu không có biết Trương Huyền ở Lâm thị thân phận, nếu không có mỗi tháng tiền lương đều sẽ cấp Tổ Huyền đánh tới trong thẻ, hắn khả năng đều phải hoài nghi chính mình bị người lừa, còn chưa từng gặp qua cái nào công ty lão bản mấy tháng không xuất hiện đâu. Trương Huyền gật gật đầu, đi đến Tổ Huyền phía sau, nhìn Tổ Huyền trước người kia máy tính, ra tiếng nói, nhìn dáng vẻ, người này công tác tiến hành cũng không tệ lắm, vừa mới kia hai người là tình huống như thế nào. Tổ Huyền đáp, tới tìm Bảo Tiêu, bất quá khó khăn quá thấp, ta cự tuyệt. Nga, ngươi như thế nào cho bọn hắn nói? Trương Huyền có chút tò mò, vừa mới kia hai người rời đi thời điểm, trong miệng là hùng hùng hổ hổ. Ta liền nói tiếp không được, chúng ta không cái kia năng lực. Tổ Huyền sắc mặt thực bình đạm, hiển nhiên nói như vậy, hắn cũng nói không ít trở về. Nghe được Tổ Huyền trả lời, Trương Huyền trên mặt, lại là dâng lên một mặt khen ngợi chi ý. Này khó khăn quá thấp, tiếp không được lời nói, nghe tựa rất đơn giản, cần phải biết, mỗi người đều là có hư vinh tâm, giống nhau gặp được không nghĩ tiếp nhiệm vụ, cũng sẽ nói ra chút trường hợp lời nói tới, nhưng Tổ Huyền hiện tại có thể nhẹ nhàng như vậy nói ra những lời này, đủ để thấy hắn đem hư vinh tâm gì đó toàn bộ phóng rớt, chỉ nghĩ Trương Huyền lúc trước giao cho hắn nhiệm vụ cùng lập hạ quy định. Gần nhất có nhiệm vụ hoàn thành sao? Trương Huyền lại hỏi. Ân, Tổ Huyền gật gật đầu, hoàn thành mấy cái, coi như miễn cưỡng bảo cấp. Thực hảo, chúng ta cái này. Trương Huyền mở miệng, hắn tính toán nói cho Tổ Huyền, cái này công ty bảo an có thể bỏ, cấp Tổ Huyền ở Lâm Thị An bài cái chức vị. Rốt cuộc hiện tại, Trương Huyền đối mặt địch nhân, là thị tộc cùng thần ẩn hội, cùng với thần thánh thiên quốc loại này tổ chức, liền ngự khí cao thủ, hiện tại bãi ở bề mặt thượng đều không đủ dùng. Bình thường địa ngục hành giả, đã khởi không đến bảo hộ Lâm Thanh Hạm tác dụng, cùng với tiếp tục làm người háo ở chỗ này, còn không bằng đem người đều tràn ra đi, từng người tăng lên thực lực. Kết quả, lời nói vừa mới nói một nửa, Trương Huyền liền nhận được Lâm Thanh Hạm điện thoại. Lão công, người kia công ty bảo an, bây giờ còn có người sao? Có, Trương Huyền không có một chút tự hỏi liền trả lời nói, kia mấy trăm địa ngục hành giả, chính là vẫn luôn ở Ngân Châu đợi mệnh đâu. Kia lão công ngươi hiện tại tới một chuyến công ty đi, có một số việc đến muốn ngươi vội một chút. Hành, Trương Huyền lên tiếng, cắt đứt điện thoại, cùng Tổ Huyền nói thanh hảo hảo làm lúc sau, đi nhanh rời đi. Hơn 10 phút sau, Trương Huyền xuất hiện ở Lâm thị tầng cao nhất, chiều Lâm Thanh Hạm văn phòng đi đến. Trương tiên sinh, ngươi sau khi trở về, Lâm tổng công tác trạng thái đều không giống nhau. Bí thư Lý Na ở cửa thang máy nhìn thấy Trương Huyền, ra tiếng nói. Có sao? Trương Huyền hiếu kỳ nói. Có a, ta cấp Lâm Tổng đương nhiều năm như vậy bí thư, nào còn có thể không rõ ràng lắm Lâm Tổng, khoảng thời gian trước ngươi không ở thời điểm, Lâm Tổng trước nay công ty đến tan tầm, chẳng sợ nói thành lại đại hạng mục, đều không thấy nàng có bất luận cái gì tươi cười, chính là hôm nay sao? Bí thư Lý quay đầu nhìn mắt Lâm Thanh Hạm kia hờ khép văn phòng đại môn, hôm nay, Lâm Tổng từ tiến văn phòng kia một khắc khởi, trên mặt tươi cười liền che giấu không được. Nàng chỉ có chân chính thể xác và tinh thần sung sướng thời điểm mới có thể lộ ra loại này bộ dáng tới. Trùng hợp lúc này, Lâm Thanh Hạm văn phòng môn bị người từ bên trong kéo ra, nữ nhân khóe miệng gợi lên, tràn đầy một mặt nhàn nhạt tươi cười, đương nhìn đến đứng ở cửa thang máy Trương Huyền khi, Lâm Thanh Hạm trên mặt tươi cười không ngọn nguồn càng thêm nở rộ, lão công, bên này. Xem, Lâm Tổng nói chuyện khi, đều có điểm tiểu nữ nhân cảm giác, đây chính là trước kia chưa từng có a. Bí thư Lý nhỏ giọng ở Trương Huyền bên tai nói một câu, theo sau đi vào thang máy. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Một loại tốt sinh hoạt thái độ, là đối về sau nhật tử tràn ngập khát khao cùng hy vọng, lúc này, Trương Huyền chính là như thế, hắn bước đi qua đi, lão bà. Tới, lão công, cho ngươi giới thiệu hai người. Lâm Thanh Hạm mang theo Trương Huyền đi vào văn phòng. Trương Huyền nhìn đến, văn phòng nội, đang ngồi một nam một nữ, hai người đều là hơn 30 tuổi. Ở nhìn đến ánh mắt đầu tiên, Trương Huyền liền phát hiện, này một nam một nữ trong mắt, đều có chút ngạo nghễ. Đương Trương Huyền vào cửa sau, hai người lấy xem kỹ ánh mắt, đem Trương Huyền từ đầu đến chân đánh giá một phen, cuối cùng mang theo chút khinh thường, thu hồi ánh mắt.
Chương 824, ích lợi cho phép. Lão công, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Mai Tâm Nguyệt tiến sĩ. Lâm Thanh Hạm hướng tên kia hơn 30 tuổi nữ tính làm cái thủ thế. Ngươi hảo, Trương Huyền hướng đối phương gật gật đầu. Ân, bị gọi Mai Tâm Nguyệt tiến sĩ nữ nhân không lạnh không đạm lên tiếng. Trương Huyền khẽ nhíu mày, không nói gì. Lâm Thanh Hạm không có chú ý tới những chi tiết này đồ vật, cấp Trương Huyền giới thiệu một khác danh nam tính, vị này chính là Khâu Phong giáo thụ. Ngươi hảo, Trương Huyền lại lần nữa hướng đối phương gật đầu. Bất quá lần này, Khâu Phong liền ứng cũng chưa ứng một tiếng, trực tiếp nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, mở miệng nói, Lâm Tổng, người trượng phu làm An Bảo, là nhà ai công ty A? Hằng Thành An Bảo, Lâm Thanh Hạm trực tiếp đáp, tuy rằng Trương Huyền này công ty nàng cũng chỉ đi qua một lần, nhưng ở trong lòng nàng lại là nhớ rõ rành mạch. Hằng Thành An Bảo, Mai Tâm Nguyệt cùng Khâu Phong vừa nghe tên này, đương trường cười ra tiếng tới. Lâm Tổng, người không lầm đi, Hằng Thành An Bảo. Người đây là đậu chúng ta hai cái chơi đâu. Lâm Thanh Hạm mày liễu vừa nhíu, nhìn mắt bên cạnh Trương Huyền, theo sau mở miệng nói, hai vị, ta không rõ các ngươi ý tứ. Lâm Tổng, chính mình hảo hảo xem ứng dụng mạng xã hội thượng đối với các ngươi Ngân Châu Hằng Thành An Bảo đánh giá đi. Khâu Phong lấy ra di động, điều ra một cái trang web tới, phóng tới trước mặt trên bàn. Lâm Thanh Hạm nhìn lướt qua, liền rõ ràng nhìn đến Khâu Phong di động thượng nội dung. Khâu Phong sở mở ra, là một cái xí nghiệp đánh giá phần mềm, tại đây phần mềm thượng, tất cả đều là đối Ngân Châu Hằng Thành An Bảo mặt trái đánh giá, có nói Hằng Thành An Bảo thực lực không được, có nói Hằng Thành An Bảo lấy tiền không làm sự, dù sao đủ loại kiểu dáng đều có, ở bình xét cấp bậc mặt trên, nếu không có ít nhất đến muốn đánh một viên tinh, nếu không Hằng Thành An Bảo đánh giá, chỉ sợ liền nửa trái tim đều không có. Lâm Thanh Hạm nghi hoặc nhìn mắt Trương Huyền, liền nàng đối Trương Huyền hiểu biết, lấy Trương Huyền thân phận. Khai cái công ty bảo an, chẳng sợ tùy tiện cãi nhau ầm ĩ, kia cũng là toàn cầu đỉnh cấp đi. Trương Huyền không sao cả nhún vai, liền tổ hiền kia cảm thấy nhiệm vụ đơn giản, liền nói làm không được phương thức, này phần mềm thượng có thể cho khen ngợi liền quỷ, bất quá Trương Huyền cũng không để bụng cái này, bản thân Hằng Thành An Bảo liền không phải đối ngoại kinh doanh. Lâm Tổng, ta xem liền thôi bỏ đi, lần này tuy rằng là các ngươi Lâm Thị mời chúng ta tới, nhưng công ty bảo an, vẫn là chính chúng ta tìm thích hợp một chút. Khâu Phong nói, đồng thời thu hồi di động. Không tồi, Mai Tâm Nguyệt cũng mở miệng, chuyện này, các ngươi Lâm Thị chính mình nghĩ cách cấp nghiên cứu sẽ giải thích, An Bảo công tác, chúng ta sẽ giao cho người khác. Hai người nói xong, liếc nhau, trực tiếp đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến, đương đi mau tới cửa khi, Khâu Phong đột nhiên xoay người, hướng Lâm Thanh Hạm nói, đúng rồi, Lâm Tổng, về chúng ta dừng chân địa phương, người mau chóng an bài, chúng ta đoàn đội đêm nay liền sẽ đến. Khâu Phong nói xong, cùng Mai Tâm Nguyệt cùng nhau rời đi, Lưu Lâm Thanh Hạm sắc mặt khó coi đứng ở văn phòng nội. Lão bà, này hai người cái gì lai lịch, Trương Huyền đi qua đi đem văn phòng môn đóng lại, hỏi một tiếng. Lâm Thanh Hạm làm một cái hít sâu, lúc này mới mở miệng, phía trước phía chính phủ không phải muốn làm một cái thí điểm khu nhà phố sao, thác phúc của ngươi, Lâm Thị trúng thầu, phía chính phủ an bài một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội lại đây. Trương Huyền vừa nghe, liền minh bạch. Nói như vậy, những người này, là phía chính phủ an bài tới, khó trách vừa thấy ta, liền một bộ khó chịu bộ dáng, nhìn dáng vẻ, phía chính phủ lần này phê xuống dưới An Bảo kinh phí không ít a. Trương Huyền duỗi tay vuốt cằm, hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, vừa mới kia hai người là ý gì, hắn dùng gót chân đều có thể nhìn ra tới. Lâm Thanh Hạm chua xót cười, loại chuyện này, đích xác quá nhiều. Lão bà, vậy ngươi muốn cùng phía chính phủ giải thích sao? Như thế nào giải thích a? Lâm Thanh Hạm chu miệng, ủy khuất nói, bọn họ là phía chính phủ đặc phê tới, liền tính là An Bảo không cho chúng ta phụ trách, nhưng một khi xảy ra chuyện, phía chính phủ cũng khẳng định sẽ lấy chúng ta Lâm Thị thử hỏi, nói trắng ra là, chỉ có thể bạch làm công, lão công, liền vất vả người an bài người âm thầm bảo hộ bọn họ lạp. Dĩ vãng Lâm Thanh Hạm muốn gặp được loại sự tình này, đều là Lâm Thị công nhân oán giận, Lâm Thanh Hạm thái độ cường ngạnh giải quyết. Mà hiện tại, Lâm Thanh Hạm từ thái độ cường ngạnh nhân vật, biến thành này phiên ủy khuất làm nũng bộ dáng, không phải nàng trở nên kiều khí, mà là nàng tìm được rồi chính mình dựa vào. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm này tiểu nữ nhân bộ dáng, duỗi tay ở nữ nhân cao thẳng trên mũi dùng sức một quát, yên tâm đi lão bà, chuyện này giao cho ta trên người, sao nói lúc trước khai trương thời điểm, người cũng cho ta ra không ít xe đâu. Lâm Thanh Hạm không cấm cười,
hợp lại ngươi nói như vậy, ta xem như ở hiền gặp lành bái. Ở hiền gặp lành, Trương Huyền bởi vì này bốn chữ, không cấm sửng sốt, lại nhớ lại năm đó cái kia mùa đông, Lâm Thanh Hạm từ Lâm Kiến Vũ trên xe đi xuống tới, đưa cho chính mình một kiện áo bông màn này, này xem như ở hiền gặp lành sao. Không tính, Trương Huyền lắc đầu, bắt lấy Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, lão bà, ta tin tưởng nhân quả có thêm, ngươi thiện lương, là ta đời này lớn nhất chuyện may mắn, lão bà, cảm ơn ngươi thiện lương, làm ta gặp ngươi. Lâm Thanh Hạm bị Trương Huyền bất thình lình nói, nháo đến không hiểu ra sao, không rõ Trương Huyền vì cái gì sẽ nói như vậy. Lão bà, người tin tưởng ta ở thật lâu phía trước, cũng đã yêu ngươi sao? Trương Huyền đem tay đặt ở Lâm Thanh Hạm hai vai, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào nàng. Nhìn trước mắt thâm thúy như ngân hà đôi mắt, Lâm Thanh Hạm lại là có chút say mê, nàng mặt đẹp thượng hiện lên một mạt đỏ bừng. Hai người hô hấp dần dần trở nên thô nặng, chi gian khoảng cách cũng càng ngày càng đoạn. Lâm Thanh Hạm có thể ngửi được nam nhân trên người hương vị, nàng thân thể phát ra rất nhỏ run rẩy, mắt to hơi hơi chớp động, thật dài lông mi phảng phất có linh tính giống nhau nhếch lên, mà nữ nhân mắt đẹp chung, cũng mang theo một mạt chờ mong. Đương đương đương, một trận tiếng đập cửa, vào giờ phút này không khỏe thời nghi vang lên. Bên trong cánh cửa hai người, giống như là hai chỉ trấn kinh con thỏ giống nhau, vội vàng tách ra, nhìn về phía ngoài cửa. Hai người bọn họ này cách làm. Nếu là bị biết hai người quan hệ người nhìn đến, nhất định sẽ cười to ra tiếng, rõ ràng giấy hôn thú đều lãnh, còn làm đến cùng mối tình đầu chung tiểu tình lữ giống nhau, sợ hãi rụt rè, lại chưa từng tưởng, kia ngây thơ mờ mịt thời điểm, cảm tình mới là đơn thuần nhất, không có bất luận cái gì tạp chất sợ ảnh hưởng, hai người suy nghĩ, đơn giản là nhìn thấy đối phương, chỉ thế mà thôi. Lâm Thanh Hạm sửa sang lại một chút chính mình áo trên, tuy rằng nàng áo trên thực chỉnh tề. Tiến văn phòng môn mở ra, bí thư Lý Na đứng ở văn phòng trước cửa, vẻ mặt nôn nóng nói, Lâm Tổng, vừa mới nghiên cứu sẽ gọi điện thoại tới, nói làm chúng ta bên này giải thích một chút hai vị tiến sĩ an bảo vấn đề, bao gồm kia bút an bảo tài chính, cũng bị khâu phong tiến sĩ cấp chuyển đi rồi. Bí thư Lý nói đồ vật, Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền vừa mới cũng đã nghĩ đến. Chuyện này không cần để ý tới, người đi cấp an bài một chút bọn họ chỗ ở đi. Lâm Thanh Hạm phân phó nói. Chương 825, Khâu Phong dã tâm. Lâm Thị tập đoàn dưới lầu. Khâu Phong cùng Mai Tâm Nguyệt đi ra Lâm Thị tập đoàn đại môn, thượng một chiếc đã sớm chờ ở bãi đỗ xe chạy băng băng xe hơi. Hai người mới vừa lên xe, ngồi ở điều khiển vị tài xế liền vẻ mặt nịnh nọt quay đầu, hai vị, nhìn dáng vẻ sự tình còn tính thuận lợi. Một cái Lâm Thị, muốn hoàn thành lần này thí điểm, còn không được dựa vào chúng ta, lại dám nhiều ít cái gì. Khâu Phong vẻ mặt khinh thường bộ dáng, các người tiền đã thu được đi. Thu được, đã thu được, tài xế liên tục gật đầu, vừa mới Tôn Đồng đã gọi điện thoại phân phó, ngài nhị vị kia phân, đêm nay là có thể đánh tới ngài nhị vị chướng thượng. Không tồi, Khâu Phong nghe được lời này, vừa lòng gật gật đầu, 100 triệu an bảo kim, nói tốt nhị bát phân, các người này trung gian làm bộ dáng, là có thể lấy hai phân, tiền kiếm chính là thật mau a. Khâu giáo thụ. Ngài này đã có thể hiểu lầm chúng ta, như vậy một số tiền, chúng ta lại muốn quá thuế, lại muốn tìm người làm chướng, kiếm chính là một cái vất vả tiền sao, nói nữa, chúng ta thỉnh cái an bảo đoàn đội tới, kia cũng đến mấy chục vạn đâu. Được rồi, không cần bán thảm, trước đưa chúng ta đi khách sạn đi. Khâu Phong vung tay lên. Chạy băng băng tài xế vội vàng gật đầu, phát động chiếc xe. Lâm Thị tập đoàn nội, đỉnh tầng văn phòng chung. Trương Huyền nhìn bí thư Lý vừa mới lấy tới giấy tờ, lão bà, 100 triệu an bảo kim, nhìn dáng vẻ, lần này phía chính phủ cấp nâng đỡ còn rất đại sao, khó trách bọn họ như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Một cái an bảo đoàn đội phí dụng, tự nhiên không có khả năng có 100 triệu nhiều như vậy, còn thừa tiền, thực rõ ràng, chính là phía chính phủ ở nâng đỡ Lâm Thị làm lần này thí điểm hạng mục, nhưng trực tiếp bàn tay vung lên, lưu loát đem này tiền phê xuống dưới, tất nhiên sẽ chọc đến có chút xí nghiệp bất mãn. Truyền ra chút nhàn thoại, liền dùng an bảo kim cái này mánh lới. Lâm Thanh Hạm thở dài, chuyện như vậy, cơ hồ mỗi năm đều có thể thấy thượng vài lần, cũng sớm đã thành thói quen. Trong nghề tiềm quy tắc đơn giản chính là như vậy, Trương Huyền sờ sờ Lâm Thanh Hạm tóc đẹp, người bắt lấy cái này thí điểm hạng mục, như vậy nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu, này 100 triệu như thế nào cũng đến ném văng ra. Lâm Thanh Hạm mày liễu hơi nhíu, nếu riêng là như vậy cũng không cái gọi là... Sợ là sợ mặt sau còn có chuyện gì à, ta tổng cảm giác cái kia Khâu Phong,
không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn người, kế tiếp nghiên cứu tài chính, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Không sao cả, hắn nếu ăn uống quá lớn, cùng lắm thì đem hắn đá ra cục, ta đem tương lai hô qua tới giúp ngươi. Trương Huyền một bộ không thèm để ý nói. Lâm Thanh Hạ mắt đẹp vừa lật, thôi bỏ đi, Khương Nhi kia nha đầu thủ hạ nghiên cứu hạng mục, chính là toàn thế giới đều nhìn chằm chằm, người đem nàng kêu ta này tới, kia không phải đến làm chúng ta Lâm thị trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích a, ta quân vương đại nhân. Ha ha, Trương Huyền cười to hai tiếng, lão bà, dù sao chúng ta có rất nhiều biện pháp, có thể ấn bình thường tình huống tới, chúng ta liền ấn bình thường tình huống tới, thật muốn có người cùng chúng ta chơi tâm nhãn, chúng ta cũng không sợ hắn, đi thôi. Đi viện phúc lợi tiếp mỗi ngày, sau đó đi mua đồ ăn, buổi tối muốn ăn cái gì? Vừa nghe muốn ăn cái gì, Lâm Thanh Hạm kia một đôi mắt to lập tức mị thành trăng non trạng, nghiêng đầu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, một bên tưởng vừa nói, muốn ăn sườn heo chua ngọt, cá chua Tây Hồ, còn muốn ăn ớt gà, đông pha thịt, hút lưu. Lâm Thanh Hạm vừa nghĩ trong đầu mỹ thực, không nhịn xuống nước miếng chảy xuống dưới, lập tức đỏ mặt trứng, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Trương Huyền. Hảo. Hôm nay lão bà nói, toàn làm. Trương Huyền vỗ bộ ngực. Ban đêm 10 giờ. Trương Huyền mang theo ăn uống no đủ Lâm Thanh Hạm từ trong nhà ra tới, Triều Tân Khải khách sạn chạy đến. Khâu Phong đám người mang đến nghiên cứu khoa học đoàn đội đã đúng chỗ, bí thư Lý Na mới vừa đem người nhận được, đưa về khách sạn. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm giờ phút này, đang muốn chạy tới khách sạn, quy hoạch kia chỗ thí điểm thương nghiệp nơi ở. Tân Khải khách sạn tầng cao nhất. Hoàn toàn để lại cho Khâu Phong bọn họ nghiên cứu khoa học đoàn đội. Đương Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đã đến sau, đoàn người vừa mới dùng xong ăn khuya, rửa mặt xong, còn tính nhàn nhã chờ ở nơi này, toàn bộ đoàn đội đại khái có hơn 20 người. Như thế nào như vậy chậm a, phương án mang đến sao? Khâu Phong nhàn nhã nằm ở một trương trên sofa. Lâm Thanh Hạm lấy ra một cái laptop, phóng tới Khâu Phong trước mặt, Khâu giáo thụ, sở hữu đồ vật đều ở chỗ này. Khâu Phong lười nhác đem laptop mở ra, một cái hoàn chỉnh PPT hiện ra ở hắn trước mắt. Khâu Phong dùng đại khái 2 phút tả hữu xem xong, trực tiếp đem màn hình máy tính chế trụ, mở miệng nói, Lâm Tổng, ngươi như vậy, chỉ sợ có chút địa phương không thích hợp a. Khâu giáo thụ ngươi nói, Lâm Thanh Hạ mày liễu hơi nhíu, cái này PPT, là nàng bản nhân tự mình làm, bên trong nội dung rất nhiều, 2 phút căn bản không có khả năng xem xong, hiển nhiên Khâu Phong căn bản là không thấy. Người này phương án yêu cầu đồ vật quá nhiều, phía trên cho chúng ta nghiên cứu kinh phí hữu hạn, nếu Lâm Tổng phải làm thành chính mình yêu cầu bộ dáng, này kinh phí phương diện, chỉ sợ muốn ngươi nhiều nhọc lòng. Lâm Thanh Hạ mày nhăn chặt, nàng chiều nay, liền suy nghĩ Khâu Phong khả năng sẽ từ kinh phí là sự tình thượng lại làm văn, không nghĩ tới buổi tối liền tới rồi, nàng hít sâu một hơi, hỏi, Khâu giáo thụ, vậy ngươi cảm thấy, này kinh phí còn cần nhiều ít? Này không nhất định, Khâu Phong lắc lắc đầu. Đến căn cứ nghiên cứu tiến độ tới xem, liền bước đầu mà nói, đến muốn 3.000 vạn. 3.000 vạn, Lâm Thanh Hạm nghe cái này con số, này còn ở nàng tiếp thu trong phạm vi, hảo, Khâu Phong giáo thụ, liền trước lấy 3.000 vạn, ta yêu cầu biết, bao lâu có thể làm ta thấy thành quả. Một vòng đi, Khâu Phong nghĩ nghĩ đáp, một vòng sau, bước đầu thành quả có thể ra tới. Hành, vậy chúc chúng ta, hợp tác vui sướng. Đương nhiên, Khâu Phong đắc ý cười cười. Cho nhau nói chút trường hợp lời nói sau, Khâu Phong bọn họ cái này nghiên cứu khoa học đoàn đội liền các hồi các phòng, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, cùng với bí thư Lý Na, rời đi khách sạn. Trương Huyền ba người vừa mới rời đi, Mai Tâm Nguyệt liền tìm thượng Khâu Phong. Chúng ta có thể hay không chào giá quá độc ác, nguyên bản kia bút an bảo phí liền cầm 8.000 vạn, hiện tại lại từ Lâm Thị này lấy tiền, chỉ sợ Lâm Thị sẽ bất mãn a. Mai Tâm Nguyệt có chút lo lắng nói. Tàn nhẫn. Khâu Phong khinh thường cười, ta cho ngươi nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu, lần này thí điểm hạng mục, là vì toàn bộ Tây Bắc khai phá đánh hạ cơ sở, này Lâm Thị nếu có thể làm thành, kia về sau nằm đều kiếm tiền, hiện tại ngươi làm họ Lâm lấy lại nhiều tiền ra tới, nàng đều vui, đây chính là cái danh lợi song thu cơ hội tốt, trừ phi nàng không nghĩ muốn tên này lợi, nàng không nghĩ muốn, có rất nhiều người muốn. Mai Tâm Nguyệt trầm mặc vài giây, theo sau dùng sức gật đầu một cái, hảo, Khâu giáo thụ. Ta đều nghe ngươi, ngươi nói như thế nào làm, ta liền đi như thế nào làm. Một người diện mạo bình thường thanh niên, cũng vào lúc này đi tới, hướng Khâu Phong mở miệng nói, thúc, ngươi cũng đừng quên ta cho ngươi nói cái kia sự a, ngươi cũng cấp Lâm Tổng nói kia việc hôn nhân,
ta là thật thích Tử Uyển. Yên tâm, Khâu Phong cười lạnh một tiếng, chờ ta bắt chẹt nàng mệnh môn, đừng nói nàng cái kia muội muội, chính là ngươi muốn ngủ nàng, cũng bất quá là ngoắc ngoắc ngón tay sự. Chương 826, siêu đại tụ linh trận. Tân Khải khách sạn dưới lầu, bí thư Lý Na vẻ mặt tức giận đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau. Lâm Tổng, ta cho rằng lúc này đây bọn họ làm cũng thật quá đáng, về nghiên cứu tài chính sự, ta lúc ấy cố vấn quá, mặt trên phê xuống dưới 2.000 vạn cho bọn hắn làm nghiên cứu, hơn nữa ngay lúc đó dự toán, cũng là ở 2.000 vạn trong vòng, hiện tại bọn họ chỉ khẩu không đề cập tới kia 2.000 vạn sự, trực tiếp công phu sư tử ngọa muốn 3.000 vạn, đây là đem chúng ta Lâm thị đương dê béo sát. Lâm Thanh Hạm bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía bí thư Lý Na, mở miệng nói, bí thư Lý, ngươi cùng ta thời gian cũng không ngắn, loại chuyện này, ngươi hẳn là cũng thấy nhiều mới đúng. Là thấy nhiều, chính là ta nhìn bọn họ đem chúng ta Lâm thị đương dê béo giống nhau tể, lòng ta liền rất không thoải mái. Bí thư Lý Na vẻ mặt không cao hứng. Lâm Thanh Hạm chớp đôi mắt, ngươi xem bọn họ là khó chịu, nhưng này so với bên ngoài xem chúng ta khó chịu người tới nói, này đều không tính cái gì. Chúng ta Lâm thị bắt lấy lần này thí điểm, phía chính phủ nâng đỡ là một, về sau không tránh được các loại mạnh mẽ mở rộng, bao gồm kế tiếp khai phá, đệ nhất khẩu bánh kem cũng chỉ sẽ từ chúng ta Lâm thị tới ăn, ngươi cùng ta lâu như vậy, có thể tính ra kế tiếp có bao nhiêu lợi nhuận sao? Bí thư Lý Na lấy ra di động, ngón tay nhanh chóng ở trên màn hình liền điểm vài cái, theo sau theo bản năng kinh hô một tiếng, 2 tỷ. Lâm Thanh Hạm vươn một cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng lay động, ngươi tính. Chỉ là lúc ban đầu mấy năm, người muốn sau này xem, một khi thí điểm hạng mục thật sự thành công, này 2 tỷ, chỉ là cái bắt đầu, này sẽ là Lâm thị vượt qua tính một bước, Khâu Phong chính là nghĩ tới này đó, mới dám sư tử đại há mồm, hắn cho rằng, vô luận hắn muốn bao nhiêu tiền, ta đều đến cho hắn. Hắn rõ ràng chính là xảo trá làm tiền, bí thư Lý Na tăng thêm ngữ khí. Xảo trá làm tiền chưa nói tới, chỉ có thể nói là theo như nhu cầu đi. Rốt cuộc chúng ta Lâm thị làm buôn bán, cũng không phải tay không bộ bạch lang, này đó phí dụng, cũng đều xem như giai đoạn trước đầu tư, bí thư Lý, mặt sau trong khoảng thời gian này sự, yêu cầu ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Yên tâm, bí thư Lý Na vỗ bộ ngực bảo đảm, Lâm Tổng, này đó giao cho ta, tuyệt đối không cho cái kia họ Khâu lại chiếm chúng ta Lâm thị tiện nghi. Lâm Thanh Hạm lại cấp bí thư Lý Na công đạo vài câu, theo sau kéo Trương Huyền cánh tay, chiều bãi đỗ xe đi đến. Đến xe bên cạnh, Trương Huyền vừa muốn kéo ra chủ điều khiển cửa xe, liền thấy Lâm Thanh Hạm trước tiên một bước che ở chính mình trước người, đêm nay ta khai. Trương Huyền cười cười, không có ra tiếng, ngoan ngoãn ngồi vào trên ghế phụ. Lâm Thanh Hạm điều khiển này chiếc màu đỏ chạy băng băng, bôn tập ở trên đường phố. Lão bà, người này không phải về nhà phương hướng đi. Trương Huyền trơ mắt nhìn Lâm Thanh Hạm lái xe xử qua một cái lại một cái đi thông ra trụ phương hướng giao lộ. Không phải, Lâm Thanh Hạm khẽ lắc đầu, ta mang ngươi đi cái địa phương. Nào a, Trương Huyền thuận miệng hỏi một tiếng. Ngươi liền không hiếu kỳ, lúc trước ta vì cái gì không nói một tiếng liền đem viện phúc lợi hủy đi sao? Lâm Thanh Hạm quay đầu nhìn mắt Trương Huyền. Trương Huyền sắc mặt một sửng sốt, hắn thật đúng là đem chuyện này cấp xem nhẹ, ngày đó hắn cùng Lâm Thanh Hạm phát sinh khắc khẩu, Lâm Thanh Hạm câu kia kiếm tiền nói, cũng rõ ràng là cái lấy cớ mà thôi. Lâm Thanh Hạm lái xe tới rồi viện phúc lợi địa chỉ cũ. Nơi này bị một vòng màu lam che đậy bản che kín mít, bên trong là đang ở khai kiến công trường. Lâm Thanh Hạm đem xe khai tiến công trường nội dừng lại. Trương Huyền mở cửa xuống xe, nhìn quét một vòng, cái này công trường, hiển nhiên đã đình công, một ít công cụ đặt ở nơi đó còn không có tới kịp thu, lều phóng này đó bị vứt bỏ rất đồ dùng sinh hoạt. Ngày đó Tô Thị Thần phục sau, ta khiến cho nơi này người đem công ngừng. Lão công, ngươi xem cái này. Lâm Thanh Hạm lấy ra tam cuốn bản vẽ, giao cho Trương Huyền. Trương Huyền đem tam cuốn bản vẽ mở ra, đánh đến cùng nhau, hình thành một cái phức tạp đồ án. Trương Huyền tổng cảm thấy cái này đồ án ở đâu gặp qua, nhưng lại không thể nói tới. Hắn trước tiên liên hệ còn ở trên đảo Đường Thị Đại trưởng lão, trực tiếp đã phát cái video trò chuyện qua đi. Thời gian này điểm, tác tô từ phất lôi sa mạc thiên còn đại lượng. Đại trưởng lão ở trước tiên. Liền cho Trương Huyền hồi đáp. Đây là tụ linh trận, cùng tán linh trận bất đồng, nếu đem linh thạch đến nỗi tụ linh trận trung tâm, liền có thể đem trong không khí mỏng manh đến có thể xem nhẹ linh khí chậm rãi tụ tập. Đúng vậy, ta lần trước nghe cái kia Trúc Nguyên cũng nói qua, giống như đã kêu cái gì tụ linh trận.
Lâm Thanh Hạm hồi ức chính mình lúc trước ở Hải Thành cùng Trúc Nguyên lần đầu tiên chạm mặt khi đối phương lời nói, Trúc Nguyên nói, Tô Thị muốn kiến cái này đại hình tụ linh trận, hình như là muốn tìm thứ gì. Tìm đồ vật, Trương Huyền mày nhăn lại. Đại trưởng lão ở video chung nói, Trương Tiểu Hữu, ngươi có không cho ta xem một chút, bọn họ cái này tụ linh trận quy mô. Trương Huyền thay đổi một chút di động camera, cấp đại trưởng lão chụp được trước mắt thi công tràng. Nguyên bản toàn bộ viện phúc lợi chiếm địa diện tích, đạt tới gần 3.500 m², gần nửa cái sân bóng như vậy đại, Lâm Thanh Hạm ở dỡ bỏ viện phúc lợi sau, lại đem cái này phạm vi mở rộng, hiện tại toàn bộ kiến mặt đất tích, đạt tới ước chừng 7.000 cái bình phương. Trương Huyền rất rõ ràng nhìn đến, video chung đại trưởng lão ở nhìn thấy trước mắt kiến trúc quy mô sau, há to miệng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, hiển nhiên một màn này, làm đại trưởng lão kinh tới rồi. Thật lâu sau, đại trưởng lão mới phát ra lược hiện kích động thanh âm. Bọn họ muốn làm cái gì? Tô Thị đây là muốn làm cái gì? Như thế đại tụ linh trận, bọn họ là muốn phiên thiên sao? Đại trưởng lão, ngươi có cái gì phỏng đoán sao? Trương Huyền hỏi. Đại trưởng lão gật gật đầu, có một chút, nhưng không dám khẳng định, như vậy, ta đi trước tìm đọc sách cổ, ngươi tận lực đem nơi này lấy các góc độ đều chụp được tới cấp ta, còn có, phái người dám thì Tô Thị đi. Bọn họ dã tâm rất lớn. Hảo, Trương Huyền gật đầu, cắt đứt video, theo sau quay đầu đối Lâm Thanh Hạm nói, lão bà, người đem này chỉnh khối địa đều mua tới sao? Ân, đã mua. Ngươi giúp ta đem nơi này. Trương Huyền nói một nửa, đột nhiên một đốn, không, người đem quanh thân đất cũng mua tới, tạm liệt vị tư nhân lĩnh vực, cấm người khác tiến vào. Hành, ta sáng mai liền an bài người đi làm. Lâm Thanh Hạm thần sắc trịnh trọng gật đầu, nàng thực minh bạch. Sự tình một khi cùng thị tộc dính dáng đến, liền không phải trò đùa. Một đêm thời gian, lặng yên qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Thanh Hạm vội vã ra cửa, nàng sợ ngày hôm qua Trương Huyền giao đãi sự tình trì hoãn, tự mình đi làm. Đồng dạng, Trương Huyền cũng sáng sớm liền rời đi ra, tiến đến viện phúc lợi địa chỉ cũ, đem sở hữu ảnh chụp đều chụp cấp đại trưởng lão. Chậc chậc chậc, thật lớn tụ linh trận A, ở hiện tại thời đại này. Làm lớn như vậy một cái tụ linh trận ra tới, đây là muốn làm gì đâu. Một đạo khàn khàn thanh âm ở Trương Huyền phía sau vang lên, thanh âm này chủ nhân, không phải áo tang lại có thể là ai. Chuyện này thần ẩn hội mặc kệ sao, Trương Huyền cũng không quay đầu lại hỏi. Mặc kệ, áo tang thực quyết đoán trả lời, không xảy ra việc gì, thần ẩn hội sẽ không quản, bất quá xem bộ dáng này, sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện. Chương 827, bước đầu liên minh. Áo tang trả lời, làm Trương Huyền bĩu môi. Các ngươi thần ẩn hội xử lý vấn đề phương thức thật đúng là tùy ý a, đã xảy ra chuyện mới quản. Ha ha, áo tang khẽ cười một tiếng, đừng quên, ngươi cũng là thần ẩn hội một viên. Thiết, Trương Huyền mắt trợn trắng, đem vừa mới chụp được hình ảnh gửi đi ra ngoài, xoay người rời đi. Trương Huyền mới rời đi viện phúc lợi địa chỉ cũ, liền nhận được Lâm Thanh Hạm điện thoại. Lâm Thanh Hạm nói cho Trương Huyền này một khối đã trở thành tư nhân lĩnh vực, người khác vô pháp tùy ý ra vào. Xác định tin tức này sau, Trương Huyền yên tâm không ít, về cái này tụ linh trận tác dụng, Trương Huyền cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn có một loại trực giác, này tuyệt phi cái gì ích sự, nếu làm người tùy ý tiến vào, rất có thể sẽ ra vấn đề lớn. Trương Huyền kế hoạch một chút hôm nay hành trình, đem mỗi ngày kế đó thời gian dài như vậy, hắn tự hỏi thật đúng là không có hảo hảo bồi qua mỗi ngày. Trương Huyền hôm nay cho chính mình kế hoạch, chính là mang mỗi ngày hảo hảo chơi thượng một chơi, chỉ là, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trương Huyền còn chưa tới ra, liền nhận được một chiếc điện thoại. Trương tiên sinh, đã lâu không liên hệ, còn nhớ rõ ta sao? Trong điện thoại, vang lên một cái trung niên nam tính thanh âm, đối phương thanh âm nghe phi thường có tự tính, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân thoải mái cảm. Trương Huyền nghe thanh âm này, trầm mặc 2 giây, đột nhiên cười, nói. Khó được, tin tức thượng gặp người bận rộn như vậy, thế nhưng chủ động cho ta gọi điện thoại. Đối phương than một tiếng, lại vội, cũng so ra kém trong khoảng thời gian này thế giới ngầm dung chuyển A, hè oi bức phát sinh những việc này, đã chuyển tới thế giới các nơi đi. Ha ha, Trương Huyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, có thể làm ngươi chủ động cùng ta liên hệ sự, hẳn là không phải cái gì việc nhỏ đi. Đối phương nói, đối với ngươi mà nói, hẳn là chỉ là một chuyện nhỏ. Chỉ là xem ngươi có nguyện ý không làm mà thôi. Trương Huyền trả lời, khoảng thời gian trước chạy quá mệt mỏi, gần nhất không nghĩ chạy loạn chỉ nghĩ ở nhà bồi bồi lão bà của ta. Một kiện ở Ngân Châu sự,
không lớn không nhỏ. Nói một chút đi, cùng gần nhất sự có quan hệ. Trương Huyền mở miệng, hắn đã nghĩ đến, đối phương có thể trực tiếp cho chính mình gọi điện thoại, tuyệt đối không phải đột phát kỳ tưởng. Xem như đi, đối phương đáp, lưỡi dao sắc bén cho chúng ta hội báo quá quan với thần thánh thiên quốc một ít tin tức, người nơi Tây Bắc, chất chứa một ít bí mật, cửu cục không thể tùy tiện ra mặt, người biết đến, trên thế giới này có rất nhiều cân bằng, không phải ai đều có thể đi tùy tiện đánh vỡ. Trương Huyền tức khắc minh bạch đối phương ý tứ, là muốn ta động thủ, vẫn là phụ trợ. Kia phiến hoang vắng nơi đáng giá thăm dò, lần này sẽ có một cái loại nhỏ dò xét đội qua đi, cửu cục an bài người bảo hộ, nhưng nhân thủ sẽ không quá nhiều, nhận được tin tức, thần thánh thiên quốc người, cũng sẽ tại đây mấy ngày thời gian đuổi tới Ngân Châu, người chỉ cần ở thời điểm mấu chốt ra tay là được. Trương Huyền khóe miệng đột nhiên treo lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, thần thánh thiên quốc người muốn tới, bằng vào ta hiện tại ở Ngân Châu những người này tay, khả năng không đủ dùng a. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Đối phương nói, lúc này đây, ta sẽ cho ngươi 10 cái danh ngạch, cũng coi như là một cái trường kỳ cư trú chứng. Trương Huyền đôi mắt nheo lại. Này cái gọi là 10 cái danh ngạch, theo như lời ý tứ, chính là rõ ràng nói cho Trương Huyền, có thể nghênh ngang đem chính mình người đưa tới hẻ oi bước tới. Tại đây trên thế giới, rất nhiều ngầm thế lực đều đã chịu trói buộc, cùng các quốc gia chi gian có điều ước, một ít cường đại hạng người, là không cho phép trường kỳ ở một chỗ cư trú. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều đem Quang Minh đảo coi như một chỗ thánh địa. Có rất nhiều người, ở tuổi trẻ khi, kết thù quá nhiều, chờ hắn chập tối khi, sẽ có kẻ thù tới cửa, khi đó bọn họ đem không chiếm được bình thường bảo hộ, phía chính phủ cũng sẽ không bởi vì loại này ngầm thế lực tư nhân ân oán, mà khơi mào quá nhiều sự tình, cho nên, Quang Minh đảo liền thành một chỗ thánh địa. Hiện tại, Trương Huyền bắt được này 10 cái danh ngạch, liền đại biểu cho, ở tương lai một ngày nào đó. Này 10 cái danh ngạch chung một người gặp được nguy hiểm, hè oi bức phía chính phủ, sẽ đứng ra. Một quốc gia phía chính phủ là cái gì khái niệm, lại là hè oi bức loại này đại quốc, này lập trường đã bãi thực rõ ràng, phía chính phủ muốn hoàn toàn tiếp nhận Quang Minh đảo. Hoặc là nói, đạt thành liên minh. Lần này sự, nói là làm Trương Huyền âm thầm chăm sóc một chút, trên thực tế chính là một cái lời dẫn mà thôi, ý tứ cụ thể có thể phân tích vì, hai bên liên hợp, cộng đồng đối kháng thần thánh thiên quốc. Lần này lại cố ý đưa ra sẽ có một cái dò xét đội tới, cấp Trương Huyền biểu hiện ra ý tứ chính là, tài nguyên cùng chung. Trương Huyền rất rõ ràng phía chính phủ vì cái gì sẽ đột nhiên làm ra như vậy một cái quyết định tới, khoảng thời gian trước thị tộc phát sinh sự, phía chính phủ cũng đều xem ở trong mắt. Đối phương thấy Trương Huyền thật lâu không nói, lại lần nữa ra tiếng, thế nào, suy xét một chút, này đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì việc khó. Trương Huyền đem điện thoại cầm ở bên tai. Đứng ở đường phố bên, nhìn hướng lưu không thôi chiếc xe, hít sâu một hơi, hành, các người cái kia thăm dò đội khi nào đến. Đại khái một giờ sau, bọn họ sẽ xuất hiện ở Ngân Châu sân bay, cụ thể tin tức, ta sẽ làm bạch bào khách cùng ngươi liên hệ, ngươi cùng hắn hẳn là cũng càng tốt giao lưu một ít, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Điện thoại giữa, vội âm truyền đến. Trương Huyền thu hồi di động, hơi hơi mỉm cười. Cái này liên hợp, đối Trương Huyền tới nói, cũng là chuyện tốt. Hiện tại toàn bộ thế giới ngầm thế cục quá loạn, hiện giờ Trương Huyền sở tiếp xúc, chỉ có cùng hè oi bức có quan hệ một ít ngầm thế lực, phải biết rằng, thế giới này rất lớn, còn lại các đại quốc gia, cũng có những cái đó giấu ở âm thầm cường đại nhân vật. Hiện giờ Quang Minh đảo nổi bật quá thịnh, thực dễ dàng chịu người nhầm vào, có hè oi bức như vậy một cái liên minh, đối với Quang Minh đảo tới nói, trăm lợi mà không một hại. Phải biết rằng, hè oi bức lịch sử mấy ngàn năm, là trên thế giới lịch sử dài lâu quốc gia. Không có cái nào quốc gia nội tình, so hẻ oi bức còn thâm. Trương Huyền còn nhớ rõ lúc trước Lục lão nhân đối hẻ oi bức hình dung, đây là một cái ngủ say cự long, một khi thức tỉnh, sẽ làm toàn bộ thế giới, long trời lở đất. Trương Huyền đánh mất vừa mới quyết định muốn đi bồi mỗi ngày kế hoạch, trực tiếp ngăn cản chiếc xe, thẳng đến sân bay mà đi. Trên đường, bạch bào khách chủ động cấp Trương Huyền đánh tới điện thoại. Sư thúc, mặt trên mới vừa cho ta thư từ qua lại. Làm ta cùng ngươi liên hệ một chút. Ân, lần này hành động ngươi tham gia sao? Trương Huyền hỏi. Không tham gia, bạch bào khách thực quyết đoán trả lời. Sư thúc, ngươi nên biết đến, ta vừa ra mặt, liền đại biểu cửu cục, chỉ là đã chịu công ước quản chế, chúng ta cửu cục không thể tùy tiện ra mặt, lần này đi, đều là một ít mới vừa gia nhập cửu cục tân nhân, những người này. Nói như thế nào đâu, có chút ngạo khí. Không sao cả, ngạo khí người ta thấy nhiều.
hiện thực sẽ cho bọn họ một cái tát. Trương Huyền không sao cả nói lần này sự đi, các ngươi muốn làm cái gì? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là cổ Lai Hy quốc bên kia ra cái di tích, làm đến sự tình rất đại, hiện tại các quốc gia thế lực đều ở làm chuẩn bị. Trương Huyền thở dài, cổ Lai Hy quốc, được xưng phương Tây văn minh nơi khởi nguyên A, nơi đó ra di tích, cũng không phải là cái gì đơn giản ngoạn ý. Chương 828, lại đi Vương Lăng. Một giờ sau, Trương Huyền ở sân bay tiếp cơ khẩu, nhìn thấy 8 thân ảnh. Trương Huyền lấy ra di động đối chiếu một chút bạch bào khách vừa mới cho hắn phát tới ảnh chụp, xác định này 8 người, chính là lần này chính mình muốn gặp người. 8 người giữa, 4 nam 4 nữ, trong đó 2 nam 2 nữ là dò xét đội, dư lại 2 nam 2 nữ, chính là cửu cục tân nhân, đối dò xét đội người tiến hành bên người bảo hộ. Trương Huyền đánh giá này 8 người, ánh mắt chủ yếu phóng tới cửu cục này 4 gã tân nhân trên người. Tâm tắc, này cửu cục, tàng đến đủ thâm A, 4 cái tân nhân. Liền có loại thực lực này, bất quá quang chú trọng thực lực tăng lên, khác phương diện liền phải kém quá nhiều. Trương Huyền chú ý tới, này 4 gã cửu cục tân nhân, mới vừa đi ra lối ra, liền mọi nơi qua lại nhìn xung quanh, một đám thực tuổi trẻ, đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, trên mặt lại treo một bức người sống chớ tiến bộ dáng, giống như sợ người khác không biết bọn họ có quan trọng nhiệm vụ chấp hành giống nhau. Dư lại 4 người, tắc một người lôi kéo một cái đại cái dương. Trương Huyền suy đoán bên trong phóng hẳn là đều là một ít dò xét dụng cụ. Trương Huyền đón 8 người, bước đi tiến lên đi, đối trong đó một người nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nam nhân nói, Lưu giáo sư đúng không? Người hảo, ta là Ngân Châu Hằng Thành An Bảo người phụ trách. Bạch bào khách nói cho Trương Huyền, cửu cục đã thông chi dò xét đội người, sẽ ở Ngân Châu tìm một cái công ty bảo an tới phối hợp bọn họ, những người này cũng không biết Trương Huyền chân chính thân phận. Đúng vậy, ta họ Lưu. Ngươi là Trương tiên sinh đi, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Bị gọi Lưu giáo sư trung niên nam nhân nhìn mắt Trương Huyền, vươn chính mình tay phải. Trương Huyền đồng dạng duỗi tay, hai bên bắt tay song sau, Trương Huyền hướng sân bay xuất khẩu phương hướng chỉ một chút, các vị, xe ta đã an bài hảo. Phiền toái ngươi, Trương tiên sinh. Cửu cục 4 gã tân nhân nhìn mắt Trương Huyền, trong mắt toàn là khinh thường, bọn họ đến từ cửu cục, nơi đó cao thủ vô số, chẳng sợ bọn họ là tân nhân. Kia cũng là trải qua vô số sàng chọn mới tiến vào cửu cục, hiện tại xem Ngân Châu như vậy một cái tiểu thành thị công ty bảo an, toàn là coi khinh. Trương Huyền cũng không để bụng, hắn tới phía trước, liền từ bạch bào khách kia nghe nói này đó tân nhân ngạo khí. Đoàn người đi theo Trương Huyền đi đến bãi đỗ xe, xe là Trương Huyền từ Lâm Thị điều tới, một chiếc dài hơn bản chạy băng băng thương vụ, treo màu vàng giấy phép, ngồi 8 người hoàn toàn không có vấn đề. Thật là khuyết thiếu kinh nghiệm a. Một người cửu cục thanh niên nhìn Trương Huyền an bài tới xe, khinh thường ra tiếng, loại này xe, tính năng hữu hạn, một khi chúng ta bị người theo dõi, căn bản vô pháp ném rớt đối phương, thả an toàn tính năng cũng giống nhau, các người Ngân Châu bên này công ty bảo an, liền như vậy làm việc sao? Hảo Ngô Diệu, một khác danh cửu cục thanh niên đi lên trước tới, vỗ vỗ vừa mới nói chuyện tên này thanh niên bả vai, một cái bình thường công ty bảo an, có thể làm được như vậy đã có thể, bọn họ rốt cuộc không phải chuyên nghiệp. Người vô pháp yêu cầu bọn họ làm quá nhiều. Ngô Diệu lắc lắc đầu, không e dè nói, thật muốn không rõ, làm gì muốn tìm cái gì cái gọi là công ty bảo an, này đó không có kinh nghiệm tay mơ, trừ bỏ sẽ cho chúng ta tăng thêm phiền toái ở ngoài, còn có thể làm cái gì, xe còn đình đến bãi đỗ xe tới, nhìn xem này người chung quanh nhiều tạp, vạn nhất xuất hiện cái gì phiền toái làm sao bây giờ. Đối mặt Ngô Diệu nói chuyện, Trương Huyền chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có hé răng, an bảo quan trọng nhất. Là khởi đến bảo hộ tác dụng. Như thế nào mới có thể tốt nhất khởi đến bảo hộ tác dụng? Để cho người khác nhìn không ra tới ngươi là an bảo, đối với ngươi thả lỏng cảnh giác. Trương Huyền Tổng không thể nói cho Ngô Diệu mấy người, hiện tại này bãi đỗ xe thượng, có 70 nhiều người đều là chính mình an bài đi. Mấy người lên xe, khách sạn Trương Huyền cũng đã an bài hảo. Bởi vì biết được lần này sẽ có thần thánh thiên quốc người lui tới, Trương Huyền cũng là rất là coi trọng. Khách sạn tuyển ở Ngân Châu Thần Mặt Trời. Cũ xưa phương tiện đem hệ số an toàn hạ thấp cực hạn, an bài đến loại rượu này cửa hàng tới, thật muốn không thông các ngươi rốt cuộc có thể hay không làm an bảo. Ở tiến khách sạn thời điểm, Ngô Diệu lại lần nữa ra tiếng. Hảo, đại gia trước trụ hạ đi, Trương tiên sinh, phiền toái ngươi cho chúng ta an bài một chiếc xe, chúng ta buổi chiều muốn đi một chuyến nơi đó, trước quan sát một chút. Lưu giáo sư ra tiếng đánh giảng hòa. Hành, Trương Huyền gật đầu.
ngay sau đó hướng Ngô Diệu nói, cho người phổ cập khoa học một chút, cũ xưa phương tiện cũng không sẽ ảnh hưởng đến hệ số an toàn, đây là cơ bản thường thức, phiền toái ngươi lần sau nói này đó thời điểm, hơi chút động điểm đầu óc, ta nghe được không sao cả, nhưng làm ta đồng sự nghe được, bọn họ nhất định sẽ chê cười ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ngô Diệu sắc mặt đương trường biến đổi, ngươi một cái bình thường công ty bảo an người, còn giáo huấn khởi ta tới. Ta một năm chấp hành quá nhiệm vụ, so người đời này đều nhiều, biết ta là người như thế nào sao? Nga, người nào? Trương Huyền một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Ta là chín, Ngô Diệu lời nói vừa muốn xuất khẩu, đã bị bên cạnh hắn thanh niên giữ chặt. Ngô Diệu, được rồi, không cần thiết cùng hắn so đo. Ngô Diệu cũng một chút phản ứng lại đây, chính mình thiếu chút nữa liền nói bậy, lần này ra tới hành động trước, phía trên ra lệnh, nhất định phải bảo mật chính mình thân phận. Giữ chặt Ngô Diệu thanh niên tên là Triệu Thiên. Triệu Thiên nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong mắt toàn là cảnh cáo ý vị, tiểu tử, ta biết ngươi trong đầu tưởng cái gì, nhớ kỹ, đây là cuối cùng một lần, còn dám có lần sau, đừng trách ta không khách khí, có chút đồ vật, không phải ngươi có thể hỏi. Nga, hảo, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, vậy các ngươi trụ vui vẻ, chúng ta buổi chiều liên hệ. Trương Huyền phất phất tay, rời đi nơi này. Trương Huyền mới vừa đi ra Thần Mặt Trời khách sạn, liền nhận được bạch bào khách điện thoại. Sư thúc, nhìn dáng vẻ, những người trẻ tuổi này cùng ngươi ở chung cũng không vui sướng a. Vừa mới bọn họ gọi điện thoại tới khiếu nại, nói ngươi quá không chuyên nghiệp, ha ha ha, này đó tiểu tử nếu biết bọn họ nói chính là 6 năm trước sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất người, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Ta phát hiện ngươi còn rất vui sướng khi người gặp họa sao. Trương Huyền trợn trắng mắt, ngươi cho ta gọi điện thoại tới chính là vì nói cái này. Kia đến không có, sư thúc, mới vừa nhận được tin tức, thần thánh thiên quốc người, hẳn là đã đến Ngân Châu, bọn họ cụ thể hành tung, chúng ta vô pháp hoàn toàn nắm giữ, người bên kia phải cẩn thận. Hành, ta đã biết, Trương Huyền cắt đứt điện thoại. Trương Huyền đầu tiên là đi tranh Lâm Thị, bồi Lâm Thanh Hạm ăn cái cơm trưa, lại thuận tiện cấp Lâm Thanh Hạm nói một chút chính mình hai ngày này khả năng sẽ không về nhà. Buổi chiều 2 điểm, một chiếc xe thương vụ từ Ngân Châu Thần Mặt Trời khách sạn xuất phát, thẳng đến Vương Lăng mà đi. Khoảng thời gian trước, Trương Huyền mới vừa tiếp xúc khí thời điểm, đã từng đi kia đi rồi một chuyến, ở kia gặp được một người, đối phương cầm trong tay một cây cành khô, chỉ là nhất chiêu, liền đem Trương Huyền bước lui, cũng từ ngày đó bắt đầu, Trương Huyền nhận chi tới rồi như thế nào mũi nhọn. Hiện giờ Trương Huyền lại tưởng, ngày đó người nọ sử dụng ra, còn không phải là khí một loại mịt mờ biểu hiện hình thức sao. Lúc này đây, Trương Huyền cũng tưởng thuận tiện lại đi bái phỏng đối phương một lần, hắn tổng cảm giác, người kia nơi trốn lộ ra thần bí. Chương 829 cái gì đều không thể nói. Thăm dò đội muốn đi Vương Lăng, khoảng cách Ngân Châu nội thành không xa, 50 nhiều km lộ. Buổi chiều 3 giờ nửa, một chiếc chạy băng băng xe thương vụ ngừng ở lăng trước. Có thể nhìn đến, chung quanh có rất nhiều nông gia viện, chỉ là hiện tại thời tiết không thích hợp chăn nuôi cùng du lịch. Rất nhiều nông gia viện đều có vẻ thực quạnh quẽ, một người cũng không có, chờ đầu xuân khi, nhân tài sẽ dần dần nhiều lên. Ngô Diệu cùng Triệu Thiên khi trước xuống xe, quan sát bốn phía, theo sau hướng bên trong xe nói câu an toàn, Lưu giáo sư mấy người lúc này mới xuống xe, xách theo bọn họ cái dương. Lưu giáo sư lấy ra một chương công tác chứng minh treo ở trước người. Này chỗ lăng mộ, vẫn luôn đều đã chịu phía chính phủ quản hạt, muốn thâm nhập. Cần thiết đến trải qua phía chính phủ cho phép mới được. Hoang vắng thổ địa thượng, chín tòa vương lăng liền đứng sừng sững ở nơi đó, lúc này trời giá rét, chín tòa vương lăng, ngàn năm cô tịch. Vương lăng bốn phía, không thấy chim bay, không sinh cỏ xanh, cho người ta một loại thê lương cảm giác. Vương lăng người phụ trách hẳn là đã sớm thu được tin tức, thực mau liền đã đi tới, dẫn dắt Lưu giáo sư đám người tiến vào vương lăng bên trong. Ngươi liền tại đây đợi đi. Bên trong không phải ngươi loại này thân phận người có thể đi. Ngô Diệu lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt Trương Huyền, nói. Trương Huyền không sao cả nhún vai, hắn vừa vặn cũng không nghĩ đi theo cùng nhau đi vào. Chờ Lưu giáo sư mấy người rời đi sau, Trương Huyền đem ánh mắt phóng tới một cái nhà tranh thượng. Lúc này, nhà tranh trần nhà, chính dâng lên một sợi khói bếp, tượng trưng cho bên trong có người. Trương Huyền đi đến nhà tranh rào che viện ngoại, đẩy ra rào che môn. Liếc mắt một cái liền thấy được dựa nghiêng trên nhà cỏ bên một phen rỉ sắt thiết kiếm. Chúng ta bên này, thịt dê màu mỡ, này đến mùa đông, uống thượng một chén nóng hổi dương canh, kia thật là tuyệt mỹ hưởng thụ a, trước ngồi.
Nhà tranh đại môn bị người từ bên trong đẩy ra, một đạo cầu lũ thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, đối phương tóc đã bạch, trong tay phủng một đêm còn mạo nhiệt khí dương canh, một tầng nhàn nhạt dầu hạt cải phiêu phù ở nhất thượng tầng, thực dễ dàng liền gợi lên người muốn ăn. Trương Huyền gật gật đầu, ngồi ở rào tre trong viện một cái ghế đá thượng, trước mặt có trương cũ xưa bàn đá, năm tháng ở mặt trên lưu lại rất sâu dấu vết. Trước ấm áp thân mình, nơi này a, âm khí rất nặng, người mới vừa luyện khí không lâu, lại là loại này khách sáo nhập thể công pháp, cả người lỗ chân lông sẽ không tự giác mở ra, nếu hấp thu quá nhiều âm khí, già rồi sẽ rơi xuống bệnh căn a. Lão nhân đem dương canh đặt ở Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền nghe lão nhân nói, thân thể không khỏi chấn động, hắn đã sớm cảm thấy lão nhân này không thích hợp, nhưng hiện tại vừa nghe, chính mình tưởng vẫn là quá đơn giản, hắn nói khách sáo nhập thể công pháp, còn không phải là chính mình sở luyện diệt thế đồ lục sao. Hảo, không cần khẩn trương, ngươi lúc ấy tránh thoát ta kia nhất kiếm, ta đời này, cũng không thắng ngươi khả năng, chỉ là ta lão già này sống 70 nhiều năm, gặp qua so ngươi muốn nhiều một ít, đến đây đi, uống trước canh. Lão nhân vỗ vỗ Trương Huyền bả vai. Trương Huyền nâng lên dương canh, nhẹ nhàng uống một ngụm xuống bụng, chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, cảm giác vai cổ đều thoải mái không ít. Dân dĩ thực phi thiên, mỹ thực không riêng có thể thỏa mãn người khẩu dục, đồng dạng, cũng có thể điều trị thân thể của ngươi. Lão nhân lại bưng chén dương canh, ngồi vào Trương Huyền đối diện, người nắm giữ khí tốc độ, so với ta trong tưởng tượng muốn mau một chút, vừa mới những người đó, là tới Vương Lăng tìm tòi bí mật đi. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, không có giấu giếm. Lão nhân ha hả cười, người luôn là mâu thuẫn, năm đó, có người khuynh tẫn toàn lực, muốn đem mấy thứ này che giấu, mà hiện giờ, lại có người khuynh tẫn toàn lực, muốn đem mấy thứ này đào ra, tìm kiếm, che giấu, lại tìm kiếm, lại che giấu, vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại a, ha ha. Người cũng sẽ không nói cho ta Vương Lăng bên trong có gì, còn tại đây điếu ta ăn uống, có ý tứ sao? Trương Huyền trợn trắng mắt, lại uống lên khẩu canh, một tiểu khối thịt dê theo nước canh chảy vào Trương Huyền trong miệng, thịt hầm thực lạn, Trương Huyền chỉ là nhẹ nhàng nhấm nuốt, chỉnh khối thịt dê liền ở trong miệng tản ra. Dương canh nội tiên nùng hoàn mỹ hầm vào thịt, ở thịt khối tản ra đồng thời, kia tươi ngon hương vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng, mà thịt dê nguyên bản tanh vị, tắc đã sớm bị loại trừ, dư lại chỉ có nồng đậm hương, này một chén dương canh hương vị, tuy là Trương Huyền loại này chủ thần cấp bậc nhân vật, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lão nhân quơ quơ đầu, người a, một già rồi, liền thích cậy già lên mặt, bên trong đồ vật, đều không phải là ta không nói cho ngươi, mà là còn chưa tới thời điểm. Nói cũng là nói vô ích, uống xong này chén canh, liền đi thôi. Lão nhân ngửa đầu, uống xong rồi chính mình trong chén dương canh, run run rẩy rẩy bưng lên không chén, đi vào nhà tranh nội. Trương Huyền híp mắt, nhìn Vương Lăng phương hướng. Không tới thời điểm, khi nào lại là thời điểm? Lão nhân nói, cấp Trương Huyền đề ra cái tỉnh. Từ biết thị tộc ngày đó bắt đầu, Trương Huyền liền biết được, thị tộc không có xuất thế, vẫn luôn là đang chờ đợi một cái cơ hội. Đó là cái gì cơ hội? Kia cái gọi là năm đó bị người khuynh tẫn toàn lực mới che giấu lên đồ vật, lại là cái gì? Đương Trương Huyền uống xong một chén nhiệt canh, từ rào che viện rời đi thời điểm, vừa vặn nhìn đến Lưu giáo sư đám người đang từ Vương Lăng phương hướng chiều này đi tới. Lưu giáo sư trên mặt, lộ ra một bộ hậm hực biểu tình, hiển nhiên bọn họ lần này không có bất luận cái gì thu hoạch, thả xem kia bộ dáng, thậm chí liền tiến triển đi xuống hy vọng đều không có. Đi thôi. Ngô Diệu lại đây sau phía Trương Huyền liếc mắt một cái, quát. Hiện tại đi đâu? Trương Huyền hỏi. Hồi khách sạn, cho chúng ta an bài sáng mai đi sân bay xe. Ngô Diệu một bộ mệnh lệnh bộ dáng. Hảo, Trương Huyền gật đầu, nghi hoặc nhìn Lưu giáo sư đám người liếc mắt một cái, hắn đến bây giờ còn không biết, những người này rốt cuộc tới tra cái gì. Trở lại nội thành, đi vào thần mặt trời khách sạn. Đi, cho chúng ta một lần nữa an bài một tầng phòng. Không được có người khác. Ngô Diệu hướng Trương Huyền phân phó nói. Vì cái gì, Trương Huyền khó hiểu. Cơ bản thường thức người muốn hiểu, người cho chúng ta an bài kia một tầng, đều đã chật cứng người dám bảo đảm bên trong sẽ lẫn vào người nào sao? Ngô Diệu trừng mắt Trương Huyền. Triệu Thiên lạnh lùng nói, chúng ta nói cái gì, người đi làm cái gì là được, không cần có nhiều như vậy vấn đề. Trương Huyền nhìn trước mặt hai người, trầm mặc vài giây. Như thế nào, không muốn. Ngô Diệu vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Trương Huyền. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, nghe các ngươi, hiện tại liền đi cho các ngươi an bài. Trương Huyền so cái ok thủ thế. Vài phút sau,
Trương Huyền liền điều hảo phòng, đem mấy người điều đến khách sạn lầu 5, toàn bộ lầu 5, chỉ trụ mấy người bọn họ. Chờ Ngô Diệu mấy người trụ hạ sau, một người khách sạn phục vụ sinh bộ dáng thanh niên cúi đầu đi vào Trương Huyền bên người, thấp giọng hỏi nói, đại nhân, chúng ta muốn hay không? Không cần, Trương Huyền lắc lắc đầu, làm cho bọn họ đi thôi, bọn họ muốn thế nào liền thế nào hảo. Đi đến khách sạn đại sảnh, Trương Huyền ngồi vào một trương trên sofa, lấy ra di động soát một ít tin tức. Nửa giờ sau, Trương Huyền mắt thấy màn hình di động, khóe miệng đột nhiên gợi lên một mặt độ cung, cuối cùng tới A, nhìn dáng vẻ, thần thánh thiên quốc tình báo tổ chức cũng chỉ có thể nói giống nhau sao. Chương 830 thật là tay mơ. Thần mặt trời khách sạn lầu 5, ở tại trong phòng Ngô Diệu đám người, còn không có ý thức được có nguy hiểm đang ở tới gần. Phòng nội vòi hoa sen mở ra, đại gia mới từ bên ngoài trở về, mỗi người đều ở hưởng thụ ấm áp nước ấm tắm. Trương Huyền ngồi ở khách sạn lầu 1 đại sảnh, nhìn màn hình di động thượng, đúng là toàn bộ khách sạn lối đi nhỏ theo dõi, tổng cộng lục đạo thân ảnh, phân biệt từ đi bộ thang cùng thang máy, cùng với thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa ba phương hướng, đi thông lầu 5. Thần thánh thiên quốc những người này hành động tốc độ xem như không tồi, chỉ ra 6 người, nhưng đều là tinh anh A. Trương Huyền nhìn di động chung theo dõi hình ảnh, thỉnh thoảng bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Thần thánh thiên quốc 6 người toàn vì nam tính, tất cả đều ăn mặc khách sạn nhân viên công tác hầu hạ, nhanh chóng đi vào khách sạn lầu 5, theo sau có tự tản ra, nằm ở mỗi một phòng khẩu, nghe bên trong động tĩnh. Nhìn đến lúc này, Trương Huyền ấn diệt màn hình di động, phất phất tay. Liền thấy, ở Trương Huyền phất tay nháy mắt, rất nhiều còn ở làm xuống tay đầu công tác khách sạn phục vụ nhân viên, khách sạn trước đài, khách sạn môn nghênh, tất cả đều chiều bốn phía tan đi. Trương Huyền dựa vào khách sạn đại sảnh trên sofa, bưng lên một ly vừa mới phao tốt trà nóng, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, theo sau nhấp thượng một cái miệng nhỏ. Vài phút sau, liền nghe khẩn cấp chạy trốn truyền miệng tới một trận dồn dập tiếng bước chân. Mau, ngăn lại bọn họ. Một đạo hét lớn một tiếng từ khẩn cấp chạy trốn truyền miệng ra. Liền thấy, Ngô Diệu chính vẻ mặt hoảng loạn từ chạy trốn trong miệng lao tới, hắn như vậy đột nhiên xuất hiện. Trong miệng giống to, dọa khách sạn giữa những cái đó không hiểu rõ người một cú sốc. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai. Triệu Thiên từ thang máy chung nhanh chóng vọt ra, người đâu, người kia có hay không? Không có thấy, Ngô Diệu lắc lắc đầu, lại nhìn về phía thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa xuất khẩu phương hướng. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa xuất khẩu địa phương, cửu cục dư lại hai nữ nhân trẻ tuổi, mang theo trừ bỏ Lưu giáo sư bên ngoài còn thừa ba gã thăm dò đội thành viên xuất hiện. Duy độc không thấy Lưu giáo sư, một người nữ tính mở miệng, chúng ta này cũng không có. Sao có thể đều không có? Ngô Diệu vẻ mặt nôn nóng, nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định đến Trương Huyền trên người. Hắn đi nhanh chiều Trương Huyền đi tới, một phen nhéo Trương Huyền cổ áo, phát ra quát hỏi, ta hỏi ngươi, người đâu? Người nào đâu? Trương Huyền tùy ý Ngô Diệu bắt lấy chính mình cổ áo, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Người nào? Ngươi có mặt hỏi ta người nào? Ta hỏi ngươi, các ngươi này an bảo công tác như thế nào làm, khách sạn trà trộn vào quỷ ngươi cũng không biết. Ngô Diệu hướng về phía Trương Huyền, lớn tiếng quát lớn, ta nói cho ngươi, Lưu giáo sư thật muốn có bất trắc gì, ngươi đến phụ chủ yếu trách nhiệm, có hiểu hay không? Trương Huyền nghi ngờ nói, vì cái gì ta tới phụ chủ yếu trách nhiệm, lần này sự tình, không phải các ngươi làm ta cái gì đều đừng hỏi sao? Thiếu tại đây trốn tránh trách nhiệm, Triệu Thiên đi lên tới. Đã sớm nói, này khách sạn tồn tại an toàn tai họa ngầm, hôm nay sự, 90% đều phải trách ngươi. Trương Huyền nhìn thoáng qua, phát hiện cửu cục dư lại hai gã nữ tính, cũng tất cả đều một bộ trách cứ bộ dáng nhìn chính mình. Lợi hại a! Trương Huyền nhẹ nhàng vỗ tay, các ngươi phải bảo vệ người đã xảy ra chuyện, các ngươi trước tiên, thế nhưng là trốn tránh trách nhiệm, thật là lợi hại. Ngươi, Ngô Diệu bị Trương Huyền nói trong lòng một đổ, giơ lên nắm tay. Liền chuẩn bị chiều Trương Huyền trên mặt đánh đi. Không đợi Ngô Diệu nắm tay rơi xuống, một trận đinh lánh quang lang thanh âm, hấp dẫn Ngô Diệu lực chú ý. Một người thân xuyên khách sạn phục vụ sinh trang phục trung niên nam nhân, thật mạnh từ lầu 2 té xuống, tạp toái một khối pha lê bàn trà. Lại là liên tiếp vài đạo thân ảnh từ lầu 2 nhảy xuống, đem vừa mới té ngã trung niên nam nhân nâng dậy, ở trong đó một người trên vai, còn khiêng đã hôn mê Lưu giáo sư. Đem một cái 100 nhiều cân trọng người kháng ở trên người, người này chút nào không thấy một chút cố hết sức bộ dáng. Lại là cải tạo người sao? Trương Huyền nheo lại đôi mắt,
dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói. Ngô Diệu nhìn thấy những người này xuất hiện, sắc mặt vui vẻ, buông ra Trương Huyền cổ áo, chiều bên kia nhìn lại. Lén lút bọn chuột nhắt, xem các ngươi còn hướng nào trốn. Ngô Diệu nhìn chằm chằm vừa mới té ngã tên kia trung niên, có thể nhìn ra tới, kia trung niên hẳn là những người này lãnh tụ. Dẫn đầu trung niên nam nhân khinh thường nhìn Ngô Diệu liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, một đám tay mơ, thiếu tại đây cáo mượn oai hùm, nếu không có người âm thầm giúp các ngươi, liền các ngươi loại này, lão tử một người có thể toàn làm thịt. Ngươi, Ngô Diệu sắc mặt biến đổi, trung niên nam nhân coi khinh nói, làm hắn cảm giác đã chịu cực đại vũ nhục, nhưng là, Ngô Diệu lại vô pháp phản bác, hắn là ngạo, nhưng không ngốc, có thể nhìn ra tới, này dẫn đầu trung niên sở dĩ đột nhiên hiện thân, từ lầu hai ngã xuống, là đã chịu người khác ngăn chặn, nếu không đã sớm chuồn mất. Dẫn đầu trung niên lại là xem đều không có lại xem Ngô Diệu đám người liếc mắt một cái, mà là cất cao giọng nói, giấu ở âm thầm vị kia, xuất hiện đi, chúng ta nói chuyện điều kiện. Nga, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cùng các ngươi nói điều kiện? Một đạo thanh âm, từ Ngô Diệu phía sau vang lên. Ngô Diệu xoay người vừa thấy, người nói chuyện, đúng là Trương Huyền. Ngươi, Ngô Diệu vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Trương Huyền, một cái Ngân Châu tiểu thành thị bình thường công ty bảo an người phụ trách, hắn có này năng lực. Dẫn đầu trung niên cười cười, mở miệng nói, người đem này đó tay mơ, cố ý an bài đến một cái chỉ có bọn họ tầng lầu. Này đơn giản chính là cố ý hướng chúng ta tiết lộ bọn họ hành tung, lúc này lại ra tay ngăn trở chúng ta, này không phải muốn cùng chúng ta nói điều kiện, lại là muốn làm cái gì. Dẫn đầu trung niên lời này vừa ra, Ngô Diệu cùng Triệu Thiên liếc nhau, hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Tâm tắc, nghe được sao, không có người tầng lầu, sẽ bại lộ các ngươi hành tung a, người bình thường, ai sẽ yêu cầu một cái tầng lầu chỉ có chính mình đâu, tất nhiên sẽ bị chú ý tới a. Trương Huyền thở dài, không chút nào che giấu phát ra trào phúng thanh âm, một đám mới ra đời tay mơ, làm việc hoàn toàn bất động đầu óc, liền các ngươi loại người này, bị làm thịt cũng là xứng đáng. Ngô Diệu cùng Triệu Thiên sắc mặt đỏ lên, không có hé răng. Trương Huyền nâng chung trà lên đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi khí, từ đầu tới đuôi, hắn đều là ngồi ở trên sofa, không đứng dậy quá, uống một ngụm trà, Trương Huyền mới ra tiếng, có chuyện, người khả năng lầm, bọn họ đơn độc trụ một tầng, cũng không phải ta an bài. Mà là bọn họ yêu cầu, cho nên, ngươi đến lại cho ta một cái ta có thể cùng ngươi nói điều kiện lý do. Chính mình yêu cầu, dẫn đầu trung niên trên mặt lộ ra một mặt cười nhạo, hắn trầm mặc vài giây, đột nhiên phát ra cười to, ha ha ha. Ta này theo bọn họ một đường, bọn họ hành tung vẫn luôn tùy tiện, ta luôn cho rằng là có cái gì âm mưu, lại chưa từng tưởng, ta thế nhưng thua ở bọn họ quá mức tay mơ này một nguyên nhân thượng, không thể tưởng được ta hành tẩu mười mấy năm, lại là thua tại phương diện này. Dẫn đầu trung niên trên mặt, tất cả đều là tự diễu. Cuối cùng một lần, cho ta cái có thể nói điều kiện lý do. Trương Huyền đem chén trà buông. Ngô Diệu nghe dẫn đầu trung niên nói, gắt gao niết quyền, loại này bị người trào phúng hổ thẹn, làm hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Giờ phút này nghe được Trương Huyền nói, lập tức bùng nổ, quay đầu hướng Trương Huyền quát, điều kiện gì? Ai cho phép ngươi cùng bọn họ nói điều kiện, ngươi có biết hay không? Câm miệng. Trương Huyền đột nhiên trừng hướng Ngô Diệu. Ở Trương Huyền dưới ánh mắt, Ngô Diệu không khỏi dưới chân mềm nhũn. Chương 831 nói cho ta. Một cổ nồng đậm sợ hãi tràn ngập ở Ngô Diệu ngực, ngay cả Ngô Diệu chính mình đều không rõ ràng lắm, này sợ hãi từ đâu mà đến. Là bởi vì hắn ánh mắt. Không, không có khả năng. Ta là cửu cục tuyển gia tinh anh, sao có thể bị hắn một ánh mắt dọa đến, không có khả năng. Sẽ không như vậy. Ngô Diệu cả người không tự giác run rẩy, hơi hơi loạn choạng đầu, này hoàn toàn là hắn theo bản năng động tác. Đến đây đi, nói cho ta lý do. Trương Huyền ánh mắt từ Ngô Diệu trên người rời đi, nhìn về phía dẫn đầu trung niên. Ở Trương Huyền ánh mắt rời đi nháy mắt, Ngô Diệu cảm giác chính mình đè ở ngực một cổ khí, toàn bộ tiết đi ra ngoài, hắn lúc này mới chú ý tới, chính mình sau lưng, đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Thần Thánh Thiên Quốc dẫn đầu trung niên sắc mặt nghiêm túc nhìn Trương Huyền. Liền ở vừa mới, hắn từ Trương Huyền trên người, cảm nhận được một cổ thực rõ ràng sát ý, loại này sát ý vô hình, hoàn toàn chính là ở sinh hoạt hàng ngày chung dưỡng thành, loại này sát ý, ngay cả này dẫn đầu trung niên, đều cảm thấy tim đập nhanh, có thể có được loại này sát ý người, trên thế giới lại có mấy cái. Phải biết rằng, loại này sát ý, cùng thực lực không quan hệ, chỉ có cái loại này từ thây sơn biển máu chung bò ra tới ác ma, tài năng bị.
Dẫn đầu trung niên nuốt khẩu nước bọt, ra tiếng nói, các hạ, ta vô tình mạo phạm ngươi, lúc này đây, chúng ta chỉ là muốn biết một ít tin tức, hiện tại trên tay người này, chúng ta cũng không nghĩ thương tổn hắn, chỉ là tưởng đổi lấy một ít tình báo mà thôi, nếu các hạ không tham dự việc này, chúng ta hứa hẹn, sẽ cho các hạ tương ứng chỗ tốt. Dẫn đầu trung niên cùng Trương Huyền nói chuyện khi, nhiều là chút cung kính, hoàn toàn không có đối đãi Ngô Diệu đám người này phúc coi khinh chi tâm. Nói nửa ngày, tịnh là vô nghĩa, Trương Huyền trừng mắt nhìn mắt dẫn đầu trung niên. Dẫn đầu trung niên trong lòng một cái lộp bộp, thở sâu, các hạ, lấy thực lực của ngươi tới nói, tuyệt đối không thể là vô danh hạng người, địa ngục quân vương cường thế quật khởi, thế giới ngầm muốn biến thiên, nếu các hạ có thể đáp ứng không nhúng tay việc này, chúng ta có thể đem hiện có tình báo, cùng các hạ cùng chung. Có ý tứ, Trương Huyền khóe miệng lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười, duỗi tay một lóng tay Ngô Diệu, ta muốn biết, ta không thể chính mình đi hỏi bọn hắn sao. Đổi một điều kiện. Dẫn đầu trung niên nhăn chặt mày, khẩn nhìn chằm chằm Trương Huyền, các hạ nghĩ muốn cái gì điều kiện. Rất đơn giản, Trương Huyền thân thể hơi khom, làm một cái muốn đứng dậy tư thế, giây tiếp theo, hắn cả người liền đứng ở dẫn đầu trung niên trước người. Ở đây mọi người, không có bất luận cái gì một người có thể thấy rõ Trương Huyền động tác, ở bọn họ trong mắt, vừa mới Trương Huyền liền phảng phất một đạo ảo ảnh. Ngô Diệu đám người mở to hai mắt nhìn, chỉ là từ điểm này, bọn họ liền minh bạch. Trước mắt cái này tên là Trương Huyền người, không phải chính mình có thể trêu chọc, chẳng sợ huấn luyện chính mình huấn luyện viên, cũng không có nhanh như vậy tốc độ. Trương Huyền đi vào dẫn đầu trung niên trước người, nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng nói, ta điều kiện là, nói cho ta các ngươi thần thánh thiên quốc hết thảy tin tức. Dẫn đầu trung niên ánh mắt một ngưng, trên mặt đốn lộ kinh hoàng, người như thế nào biết. Lời nói vừa mới xuất khẩu, dẫn đầu trung niên đã bị Trương Huyền nắm yết hầu. Trương Huyền khẩn nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng nói cho ta ta muốn biết đến, nếu không ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, tin tưởng ta. Dẫn đầu trung niên sắc mặt đỏ lên, vài giây sau, hắn đột nhiên nhếch môi, khụ. Ha ha, biết tên của chúng ta biết ngươi là ai, ngươi muốn biết chúng ta tin tức, hay không vì một nữ nhân. Nữ nhân kia đối với ngươi rất quan trọng đi, nàng đã từng chính là Quang Minh. Phanh. Một đạo trầm đục thanh truyền ra, dẫn đầu trung niên đầu, liền giống như chín dưa hấu giống nhau, hoàn toàn nổ tung, hồng hoàng chi vật tiệm một mảnh. Trương Huyền như vậy đột nhiên động thủ, mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến. Ngô Diệu đám người nhìn đến này huyết tinh một màn, đương trường nôn khan một tiếng, thiếu chút nữa phun ra. Làm thịt bọn họ, Trương Huyền giống như ném rác rưởi giống nhau, tướng lãnh đầu trung niên thi thể ném tới một bên. Mười mấy đạo thân ảnh từ chu vi tới. Nhằm phía thần thánh thiên quốc còn thừa 5 người. Ngô Diệu đám người, chỉ nhìn đến máu tươi chảy đầy đất, theo sau những người này thi thể, tất cả đều bị xử lý rớt, hết thảy giống như không có phát sinh quá giống nhau. Một loại nùng liệt chấn động tràn ngập ở mấy người trong lòng, trước mắt những người này ra tay tốc độ, sát phạt quyết đoán, cùng với làm việc sau một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, đều làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ngô Diệu, hắn rốt cuộc là người nào a? Tên kia cửu cục nữ tính nuốt khẩu nước bọt, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ngô Diệu nhẹ nhàng đong đưa đầu, hắn hiện tại chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, nghĩ đến chính mình phía trước cùng người này hô to gọi nhỏ một màn, trong lòng liền tràn ngập nghĩ mà sợ. Trương Huyền không có lại tìm cửu cục này mấy người, hắn rời đi khách sạn, cấp Bạch Bào khách bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại mới vừa bắt thông, đã bị Bạch Bào khách tiếp khởi, sư thúc, sự tình kết thúc. Ân, Trương Huyền lên tiếng. Về lần này thăm dò đội sự, như thế nào sẽ lựa chọn tới Ngân Châu? Bạch Bào khách trả lời, nhiều năm như vậy, cửu cục vẫn luôn đều đang tìm một ít đồ vật, Ngân Châu kia phiến vương lăng, không có một ngọn cỏ, chim bay không rơi, phía dưới khẳng định tồn tại thứ gì, nhưng cụ thể thăm dò phương hướng, cửu cục đến bây giờ cũng chưa tìm minh bạch, hiện tại cũng chỉ có thể thử thời vận, thuận tiện thả ra chút tin tức, đem dấu ở âm thầm người dẫn ra tới. Trương Huyền lại hỏi, về thần thánh thiên quốc sự. Các người biết nhiều ít. Cái kia tổ chức, thực thần bí. Bạch Bào khách trầm ngâm một phen, theo sau nói, bất quá cái này tổ chức, ở còn lại các quốc gia cũng không có động tĩnh gì, bọn họ hiện tại giống như chỉ ở hè oi bức khu vực hoạt động, sở nhằm vào, cũng đều là một ít về khí đồ vật, cụ thể phía sau màn làm chủ là ai, hiện tại không có một chút manh mối, chỉ biết chính là, bọn họ chuẩn bị thời gian phi thường lâu, chẳng sợ cửu cục bên trong, đều bị thẩm thấu vào được. Trương Huyền một chút cũng không có ngoài ý muốn cửu cục đều bị thẩm thấu tin tức này,
ngay cả Chessia đều thành đối phương người, thẩm thấu cửu cục, cũng đều không phải là không có khả năng. Cắt đứt điện thoại, Trương Huyền an bài cá nhân, phụ trách Ngô Diệu đám người ngày mai đi sân bay sự, nơi này vấn đề, đã kết thúc, hắn nên biểu hiện ra thái độ, cũng đã biểu hiện ra ngoài, hơn nữa từ bạch bào khách trả lời vấn đề khi một chút cũng chưa do dự thái độ, Trương Huyền cũng minh bạch, hiện tại cửu cục đã ở cùng chính mình tình báo cùng chung, mà bọn họ muốn, chính là chính mình cái này minh hữu. Hiện tại cửu cục cùng Trương Huyền chi gian quan hệ, liền giống như cổ đại, nhà môn võ trạng nguyên cùng võ lâm minh chủ chi gian quan hệ giống nhau, đại gia bên ngoài thượng muốn tuân thủ cửu cục quy củ, nhưng chân chính có quyền lên tiếng, vẫn là Trương Huyền. Lúc này thời gian, là buổi chiều 5 giờ 30 phân. Trương Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là về trước Lâm Thị. Lâm Thanh Hạm đang ngồi ở chính mình văn phòng nội xử lý văn kiện, liền nghe văn phòng cửa phòng mở, ngẩng đầu vừa thấy, là Trương Huyền đi đến. Nữ nhân mắt đẹp trung lộ ra một mặt không dễ phát hiện ý cười, mở miệng nói, không vội. Vội xong rồi. Kia vừa vặn, buổi tối bồi ta cùng đi ra ra kia ăn cơm. Chương 832 muốn ôm tôn tử. Trương Huyền hồi ức một chút, chính mình đã thật lâu cũng chưa cùng Lâm Thanh Hạm đi qua Lâm Chính Nam kia, bao gồm lần này vượt năm, năm trước Trung Thu, Quốc Khánh, vẫn luôn đều không có đi. Lấy một cái vãn bối thân phận tới nói, Trương Huyền làm như vậy, là thực không hợp lễ nghĩa, tuy rằng Trương Huyền kia đoạn thời gian là thân bất do kỷ. Hành, đều nghe ngươi. Buổi tối 7 giờ, Lâm ra đại viện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm, Lâm Kiến Vũ, còn có Tự Uyển cùng với mẫu thân, Lâm Xuyên một nhà, đều ngồi ở một trương bàn tròn bên. Tiểu Trương, ta nhưng đến phê bình ngươi, Trung Thu Quốc Khánh vượt năm, ngươi cũng chưa trở về, vượt năm thời điểm, liền Thanh Hạm đều cùng ngươi một khối không trở lại, các ngươi làm như vậy không thể được. Lâm Kiến Vũ ở trên bàn phê bình nói. Ba, việc này là ta làm không đúng. Trương Huyền ngượng ngùng cười cười. Hảo ba, ngươi cũng đừng nói Trương Huyền, hắn là có việc vội đi. Lâm Thanh Hạm biết ngay lúc đó tình huống, cũng minh bạch Trương Huyền là thân không khỏi đã, này đó đều không thể quái Trương Huyền. Ai, Lâm Kiến Vũ thở dài, bất đắc dĩ cười, đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, người này đã không hướng về ngươi ba ba. Tam thúc, này ngươi đã có thể nói sai rồi, rõ ràng là tỷ phu gả đến nhà của chúng ta tới, tỷ của ta đó là không nghĩ làm ta tỷ phu chịu ủy khuất. Tự Uyển che miệng cười nói. Lâm Thanh Hạm trừng mắt nhìn Tự Uyển liếc mắt một cái, làm sao nói chuyện, cái gì gả hay không? Không có việc gì, Tiểu Huyền liền thích cùng ta nói giỡn. Trương Huyền gắp một chiếc đũa đồ ăn đến Lâm Thanh Hạm trong chén, chút nào không thèm để ý Tiểu Huyền lời nói, hắn rõ ràng, nhà đầu này nhưng không có gì ác ý, chính là thích cùng chính mình đùa giỡn. Ngồi ở chính vị thượng Lâm Chính Nam uống lên khẩu rượu, cười nói, Kiến Vũ a, Trương Huyền đứa nhỏ này có tiền đồ, vội điểm hảo, người trẻ tuổi vội là chuyện tốt, không cần ngày lễ ngày Tết liền trở về, chúng ta cũng đều là xông qua thương trường người. Biết rất nhiều thời điểm thân bất do kỷ, năm đó mẹ ngươi không thiếu trách ta không trở về nhà. Lâm Chính Nam rất rõ ràng Trương Huyền thân phận, biết Trương Huyền không trở về, kia tuyệt đối là có nguyên nhân. Lâm Kiến Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, ba, ta đã biết, ta không phải xem ngươi lão nhắc mãi muốn ôm chắt trai sao, đây cũng là vì ngươi sốt ruột. Lâm Kiến Vũ nhắc tới ra chắt trai ba chữ, trên bàn người, đều là hai mắt sáng lên, ở Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm chi gian xem cái không ngừng. Một chút liền cấp Lâm Thanh Hạm nhìn cái đỏ thẫm mặt. Hiện tại Lâm gia, liền giữa Lâm Thanh Hạm này một mạch đơn truyền đâu. Này đó chờ mong Lâm gia hậu đại ra đời người, nếu biết Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đến bây giờ cũng chưa từng chung phòng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thanh Hạm a, ta xem ngươi này vẫn luôn cũng chưa khởi sắc, ngươi nhưng đến nắm chặt a, biết ngươi công tác vội, cần phải hài tử việc này, mới là trọng trung chi trọng, thời gian này nhoáng lên liền đi qua. Ngươi hiện tại tuổi vừa lúc, trở lại hơn mấy tuổi, kia đã có thể không hảo a. Lâm Thanh Hạm nhị cô nói. Lâm Thanh Hạm sắc mặt một si ông, vừa muốn nói chuyện, nàng tiểu cô thanh âm lại vang lên. Thanh Hạm, ngươi đừng có áp lực, có hài tử, chúng ta nhiều như vậy lão gia hỏa đều nhàn rỗi đâu, ai đều có thể cho ngươi mang. Đúng vậy tỷ, Tự Uyển cũng ở một bên mở miệng, ta còn muốn làm gì đâu. Trên bàn người một câu. Cấp Lâm Thanh Hạm xấu hổ khuôn mặt đều mau tích ra thủy tới, một trương mặt đẹp gắt gao chôn ở trước người, không dám ngẩng đầu, vươn một con tay nhỏ, ở trên bàn không ngừng nhéo Trương Huyền trên đùi mềm thịt. Trương Huyền ha hả cười, chúng ta cũng ở nỗ lực đâu. Ai, Lâm Chính Nam thở dài một hơi, ta này lão xương cốt,
không biết xuống mồ trước còn có thể hay không bế lên chắt trai, nếu ôm không thượng, ta này chết đều sẽ không nhắm mắt ha. Lâm Thanh Hạm đột nhiên ngẩng đầu, ra ra, người yên tâm đi, khẳng định có như vậy một ngày. Ha ha, Lâm Chính Nam cười lớn một tiếng, hảo, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi, tới, uống rượu, uống rượu. Lâm Chính Nam nhếch môi, lại cho chính mình mãn thượng một ly. Thiên dần dần tối sầm đi xuống. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm buổi tối đều uống lên chút rượu, cũng liền không có lại lái xe trở về, trực tiếp ở Lâm Chính Nam này trụ hạ. Toàn bộ Lâm gia đại viện, phòng quá nhiều, tùy tiện lựa chọn. Cho tới nay, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm ở nhà, đều là tách ra ngủ, lần trước từ Quang Minh đảo sau khi trở về, vẫn luôn đều có rất nhiều phiền toái quấn thân, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cũng liền không cố thượng vấn đề này. Đêm nay, hai người tổng không có khả năng lại phân giường ngủ. Lâm Thanh Hạm đều có thể nghĩ đến, đêm nay một khi chính mình cùng Trương Huyền tách ra, chỉ bằng người nhà kia cổ muốn ôm tôn tử tâm, chỉ sợ đến đem chính mình kéo đến Lâm thị chủ thính phê đấu thượng một đêm. Hai người trụ phòng rất lớn, một chiếc giường, một cái phòng tắm. Phòng nội châm một cây huân hương, trong đại sảnh kiểu cũ CD cơ vang lên nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, như có như không truyền vào phòng giữa. Trương Huyền đi vào phòng, ngửi ngửi cái mũi, ngửi được kia một cổ u hương, hắn đóng lại cửa phòng, nhìn ngồi ở mép giường Lâm Thanh Hạm. Ở có chút tối tăm ánh đèn hạ, nữ nhân mặt đẹp đỏ bừng, như là chín quả táo giống nhau. Lão bà, Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng. Ta đi trước tắm rửa. Lâm Thanh Hạm tùy tay nắm lên một kiện áo ngủ, vọt vào phòng trong phòng tắm. Thực mau, một trận bọt nước tiếng vang lên. Phòng tắm cũng không phải toàn phong bế thức, kéo hoa phòng tắm môn có thể cho Trương Huyền thấy một đạo như ẩn như hiện bóng hình xinh đẹp. Nữ nhân ném động tóc dài bộ dáng ấn nhập Trương Huyền trong mắt, làm Trương Huyền không tự giác liên tưởng khởi bên trong một màn. Nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc thả lỏng, Trương Huyền vẫn luôn đều ở căng chặt thần kinh, mỏng manh huân hương ở bất chi bất giác chung mở ra Trương Huyền cả người lỗ chân lông, hắn chưa bao giờ cảm giác chính mình giống hiện tại như vậy thả lỏng quá. Trương Huyền liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở mép giường, nhìn phòng tắm phương hướng, nghe xôn xao vang lên tiếng nước. Ước chừng qua hơn nửa giờ, phòng tắm nội tiếng nước mới dần dần ngừng lại. Phòng tắm môn mở ra. Thân xuyên một thân màu hồng phấn áo tắm dài Lâm Thanh Hạm xuất hiện ở Trương Huyền trong mắt, nữ nhân tóc đẹp còn có vẻ ướt rầm rề, gắt gao mà dán ở trên áo, mặt đẹp thượng có chút còn không có lau khô vệt nước. Giờ phút này Lâm Thanh Hạm, liền dường như vừa mới ra thủy phù dung giống nhau, có vẻ vài phần nghịch ngợm, vài phần xuất trần, mang theo một loại khôn kể mị lực. Trương Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm kia trương mặt đẹp, ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Trương Huyền từ mép giường đứng dậy, chậm rãi đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, nhìn trước mắt nữ nhân, hắn hô hấp có chút thô nặng, lão bà, ta. Trương Huyền chậm rãi nâng lên đôi tay, chiều Lâm Thanh Hạm phần eo ôm đi. Liền ở Trương Huyền tay vừa mới chạm vào Lâm Thanh Hạm phần eo thời điểm, bị Lâm Thanh Hạm một phen đẩy ra. Mau đi tắm rửa. Nữ nhân hàm răng khẽ cắn môi đỏ, kia cổ ngượng ngùng cảm, càng là tăng thêm một cổ nói không nên lời mê người. Trương Huyền hắc hắc ngây ngô cười một tiếng. Cũng ý thức được chính mình trên người có chút quá bẩn, hôm nay chạy một ngày, buổi chiều ở thần mặt trời khách sạn, lại bị máu tươi tiệm vẻ mặt, đến bây giờ chỉ là làm chút đơn giản trà lau. Kéo ra phòng tắm môn, Trương Huyền một đầu chui đi vào, mới cởi áo trên, liền thấy phòng tắm môn bị Lâm Thanh Hạm kéo ra. Chương 833 nói cái điều kiện. Đứng ở cửa Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền kia cường tráng thượng thân, mắc cỡ đỏ mặt ném tới một kiện áo ngủ, tẩy xong thay. Trương Huyền nhếch miệng cười. Chờ Trương Huyền tắm rửa xong ra tới sau, thấy Lâm Thanh Hạm đã nằm ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, cũng không nhúc nhích, phòng nội đèn cũng đã đóng, chỉ trừ một chản đầu giường đèn chờ Trương Huyền ra tới. Trương Huyền đi đến mép giường, nhẹ nhàng xốc lên chăn. Lão bà! Tối tăm ánh đèn hạ, Lâm Thanh Hạm hai tròng mắt khép hờ, hô hấp đều đều nằm ở trên giường, Trương Huyền phát ra nhẹ nhàng tiếng gọi ầm ĩ, lại không có bất luận cái gì đáp lại truyền đến. Lão bà, người ngủ rồi sao? Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng, vươn tay tới, sờ lên Lâm Thanh Hạm ngọc vai, nhẹ nhàng lay động. Lâm Thanh Hạm hô hấp như cũ đều đều, đôi mắt nhắm lại, như là cái gì đều không có nghe thấy giống nhau. Trương Huyền dục muốn lại lần nữa ra tiếng, lại đột nhiên sắc mặt biến đổi. Không đúng. Trên giường Lâm Thanh Hạm, hô hấp quá mức vững vàng, này hiển nhiên không bình thường. Một cổ choáng váng cảm đột nhiên tự Trương Huyền trong óc chỗ đánh úp lại. Trương Huyền lắc lắc đầu,
ánh mắt như điện, nhìn về phía ngoài phòng, quát, ai? Trương Huyền này tiếng quát vang lên, như cũng không có khiến cho Lâm Thanh Hạm nửa điểm phản ứng, nữ nhân hiển nhiên đã lâm vào ngủ say giữa. Trương Huyền bỗng nhiên kéo ra cửa phòng, trong đại sảnh ưu nhã âm nhạc như cũ ở vang, lại không có bất luận kẻ nào tiếng vang lên, chỉ có âm nhạc ở toàn bộ phòng nội quanh quẩn, có vẻ phi thường quỷ dị. Trương Huyền bước nhanh đi rồi hai bước, nhìn đến Lâm Kiến Vũ đang nằm ở trong đại sảnh một trương phương ghế, đôi mắt nhắm chặt, hiển nhiên cũng đã ngủ. Lâm ra người, ở Trương Huyền tắm rửa trong quá trình, toàn bộ ngủ. Này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Trương Huyền nín thở, bước chân nhanh chóng thả uyển chuyển nhẹ nhàng chiều chủ thính ngoại đi đến, hắn thời khắc nghe chung quanh động tĩnh, chẳng sợ có một tia gió thổi cỏ lay, Trương Huyền đều có thể ở trước tiên cảm ứng được. Chính là, toàn bộ Lâm gia đại sảnh, trừ bỏ kia cũ xưa CD cơ phát ra âm nhạc thanh bên ngoài, không còn có bất luận cái gì thanh âm, to như vậy phòng, như thế yên tĩnh, làm nhân tâm chung hốt hoảng. Trương Huyền đi đến Lâm gia đại sảnh trước cửa, đường bước ra đại sảnh môn nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Ánh trăng như nước, chiếu vào mặt đất. Này đạo thân ảnh đứng ở dưới ánh trăng, thân xuyên một bộ màu trắng váy dài, như đêm khuya tinh linh giống nhau, dường như mang theo trăng rằm tưới xuống khắp yêu thương. Màu ngân bạch tóc dài rũ ở vòng eo, là lướt dáng người làm người mơ màng vô hạn, kia một trương trọn không ra bất luận cái gì tì vết hoàn mỹ khuôn mặt, giờ phút này treo một mặt mỉm cười, miệng cười xinh đẹp nhìn Trương Huyền. Trương Huyền ca ca, trước kia ta nghe người ta nói, tình yêu có thể thay đổi một người, ta vẫn luôn không tin, bất quá ta hiện tại tin. Nữ nhân gót sen nhẹ nhàng, liền lúc trước cái kia chỉ là tên liền sẽ làm cho cả thế giới ngầm run rẩy nam nhân, lúc này trong lòng đều tràn ngập ôn nhu, ái thứ này, thật đúng là không thể tưởng tượng. Trương Huyền nhìn trước mắt nữ nhân, không nói gì. Chessia trên mặt vẫn luôn đều treo mỉm cười, Trương Huyền ca ca, ngươi không cần khẩn trương, bọn họ chỉ là tạm thời ngủ qua đi mà thôi, loại này hương huân, sẽ có trợ bọn họ giấc ngủ, giảm bớt bọn họ thể xác và tinh thần áp lực, ta lại như thế nào bỏ được thương tổn ngươi ái người đâu. Sáng mai, bọn họ liền sẽ tỉnh lại, bất quá giống như đêm nay chậm trễ Trương Huyền ca ca ngươi chuyện quan trọng đâu, thật là thực xin lỗi. Chessia, ta không rõ. Trương Huyền khẽ lắc đầu. Ngươi thực minh bạch, Chessia chậm rãi đi đến Trương Huyền trước người, ngươi chìm đắm trong ngươi ôn nhu hương, mà ta, lựa chọn đi theo thế giới này chân chính chủ nhân, lần này tới, ta cũng không có muốn thương tổn bọn họ ý tứ, chỉ là tưởng cùng ngươi đơn độc tâm sự, tại đây tâm sự trong quá trình, không nghĩ bị còn lại người quấy rầy mà thôi, Trương Huyền ca ca, cùng nhau đi một chút sao. Chessia nói xong, không đợi Trương Huyền trả lời, liền nghịch ngợm xoay người, màu trắng làn váy vũ động một cái viên hoa. Phá lệ mỹ lệ. Trương Huyền nhìn Chessia bóng dáng, yên lặng theo đi lên. Ban đêm độ ấm đã ở âm 25 độ C, loại này độ ấm, chẳng sợ áo bông thêm thân, đều sẽ đông lạnh đến run bần bật. Nhưng hiện tại đi ở dưới ánh trăng hai người, một người mặc váy dài, một người mặc áo ngủ, lại một chút đều không có bị này trong không khí nhiệt độ thấp sợ ảnh hưởng, thậm chí liền trên người lông tơ đều không có biến hóa. Từ nào đó góc độ tới giảng, Trương Huyền cùng Chessia loại người này, đã thoát ly người thường phạm trù, bọn họ cụ bị thường nhân trong mắt thần mới có thể có được năng lực. Trương Huyền ca ca, ta lần này tới, là tưởng cùng ngươi nói một bút giao dịch, đối với người ta đều hữu ích giao dịch. Chessia cũng không quay đầu lại mở miệng, nàng thanh âm không lớn, khoảng cách nàng 3 mét bên ngoài, liền nghe không được nàng nói cái gì, nhưng Chessia nói chuyện thời điểm, lại là đầy mặt tự tin, nàng phi thường xác định, Trương Huyền sẽ theo kịp. Trương Huyền yên lặng đi ở Chessia phía sau, không nói gì. Cho tới nay, ở Trương Huyền trong lòng, Chessia liền giống như chính mình thân muội muội giống nhau, thậm chí Trương Huyền trước kia đều nghĩ tới, chính mình hoàn toàn thoát ly Quang Minh đảo, đem này chỗ ngầm thánh địa, hoàn toàn giao cho Chessia. Có thể nói, Chessia là đã từng Trương Huyền tín nhiệm nhất người, không gì sánh nổi. Trương Huyền lúc trước tin tưởng vững chắc, chẳng sợ toàn thế giới đều phản bội chính mình. Nhưng Chessia khẳng định sẽ không. Nhưng hôm nay, chính mình tín nhiệm nhất người, đối chính mình nói ra như vậy một phen lời nói, Trương Huyền để ý, không phải đối phương nghĩ muốn cái gì, mà là vì cái gì. Từ lần trước Chessia phái người sát Lâm Thanh Hạm, bọn họ ở trong sa mạc gặp nhau, Trương Huyền có vô số lần cơ hội có thể thân thủ chảm rớt Chessia, nhưng hắn trước nay không làm như vậy, thậm chí liền thương tổn Chessia ý tưởng, đều không có ở hắn đáy lòng bắt đầu sinh quá, đây là một cái muội muội. Trên thế giới thân nhất muội muội. Mặc kệ Chessia làm cái gì,
Trương Huyền đều chỉ cho là đến từ một cái muội muội trò đùa dai, lại có cái nào ca ca sẽ thật sự đi sinh chính mình muội muội khí đâu. Chelsea thấy Trương Huyền không có thanh âm, tiếp tục mở miệng, "Trương Huyền ca ca, này mấy tháng qua, thế giới các nơi đều ở phát sinh quỷ dị sự tình, trong đó lớn nhất một kiện, không gì hơn cổ lai Hy quốc di tích chung đi ra một người được xưng đã có 230 tuổi lão quái vật, sống suốt hai cái thế kỷ, cổ lai Hy quốc việc này vừa ra, thế giới các quốc gia đều ở khai quật cổ tích, chúng ta nhận được tin tức, cửu cục phái người tới Ngân Châu, tra xét kia chỗ tràn ngập hoang vắng vương lăng, lại không thu hoạch được gì. Đúng rồi, chúng ta người, cũng bị Trương Huyền ca ca ngươi xử lý rớt." Chelsea thấp hèn đầu, đôi tay bối ở sau người, mỗi đi một bước, đều đem cẳng chân nâng đến cao cao, giống như là học sinh thời kỳ cùng người yêu ở sân thể dục bước chậm giống nhau. "Trương Huyền ca ca, này Ngân Châu, là người địa phương, người không nghĩ làm người biết đến sự tình, chẳng sợ cửu cục, cũng không có khả năng biết, hôm nay ta tới là tưởng nói cho ngươi, nếu ngươi nguyện ý đem mở ra vương lăng kia thanh kiếm lấy ra tới, ta liền nguyện ý, đem thị tộc sở hữu bí mật nói cho ngươi, như thế nào?" Chelsea đột nhiên một cái xoay người, linh động hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền. Kiếm. Chương 834 khiếu nại tin. Chelsea nói, ở vì Trương Huyền giải thích nghi hoặc đồng thời, cũng làm hắn tràn ngập nghi hoặc. Nguyên lai cổ lai Hy quốc kia di tích giữa đi ra một cái sống hơn 200 năm nhân vật. Lời này, nếu là Trương Huyền mấy tháng trước nghe được, nhất định sẽ khiếp sợ, nhưng hiện tại, hắn đối tuổi loại đồ vật này, đã chết lặng. Địa ngục nhà giam chung như vậy nhiều lão gia hỏa, Huyền Thiên đã 390 tuổi, khoảng thời gian trước nhìn thấy Sở Tranh, cũng có 364 tuổi, ngay cả chính mình thân thủ mai táng kia Lục lão nhân, đều 421 tuổi. Hơn 200 tuổi ở Trương Huyền này, đã sớm khởi không đến bất luận cái gì một chút gợn sóng. Làm Trương Huyền càng thêm coi trọng, là Chelsea nhắc tới cái kia vương lăng chìa khóa. Một phen kiếm, cái gì kiếm? Trương Huyền ca ca, việc này, ngươi suy xét một chút đi, chờ ngươi mở ra vương lăng là lúc, ta sẽ xuất hiện, đến lúc đó, có thể chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện hợp tác. Chelsea mũi chân nhẹ nhàng một chút, cả người phiêu nhiên dựng lên, tại đây dưới ánh trăng, giống như Nguyệt Cung Trung Thiên Nữ giống nhau, dần dần biến mất ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Ta không rõ, ngươi nói kiếm là cái gì? Trương Huyền mở miệng, đây là hắn nhìn thấy Chelsea sau đệ nhị câu nói. Khanh khách, trong trời đêm, vang lên Chelsea chuông bạc tiếng cười, "Trương Huyền ca ca, ngươi cùng thủ lăng người thấy như vậy nhiều lần, như thế nào sẽ không biết ta nói chính là có ý tứ gì đâu, bây giờ còn có thời gian, ngươi suy xét một chút đi, thật muốn chờ đến thị tộc xuất thế kia một ngày, hết thảy liền quá muộn." Chelsea thanh âm chậm rãi phiêu xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thủ lăng người, vương lăng chìa khóa, một phen kiếm, ba cái mấu chốt tin tức ở Trương Huyền trong đầu không ngừng bồi hồi. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm, thở dài, đi trở về trong phòng. Trong phòng huân hương có một loại thuốc dục ngủ tác dụng, Trương Huyền nằm ở trên giường, lại là một chút buồn ngủ đều không có, trong đầu không ngừng suy tư Chelsea mang đến tin tức. Một đêm thời gian, im ắng qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, một chiếc hỏa hồng sắc chạy băng băng sử ra Lâm gia đại viện. Trương Huyền ngồi ở điều khiển vị thượng, lái xe chiều Lâm thị tập đoàn mà đi, dọc theo đường đi một câu cũng không nói, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, hiện tại còn ở hắn trong đầu bồi hồi, làm hắn nghĩ tới nghĩ lui đều tưởng không rõ. Vương lăng giữa, thế nhưng có thủ lăng người, này thủ lăng người rốt cuộc là phương nào thế lực tồn tại, bọn họ rốt cuộc ở thủ vệ thứ gì, còn có, chính mình gặp qua vài lần thủ lăng người, này thủ lăng người, rốt cuộc là ai? Lâm Thanh Hạm ngồi ở ghế phụ, mặt đẹp hơi thiên, nhìn biểu tình nghiêm túc. Một câu không ra Trương Huyền, thấp giọng nói, lão công, ngươi có phải hay không giận ta a? Trương Huyền sửng sốt, nghi hoặc nhìn mắt Lâm Thanh Hạm, giận ngươi. Không có a. Lâm Thanh Hạm vội vàng mở miệng, lão công, ta đêm qua thật không biết sao lại thế này, rõ ràng. Rõ ràng tưởng chờ ngươi, ai ngờ một chút liền ngủ rồi, ta. Ta. Lâm Thanh Hạm càng nói đến mặt sau, thanh âm càng nhỏ, kia một trương mặt đẹp cũng càng ngày càng hồng. Trương Huyền một phách chán, còn tưởng rằng Lâm Thanh Hạm muốn nói gì, kết quả nói chính là chuyện này, hắn giữ chặt Lâm Thanh Hạm nhu đề, lão bà, ta không có bởi vì chuyện này giận ngươi. Đêm qua Lâm Thanh Hạm vì cái gì sẽ ngủ, Trương Huyền rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không bởi vì việc này sinh khí. Huống hồ, liền tính không có Chelsea chuyện đó, Trương Huyền cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân này, liền đi sinh Lâm Thanh Hạm khí. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền,
nhẹ giọng nói, lão công, hai ta kết hôn thời gian dài như vậy, người có hay không cảm thấy ủy khuất a? Cái gì ủy khuất, Trương Huyền vẻ mặt khó hiểu. Lâm Thanh Hạ mặt đẹp hồng hồng, liền, ai nha, người biết ta nói cái gì lạp, hai ta vẫn luôn đều tách ra. Trương Huyền vừa nghe lời này, lại xem Lâm Thanh Hạm kia một bộ ngượng ngùng bộ dáng, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, giơ tay xoa xoa Lâm Thanh Hạm đầu, lão bà, ngươi tưởng cái gì đâu, chỉ cần ngươi ở ta bên người, chính là ta vui vẻ nhất sự, ta còn có cái gì không biết đủ đâu. Lâm Thanh Hạm nghe Trương Huyền như vậy trắng ra nói, hàm răng khẽ cắn môi, lão công, ngươi. Ngươi nếu tưởng nói, hôm nay buổi tối ta có thể. Lâm Thanh Hạm nói đến cuối cùng. Giống như tiếng mũi giống nhau, Trương Huyền căn bản là không nghe minh bạch Lâm Thanh Hạm nói chính là cái gì, há mồm hỏi, cái gì? Hừ, người không nghe được liền tính. Lâm Thanh Hạm đột nhiên kiều hừ một tiếng, đầu uốn éo, nhìn về phía ngoài cửa sổ, duỗi tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, năng giống như phát sốt giống nhau. Chết Trương Huyền, xú Trương Huyền, ngươi là một người nam nhân ai, một hai phải ta chủ động nói ra sao? Một cổ ủy khuất, đột nhiên thăng lên Lâm Thanh Hạm trong lòng. Nàng chu miệng, quay hàm một cổ, xem cũng không hề xem Trương Huyền liếc mắt một cái. Trương Huyền trơ mắt nhìn Lâm Thanh Hạm làm ra một bộ giận dỗi bộ dáng, lại một chút không biết Lâm Thanh Hạm vì cái gì sinh khí, chỉ phải than một tiếng nữ nhân tâm, đáy biển châm, theo sau tiếp tục thành thành thật thật lái xe. Trương Huyền đem xe chạy đến Lâm Thị cao ốc trước bãi đỗ xe thượng, hai người từ trên xe xuống dưới, cùng nhau chiều công ty nội đi đến. Đúng lúc này, một chiếc bưu xe lái qua đây. Ngừng ở Lâm Thị trước cửa, một người phát thư từ trên xe đi xuống, phủng một chỉnh chồng phong thư đi vào Lâm Thị đại môn, đem phong thư phóng tới trước đài sau, lái xe rời đi. Bưu xa tiền chân mới rời đi, liền thấy Lâm Thị bảo khiết viên, đem người phát thư vừa mới đưa vào tới phong thư, toàn bộ ném tới ngoài cửa thùng rác. Một màn này, Lâm Thanh Hạm từ đầu nhìn đến đuôi, một chút cũng chưa rơi xuống. Kia phong thư là cái gì? Lâm Thanh Hạm tò mò một tiếng. Trương Huyền sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nói, hẳn là một ít vô dụng tạp chí đi. Tạp chí, hiện tại công ty đã sớm không đính tạp chí đi. Lâm Thanh Hạm hồ nghi một tiếng, chiều thùng rác kia đi đến. Trương Huyền mày nhăn lại, hắn biết, Lâm Thanh Hạm chỉ sợ, lại muốn phát hỏa. Người phát thư mới vừa đem này đó phong thư từ bưu trên xe bắt lấy tới thời điểm, Trương Huyền liền rõ ràng nhìn đến, này phong thư ra thượng, viết có khiếu nại tin ba cái chữ to. Nhưng về khiếu nại tin thứ này, Trương Huyền tới Lâm Thị cũng không ít trở về, chưa bao giờ có một lần gặp qua, xem hiện tại tình huống này, hiển nhiên là bị người cố ý cản lại, lấy Lâm Thanh Hạm kia trong ánh mắt không chấp nhận được một cái xa tính cách, nhìn đến này đó khiếu nại tin, không bão nổi mới là lạ. Quả nhiên, đương Lâm Thanh Hạm nhìn đến thùng rác nội phong thư thượng viết có khiếu nại tin ba chữ khi, trong mắt tức khắc toát ra lửa giận, một phen từ thùng rác đem trên cùng một phong khiếu nại tin lấy ra mở ra. Nhìn mặt trên nội dung. Theo đối nội dung đọc, Lâm Thanh Hạm sắc mặt càng ngày càng khó coi, xem xong một phong khiếu nại tin sau, lại lần nữa từ thùng rác nội nhặt lên một phong, nhanh chóng mở ra. Trương Huyền đứng ở một bên, tin thượng nội dung, hắn không có đi đọc, nhưng từ Lâm Thanh Hạm sắc mặt cũng có thể phân biệt ra tới, này đó tuyệt đối không phải việc nhỏ. Xem này khiếu nại tin, thật dày một sấp, thả xem bảo khiết ném phong thư thành thạo bộ dáng. Hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Chương 835 Lâm Thị cửa hàng đại khinh khách. Kỳ thật mỗi một cái xí nghiệp, chẳng sợ lại đại, thanh danh tái hảo xí nghiệp, cũng đều sẽ bị người khiếu nại, đây là không thể tránh khỏi. Chỉ là nói như vậy, có khiếu nại, thượng cấp liền sẽ đi xử lý loại này vấn đề. Nhưng hiện tại, trực tiếp đem khiếu nại tin ném xuống loại này cách làm, hiển nhiên chính là mặt trên có người không làm. Loại này không làm thời gian dài, liền sẽ xuất hiện mọi người trong miệng cửa hàng đại khinh khách một màn. Lâm Thanh Hạm đem thùng rác khiếu nại tin một phong tiếp theo một phong nhảy ra tới. Lâm Tổng, người này, đang muốn tiến công ty Lý Na trong lúc vô ý nhìn đến bên này một màn, sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới, vẻ mặt kinh hoàng. Chính mình xem, Lâm Thanh Hạm cũng không ngẩng đầu lên nhìn trong tay khiếu nại tin, ở Lâm Thanh Hạm dưới chân, đã có không dưới 10 phong khiếu nại tin. Đầy đất đều là. Lý Na một cúi đầu, đương nhìn đến phong thư thượng khiếu nại tin ba chữ khi, thân thể đột nhiên chấn động. Này, Lý Na trong mắt, cũng toàn là khó hiểu, hiển nhiên, nàng cũng chưa thấy qua này đó khiếu nại tin, không rõ ràng lắm này đó khiếu nại tin sẽ bị ném sự. Bí thư Lý, ngươi làm người tới sửa sang lại một chút,
đem này đó khiếu nại tin đều bắt được văn phòng đến đây đi. Trương Huyền ra tiếng, theo sau cấp Lý Na đưa mắt ra hiệu. Lý Na nơi nào còn không rõ Trương Huyền ý tứ, vội vàng đáp, hảo, ta hiện tại liền đi làm người thu thập. Trương Huyền đi qua đi, giữ chặt Lâm Thanh Hạm cánh tay, mở miệng nói, lão bà, chúng ta trước đi lên đi, hiện tại đúng là đi làm điểm, người quá nhiều, nhìn đến cũng không tốt, rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Thanh Hạm sắc mặt khó coi gật gật đầu, hướng Lý Na mở miệng nói, bí thư Lý, một giờ nội, đem sắp tới sở hữu về khiếu nại văn kiện đều cho ta tìm ra, phóng tới ta văn phòng. Hảo, ta đây liền đi làm, Lý Na vội vàng gật đầu. Lý Na theo Lâm Thanh Hạm mấy năm, cũng rất rõ ràng Lâm Thanh Hạm là cái gì tính cách. Này đó khiếu nại tin, phóng tới người khác trong mắt, khả năng sẽ lập tức phân phó thủ hạ người đi xử lý, nhưng phóng tới Lâm Thanh Hạm này, đó là tuyệt đối đại sự. Từ lúc bắt đầu, Lâm Thanh Hạm chủ trương quan điểm, đó là đem khách hàng thể nghiệm độ đặt ở Lâm thị đệ nhất vị. Nhưng hiện tại, nhiều như vậy khiếu nại tin, có thể thấy được Lâm thị khách hàng thể nghiệm độ, hiện tại có bao nhiêu không xong. Buổi sáng 10 giờ, Lâm thị tập đoàn cao ốc tầng cao nhất, Lâm Thanh Hạm văn phòng nội. Suốt thượng trăm phong khiếu nại tin toàn bộ bị Lâm Thanh Hạm mở ra, một cái không rơi nhìn một lần. Trương Huyền đồng dạng lật xem một ít, tuy là hắn, cũng mày nhăn lại, có một số việc, đích xác làm nhân khí phẫn. Bí thư Lý Na cúi đầu đứng ở một bên, một câu cũng không ra. Đương xem xong cuối cùng một phong khiếu nại tin sau, Lâm Thanh Hạm thở phào một hơi, mở miệng nói, du lịch công ty tể người, công nhiên liệt ra không cần thiết phí liền không để ý tới loại này quy củ. Ô tô bán sau công ty không làm, khách hàng xe đưa qua đi, vốn là 3 ngày kỳ hạn công trình, nửa tháng đều không có xử lý, khách hàng tới tìm người lui khoản, thế nhưng bị sửa chữa xưởng người đuổi đi ra ngoài, giam chiếc xe. Thương trường tiến hành lừa gạt tính dẫn đường tiêu phí, ăn uống công ty biến tướng thu tiền bao ơ, còn có nhiều hơn, ta chính mình đều ngượng ngùng nói. Cố tình chuyện như vậy, còn phát sinh ở chúng ta Lâm thị. Lý Na dương mắt nhìn mắt Lâm Thanh Hạm, lại vội vàng đem cúi đầu. Nàng có thể nhìn ra tới, Lâm Thanh Hạm giờ phút này đã ở bạo tẩu bên cạnh. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Lý Na, hỏi, bí thư Lý, những việc này, vẫn luôn là ai phụ trách? Bí thư Lý Na đáp, khách phục bộ Quách giám đốc, ta hiện tại kêu hắn lại đây. Lý Na nói, liền lấy ra di động muốn gọi điện thoại. Không cần, Lâm Thanh Hạm phất tay ngừng Lý Na động tác, kia Quách giám đốc, trực tiếp khai rớt đi, ta tại đây mấy ngày, sẽ cho ngươi một cái danh sách. Danh sách người trên, tất cả đều khai trừ công ty, vĩnh viễn không được tuyển dụng, ở bọn họ lý lịch sơ lược thượng, cũng không cần lưu tình, minh bạch sao. Hảo, Lý Na gật đầu. Hành, người trước đi xuống vội đi, chuyện này, trước ai đều đừng nói. Lâm Thanh Hạm phất phất tay. Lý Na xoay người, rời khỏi văn phòng. Trương Huyền buông trong tay khiếu nại tin, nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, hỏi, lão bà, người tưởng như thế nào làm? Thực giản đáp. Từng bước, đem những người này toàn bộ bắt được tới. Lâm Thanh Hạm đứng dậy, lão công, ta thân phận chứng hào vô pháp dùng, sẽ bị người phát hiện, người giúp ta tìm cá nhân, ở Tắc Giang du lịch công ty đính cái 2 ngày quanh thân du phiếu đi. Hảo, Trương Huyền gật đầu, lập tức liền lĩnh hội Lâm Thanh Hạm ý tứ. Trương Huyền nhìn trước mắt nữ nhân, sờ sờ cầm, chính mình này lão bà, là muốn học trước kia Khang Hy Hoàng đế cải trang vi hành A, loại này cách làm tuy rằng mệt. Nhưng đích xác có hiệu quả, nếu trực tiếp phân phó công ty cao quản đi tra, cũng chỉ sẽ tìm ra như vậy 1-2 cái người chịu tội thay, quá thượng 1-2 tháng, loại chuyện này còn sẽ xuất hiện. Hiện tại Lâm Thanh Hạm như vậy, còn muốn đính cái 2 ngày quanh thân du phiếu, nhìn dáng vẻ, là tưởng tìm hiểu nguồn gốc, đem sở hữu có quan hệ người, tất cả đều trảo ra tới A. Trương Huyền gọi điện thoại, thực mau, 2 chương quanh thân du phiếu bị đính hảo. Tắc Giang du lịch công ty. Lấy Tắc Thượng Giang Nam tên gọi tắt, có thể nói là toàn bộ Ngân Châu lớn nhất du lịch công ty, ở thông cảm các loại nơi khác du, xuất ngoại du đồng thời, đồng dạng làm thị nội quanh thân du hạng mục, rốt cuộc có rất nhiều nơi khác tới người, không nghĩ đi du lịch công ty lộ tuyến, lại không biết nên như thế nào kế hoạch, liền sẽ ở địa phương tìm cái du lịch công ty, tới phụ trách chính mình 2 ngày du lịch hành trình. Toàn bộ Tây Hạ tỉnh, không riêng có lịch sử đã lâu Vương Lăng, còn có được xưng Đại Mạc Hoang cùng Bờ Cát. Cùng với truyền phát tin lượng cực cao đại thoại Tây Du quay chụp nơi sân, có rất nhiều người mộ danh mà đến, đứng ở năm đó Chí Tôn Bảo cùng Tím Hà cuối cùng một lần ôm trên tường thành, nhớ lại kia phân từ ấu trĩ đến thành thục tình yêu. Du khách ngày càng tăng nhiều, làm Tây Hạ tỉnh năm gần đây khách du lịch phi thường phát đạt, người cũng rất nhiều.
người một nhiều, sở sinh ra ích lợi liền nhiều, ở cách xù ích lợi trước mặt, rất nhiều người đều sẽ tâm sinh tàn niệm. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người, từng người thay đổi một thân áo lông vũ, đánh xe đi vào Tắc Giang du lịch công ty trước cửa. Toàn bộ Tắc Giang du lịch công ty môn cửa hàng diện tích đạt tới 2.000 bình phương, công ty bên trong, phóng các loại sa bàn, cùng với chuyên môn dựng lên cảnh điểm thu nhỏ lại thể nghiệm, nói ngắn lại, chỉ là này công ty môn cửa hàng, liền như là một cái loại nhỏ điểm du lịch. Có người từng nói qua, tới Ngân Châu, cảnh điểm chuyển không xong, vậy tới Tắc Giang du lịch công ty đi dạo, cũng tương đương đi khắp Ngân Châu các đại cảnh điểm, này Tắc Giang du lịch công ty, đó là Lâm thị xí nghiệp. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm tiến du lịch công ty cửa, một người thân xuyên tây trang thanh niên liền nhiệt tình đã đi tới. Hai vị, xin hỏi có cái gì có thể giúp các ngươi sao? Trương Huyền mở miệng nói, ta cùng lão bà của ta ở trên mạng đính hai chương quanh thân du phiếu, xin hỏi là ở đâu đăng ký? Này vừa mới còn nhiệt tình như lửa người trẻ tuổi, vừa nghe Trương Huyền ở trên mạng đính phiếu, sắc mặt lập tức biến đổi, lại lý cũng chưa lý hai người một chút, trực tiếp đi xa. Như vậy thái độ, đương Lâm Thanh Hạ mày liễu gắt gao nhăn ở bên nhau.